chương 1751 tam công tử nguồn mê truyện audio.com sắc mặt tô ngân hạ lạnh lẽo ta mãi mãi cũng sẽ không làm bất luận cái gì phản bội hàng tam thiên sự tình nhớ kỹ vĩnh viễn nếu như ta lựa chọn làm như vậy lời nói ngươi cùng phù mãn ý nghĩa là cái gì tô ngân hạ lời nói rất rõ ràng mọi người là quan hệ hợp tác nếu như đối phương ra không được lực lời nói vậy cái này hợp tác liền không có tồn tại giá trị phù ly tự nhiên có thể lý giải tô ngân hạ là có ý gì đang muốn nói chuyện, lúc này, phòng lớn cửa ra vào một trận huyên náo, Phù Ly tranh thủ thời gian bước ra, lặng yên rời đi. Đại điện Phù Thị bên trong, Phù Thiên cao hứng bừng bừng trở về, vừa nghe nói tộc trưởng trở về, Phù gia một đám quản lý cao, không phân già trẻ, tranh thủ thời gian nên tiếp đại điện. Cửa chính bên trên, Phù Thiên đối một cái thanh niên nam tử ba bước vừa mời, thanh niên nam tử tướng Mạo Anh Tuấn, lại quần áo quan vinh, khí chất phi phàm. Phía sau hắn, còn đi theo 20 tên ăn mặc quái dị trung niên nhân, từng cái hổ hổ sinh uy, phù gia người hầu như không cần suy nghĩ nhiều, liền biết những người này lão đầu không nhỏ. Vào trong viện, phù thiên vui tươi hớn hở la lớn. Có ai không, dân trà, dọn chỗ. Tiếp theo, lại làm ra một cái cung kính mời tư thế. Thanh niên nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn xem phù gia phân loại hai bên mà đứng quản lý cao, đầy mắt đều là khinh thường. Các vị, cùng mọi người long trọng giới thiệu một chút, vị này là vĩnh sinh hải vực tam công tử, ngao nghĩa. Nghe xong lời này, phù thì một đám quản lý cao lập tức vui vẻ ra mặt, thậm chí ngay tại chỗ liền chụp lên mông ngựa nguyên lai like đây chính là đại danh đỉnh đỉnh vĩnh sinh hải vực tam công tử a thật là nghe danh không bằng gặp mặt tam công tử thật là tuấn tú lịch sự a đó cũng không phải là tam công tử tướng mạo đường đường xem xét liền là nhân trung long phượng tam công tử ngươi đến nhà chúng ta làm khách vậy thì liền tùy tiện điểm đem phụ gia xem như nhà mình ngàn vạn đừng khách khí phụ gia cả đám cao hứng phi thường vĩnh sinh hải vực tam công tử đều tới cái này cũng đã nói lên phụ thiên lần này xuất hành mục đích đạt phù gia tương lai hy vọng lại lần nữa thiêu đốt phù thiên cũng thật cao hứng tuy là đi vĩnh sinh hải vực biến đổi bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn đạt thành hợp tác kỳ thực ngày kia cùng ngao gia quản gia phù thiên nhận hết khuất phục hắn vốn cho rằng cái này muốn đi gặp vĩnh sinh hải vực tộc trưởng sau đó càng ít không được nến mùi đau khổ nhưng kết quả lại là ngoài dự liệu hợp tác phi thường thuận lợi liền đàm phán thành công tất nhiên đại giới cùng trù mã cũng không phải là không có phù thị nhất tộc tại hàng năm cho vĩnh sinh hải vực nộp thuế cùng tặng lễ tương đương với lấy phục thần phương thức hướng vĩnh sinh hải vực cuối đầu bất quá đây là phù thiên nguyện ý tiếp nhận cuối cùng đây chỉ là hình thức bên trên mà trên danh nghĩa phù thị nhất tộc vẫn là độc lập đối mặt mọi người tân bốc ngao nghĩa nhẹ nhàng cười một tiếng đi lên điện đường ngay phía trên trực tiếp đặt mông ngồi tại ngoài cùng bên trái trên vị trí một đám phù gia quản lý cao lập tức sững sờ bởi vì ngao nghĩa ngồi xuống vị trí căn bản chính là phù gia chủ vị phù gia gia chủ vị a à, cực kỳ hiển nhiên Ngao nghĩa thân dài tại vĩnh sinh hải vực dạng này trong đại gia tộc không có khả năng không hiểu chủ khách lễ tiết, hắn làm như thế, nói rõ liền là cố tình như vậy. Ngay trước phù gia tất cả mọi người mặc, phù thiên có chút xuống đài không được, bồi cười nói: tạm thiếu gia, bên này mới là ngài chỗ ngồi. Ngao nghĩa không kiên nhẫn phất phất tay. Ai, không muốn nói nhảm, ta liền thích ngồi ở nơi này, các ngươi không phải cũng đã nói nha, tùy tiện, vậy ta cực kỳ tùy tiện a. À. Trong lòng phù thiên nén giận nhưng cũng chỉ có thể lúng túng cười cười, ngồi xuống một bên quý vị khách quan bên trên, liền để phù gia đại điện trong lúc nhất thời có chút kỳ hoa, khách nhân ngồi chủ vị, chủ nhân lại người xem vị, cái này phù gia đến cùng nghe ai. Đây không phải phi thường chăm biếm sao? Mỹ Nhi, ngươi tới. Phù Thiên lúc này miễn cưỡng cười vui nói. Phù Mỹ gật gật đầu, đi đến trên chủ điện, thi lễ một cái, nhẹ nhàng nhìn lướt qua ngao nghĩa, trong lúc nhất thời giả bộ. Tam thiếu gia lần này tới chúng ta phù gia, khả năng hội trưởng ở một thời gian ngắn ngươi cùng ta phù gia bốn đóa kim hoa liền trường kỳ phục thị tam thiếu gia chớ có lãnh đạm biết sao phù mị cưỡng chế nội tâm hưng phấn phải phủ quyến rũ nhất định thật tốt hầu hạ tam thiếu gia ngao nghĩa tuy là kiệt ngạo nhưng tướng mạo không tệ hơn nữa quan trọng nhất là ngao nghĩa thế nhưng vĩnh sinh hải vực tam công tử nếu như có thể có cơ hội cùng hắn sớm chiều ở chung lời nói lấy chính mình tư sắc nàng cũng không tin hắn không lên đủ một khi bên trên đủ đối phù mị mà nói chính mình liền bay lên đầu cành thành phượng hoàng cứ việc chính mình không bằng tô nghênh hạ dạng kia có thể thai ngán chân thần vậy do mượn vĩnh sinh hải vực nàng dâu cái danh này nàng đồng dạng có thể tại phù gia thậm chí toàn bộ bát phương thế giới uy danh nổi lên bốn phía đến lúc đó tô nghênh hạ như thế nào cùng mình cạnh tranh nàng đồng dạng có thể đem tô nghênh hạ đạp tại dưới chân phù Mỹ vừa nhấc mắt phát hiện ngao nghĩa cũng đang đánh giá chính mình hơn nữa trong ánh mắt rõ ràng bị chính mình đẹp chỗ câu hồn lập tức trong lòng càng đắc ý hướng ngao nghĩa nhẹ nhàng cười một tiếng, phù mị lui qua một bên. Tốt, an bài phi thường tốt, phù thiên, thời điểm cũng không sớm, ta muốn đi nghỉ ngơi. Ngao nghĩa rất hài lòng phù thiên an bài, cao hứng bừng bừng nói xong, ánh mắt lại nhìn phù mị toát ra kim quang, đứng dậy muốn đi. Bây giờ sắc trời đang sáng, nào có cái gì nghỉ ngơi không nghỉ ngơi. Rất rõ ràng, hắn cái gọi nghỉ ngơi là có ám chỉ gì khác. Chương 1752 Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nguồn mê truyện audio com phù mỹ nhẹ nhàng cười một tiếng phất phất tay bốn cái xinh đẹp nữ bộc liền từ cửa điện cạnh ngoài chậm chậm đi đến cái này bốn nữ đều có kỳ mỹ đều có hắn phong cách kiều kiều non nớt gợi cảm gợi cảm đáng yêu đáng yêu ngao nghĩ nhìn thẳng mắt bốc kim quang một đôi đại thủ không ngừng xoa xoa lộ ra gấp không thể làm sao xuân hạ thu đông các ngươi trước đưa tam công tử trở về phòng phù mỹ nhẹ giọng phân phó nói ngao nghĩa sững sờ rất rõ ràng có chút thất vọng, nhưng loại thất vọng này chỉ ăn tiếp tục thời gian rất ngắn, bởi vì phụ gia bốn đóa kim hoa, chính xác đối đến cái danh xưng này, từng cái xinh đẹp động lòng người, để ngao nghĩa là phi thường khống chế không được. Phù mị am hiểu sâu nhân tâm, cố tình câu lấy ngao nghĩa khẩu vị, nàng minh bạch, càng là không chiếm được đồ vật, hắn mới sẽ càng nghĩ đạt được, mà chính mình trù mã cũng liền càng cao, càng để hắn dễ dàng đạt được lời nói, chính mình chỉ sẽ rất sắp bị vứt bỏ. Chờ ngao nghĩa mang theo chính mình đám người kia rời đi, có người lập tức mặt lạnh bất mãn nói, Tộc trưởng, cái này ngao tam công tử cũng quá làm càng a, à, hắn đem chúng ta phù thị nhất tộc xem như cái gì? Tộc trưởng vị trí cũng là hắn có thể ngồi. Đúng vậy a, à, tộc trưởng, ta phù thị nhất tộc mặc dù không có chân thần, nhưng đến cùng đã từng cũng là một trong tam đại gia tộc, ngao nghĩa vô lễ như thế, quả thực chết tiệt. Một đám quản lý cao lòng đầy căm phẫn, nhưng mới rồi ngao nghĩa tại thời điểm, lại từng cái khuôn mặt tươi cười tương bội, không một cái dám nói. Nói cho cùng, đám lão gia hỏa này, không còn chân thần lại như cũ còn không nguyện ý theo trước đây nhân vật bên trong rút ra đi ra hổ xuống đồng bằng bị chó khinh ai kêu chúng ta phù thị nhất tộc không có chân thần đây nếu có lời nói ai dám càng rỡ như vậy nguyên cớ xét đến cùng vẫn là phù diêu sai nói không sai nếu như không phải phù diêu dựa theo chúng ta sở định lộ tuyến đi chúng ta phù thị nhất tộc làm sao đến mức này đồng thời những người này còn có một cái bệnh chung đó chính là rút ra không ra còn chưa tính nơi nơi còn ưa thích đem chính mình không cố gắng trách nhiệm đẩy lên trên thân người khác Phù Thiên khoát tay áo, vậy mới lần nữa ngồi trở lại chủ vị, nhìn tất cả quản lý cao, nghiêm mặt nói. Nói lên Phù Diêu, ta rời đi trong khoảng thời gian này, hàng Tam Thiên tới qua không có. Tộc trưởng, hàng Tam Thiên vẫn chưa tới qua. Chúng ta cũng điều tra thiên môn phương diện ghi chép, hình như cũng không dị dạng có người báo cáo. À, hàng Tam Thiên tên phế vật kia làm sao dám tới chúng ta phù gia cứu người, phỏng chừng này lại cái này rùa đen rút đầu không biết rõ tại hiên viên thế giới cái góc nào bên trong trốn cực kỳ chặt chẽ đây. Phù Diêu cũng thật ngu xuẩn, còn trong chờ tên phế vật kia tới cứu nàng, thật là cười chết người. Nghe nói hôm nay nàng còn thổ huyết, đoán chừng là chính mình bị chính mình tức giận đến A. À. Một đám quản lý cao lạnh giọng dễu cật nói, bọn hắn đều hận tô ngân hạ, nếu không nàng lời nói, bọn hắn đám này phụ gia quản lý cao, như cũ tại bác phương thế giới có thể làm mưa làm gió. Phù thiên ngược lại cũng không kỳ quái, bản thân cái này cũng tại chính mình trong dự liệu, hắn liền biết, hàng tam thiên tên phế vật kia, làm sao dám tới bác phương thế giới đây. Thả ra tô ngân hạ bị xử hình tin tức, kỳ thực cũng nhiều hơn chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống, nếu như có thể bức hàng tam thiên hiện thân, hắn tự nhiên là vui vẻ như vậy, nhưng nếu như không thể, cũng có thể, tối thiểu cũng có thể uy hiếp tô nghênh hạ, để nàng đối hàng tam thiên chết cái kia tâm. Giết người tru tâm, mới là phù thiên vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn. Tô nghênh hạ còn không có thay đổi chủ kiến sao? Phù thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chúng quản lý cao lắc đầu. À, thật là một cái vô tri ngu xuẩn, ta phù thị nhất tộc để nàng đem mặt đều bị mất hết, nàng còn thật cho rằng, nàng không nguyện ý, ta liền không có biện pháp sao? Nếu như nàng tại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lời nói, vậy cũng đừng trách lão phu lạc thủ tồi hoa, tới cứng. Phù thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn thấy phù thiên sinh khí đứng dậy, phù mị tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội. Tộc trưởng, ta bồi ngại cùng đi. Tô Ngân Hạ đang ngồi ở trong phòng thời điểm, phù thiên đã mang theo phù mị cùng mấy cái quản lý cao trực tiếp phá cửa mà vào. Phù diêu, ngao tam công tử đã đến trên phủ, chuyện này ý nghĩa là vĩnh sinh hải vực nguyện ý trợ giúp chúng ta, nếu như ngươi chịu nghe theo ta an bài cùng tính toán, đến lúc đó một khi thông gia thành công, chúng ta liền tương đương với hai cái đại gia tộc tại phía sau, chúng ta phù thị nhất tộc liền sẽ rất nhanh vùng dậy. Cứ việc phù thiên phi thường tức giận, nhưng vẫn là lựa chọn tạm thời áp chế chính mình hỏa khí. Tô Ngân Hạ lạnh lùng hừ một cái. Phù thị nhất tộc vùng dậy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đồ hỗn trướng, ngươi thân là phù thị nhất tộc, sao có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói. Một vị nào đó quản lý cao lập tức tức giận quát lên bây giờ chúng ta phù thị nhất tộc bởi vì không có chân thần người có biết hay không chúng ta biết bao bị người xem thường ai cũng không cho chúng ta mặt mũi phù diêu đừng có lại chấp mê bất ngộ mặt mũi là chính mình tranh ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói cần dựa vào người khác cho tô nghên hạ âm thanh lạnh lùng nói tiếp theo nàng nhìn lướt qua phù thiên âm thanh lạnh lùng nói có lời gì nói thẳng a à, hà tất quanh có lòng vòng ba đột nhiên đúng lúc này phù mị một cái bàn tay liền phiến tại trên mình tô nghên hạ tiếp theo, nàng ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt tràn đầy đều là khiêu khích cùng trên cao nhìn xuống thần tình. Âm thanh lạnh lùng nói. Phù Diêu, đây là dùng tới cùng tộc trưởng nói chuyện thái độ sao? Thế nào? Còn thật cho rằng phù gia không có ngươi không được. Ta nói cho ngươi, có ta phù mị tại, đồng dạng có thể. Chương 1753 Tạ bất quá nhân tâm. Nguồn Mê truyện audio.com Phù mị nói lời này lực lượng, nguồn gốc tại vừa mới đến phù gia ngao nghĩa, nàng tin tưởng mình có thể bắt lại ngao nghĩa ngao nghĩa ánh mắt đã nói rõ hết thảy huống hồ nàng đối với mình cũng phi thường tự tin nguyên cớ trong lòng nàng tô ngân hạ đã trải qua bắt đầu không sánh bằng chính mình nàng mới là phù thị nhất tộc tốt nhất nữ nhân kia sợ lấy mặt tô ngân hạ lạnh lùng nhìn phù mị phù mị đây là người đánh ta thứ hai bàn tay ta tô ngân hạ phát thệ ta sẽ để ngươi gấp đôi hoàn trả phù mị lạnh giọng cười một tiếng ta chờ ngươi phù thiên rất vui vẻ phù mị một bàn tay này cười nói phù diêu chịu bàn tay tư vị không dễ chịu a à, kỳ thực ngươi vốn là có thể là trời cổ kiệu cái này phù gia bên trong người người đều tôn kính ngươi bảo vệ ngươi không ai dám muốn ngỗ nghịch ngươi ý tứ thậm chí ngươi dựa theo ta tính toán tương lai phương thế giới này bên trong cũng không dám có người đắc tội ngươi làm một cái xanh thẳm tinh cầu phế vật cần gì chứ? đúng vậy a à, phù diêu ngươi tùy hứng cũng không xê xích gì nhiều thật tốt nghe lời ngươi nhưng đến làm chúng ta phù thị nhất tộc a à. tộc trưởng năm lần bảy lượt tìm ngươi nói chuyện đã đủ nể mặt ngươi, ngươi biết được cái gì gọi có chừng có mực. Tô Ninh Hạ cười lạnh, căn bản không thèm để ý bọn hắn, đều chẳng qua là làm chính mình lợi ích, mà căn bản đối với nàng người sống chết không quan tâm người, Tô Nghên Hạ không nhấc lên được bất luận cái gì hảo cảm. Tốt, nếu như ngươi không nên ép ta lời nói, có thể. Phù Thiên hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy nổi giận đùng đùng đi ra ngoài phòng. Vừa đến ngoài phòng, Phù Thiên lạnh giọng đối phù Mỹ nói, nếu như bình thường rảnh rỗi lời nói, nhiều tới xem một chút phù diêu, mặt khác cho nàng phía dưới tiết có thể thuốc, một tháng sau đó, ta muốn đối phương đích thân tới dùng sức mạnh, vô luận nàng có nguyện ý hay không, ta đều muốn phù diêu mang thai chân thần. Phù mị cười lạnh, cái gọi nhiều tới xem một chút, tự nhiên là phù thiên để chính mình thật tốt ngược đãi tô ngên hạ, cái này vừa vặn thỏa mãn phù mị tâm trả thù bên trong, thật là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, trước có ngao nghĩa, bây giờ lại có tô ngên hạ có thể ngược đãi, phù mị hưng phấn cảm thấy, phù gia đến chính mình một ngày này, tự như là tới. Mà trong hư vô tông, đi qua một ngày một đêm tìm kiếm, hư vô tông theo lâm mộng tịch mang theo mười mấy tên đệ tử từng bước phát triển đến mấy ngàn đệ tử đối hàng tam thiên chỗ vẫn lạc tứ phong kéo một cái bao gồm hư vô địa vực cũng tìm một lần nhưng hàng tam thiên như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng bạc vô âm tính tính cả một chỗ mất tích còn có tứ phong tiểu trù nương tiểu đào. nửa đêm mưa rào xối xả tứ phong vườn rau trăm mét có hơn một cái sườn núi nhỏ tầng sương quỳ gối một tòa mã mới phía trước một đôi túi lệ tay tràn đầy lầy lội cùng máu tươi trước một phần đứng thẳng một cái đơn giản gỗ bia trên bia mộ khắc lấy vài cái chữ to. Hàng tam thiên chi mộ. Mưa to phía dưới, tầng sương không chút nào làm chỗ động, liền như thế quỳ, quỳ. Lúc này, một cái sơn động, ngoài động, một lớn một nhỏ hai cái phi mã, yên tĩnh giấu ở dưới đại thụ, chờ đợi mưa to kết thúc. Động cái kia, đen kịch cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Hàng tam thiên thi thể yên tĩnh nằm tại nơi đó, tiểu bạch cùng mắt lục ngọc mãn đều hóa ra bản thể, cùng mất tích tiểu đào một chỗ, canh giữ ở bên cạnh hắn, mình đầy thương tích lân long tựa ở sơn động góc tường, Trung điệp thở hổn hỉnh. Vừa mới một trận chiến, hắn cùng tứ long cơ hồ là vứt mạng già, bây giờ gần như sắp muốn hư thoát. Nhưng dù vậy, lân long yên nguyên đầy mắt đều là sát khí, hắn không cam tâm, nếu như không phải hắn trở về phương thế giới thời gian quá ngắn, long tộc chi tâm cũng không có đạt được to lớn bổ sung, bằng không hôm nay hư vô tông, hoàn thành đem máu chảy thành sông. Tiền bối, hắn còn có thể cứu sao? Lân long nói xong, cả con rồng phẫn nộ một đuôi vung tại trên vách đá, đâm vào đến thùng thùng rung động đều tại ta, nếu như ta ngăn cản hắn trở về phương thế giới lời nói, hắn cũng không còn như như vậy, đều tại ta, tới cái gì hư vô tông, để hắn đối mặt như thế nguy hiểm lớn. Cái này cũng không trách ngươi, muốn trách, thì trách ta. Tiểu đào khóc lắc đầu. Nếu như không phải bởi vì ta cái này sao chổi lời nói, hàng công tử liền sẽ không chết, đều là ta, đều là ta hại chết hắn. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Muốn trách, đều trách hư vô tông đám kia súc sinh, giết đồ đệ của ta mối thù, ta chu dĩnh tất để bọn hắn nợ máu trả máu, một đám cả ngày tự xưng là chính đạo người, kết quả lại làm chút xuất sinh không bằng sự tình, ta nhổ vào, hư vô tông, vĩnh viễn không được chết tốt. Trong sơn động, một mực yên lặng chu dĩnh, lúc này vẫn nộ mở miệng. Đại chiến sau này, hàng tam thiên thân thể vẫn lạc thời điểm, cái kia đã từng công kích hàng tam thiên đại phi mã xông phá chân trời, đem hàng tam thiên thi thể tiếp vào mặt đất, hắn sau đó, một đám người tụ hợp sau đó, tới từ vân động. Chu Dĩnh là hàng tam thiên phương thế giới sư phụ, đối lân long tới nói là hàng tam thiên nhất tương đối an toàn địa phương nguyên cớ bọn hắn tới nơi này không đúng tiền bối đây đều là tiểu đào sai theo tiểu đào là cái thiên sát cô tinh mỗi cái đối tiểu đào người tốt đều không có kết cục tốt các ngươi biết sao tiểu đào sinh ra đêm hôm đó ông bà của ta ba ba mụ mụ liền đột nhiên chết bất đắc kỳ tử liền cứu tế qua thôn của ta cũng tại một tràng tai họa bên trong toàn thôn chết sạch hàng công tử cũng là bởi vì hôm qua đã giúp ta nguyên cớ cho nên mới sẽ bị người oan uổng tiểu đào thương tâm khóc nàng nói là sự thật cơ hồ đối với nàng tốt bất luận kẻ nào cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết nguyên cớ nàng tự nhiên cho rằng hàng tam thiên chết cũng là nàng tạo thành các ngươi nói người tốt tại sao không có báo đáp tốt cái này lão thiên thật không công bằng tiểu đào khóc thúc thích nói chu dĩnh cười ha ha một tiếng người tốt như thế nào lại có báo đáp tốt cần biết vạn vật lại tà tà bất quá nhân tâm a à, một người tốt làm sao có thể tại loại này lớn nhất nguy hiểm bên trong sinh tồn đây nguyên cớ không phải người tốt không báo đáp tốt mà là ác nhân quá ác người tốt đợi không được báo đáp tốt một ngày kia nói xong chu dĩnh chậm chậm từ bên trong đi ra làm tiểu đào thấy rõ chu dĩnh chân diện một thời gian cả người không khỏi giật mình kêu lên theo đi vào đến hiện tại nàng một mực ở tại hàng tam thiên thi thể bên cạnh chỉ cho là trong sơn động có người lại không nghĩ rằng chu dĩnh cũng là người không phải người quỷ không quỷ chu dĩnh nhìn một chút trên mặt đất hàng tam thiên tiếp lấy để tiểu đào đem hắn đỡ dậy sau đó thuận tay trực tiếp đối hàng tam thiên phận lưng liền là một đạo năng lượng đánh vào chính giữa lắc đầu thở dài thời điểm chu dĩnh chợt phát hiện hàng tam thiên cái tráng sáng lên một cái búa ấn ký tuy là lóe lên liền biến mất nhưng tại trong bóng tối nó thật sự là quá sáng chói chu dĩnh nhẹ nhàng đẩy ra tiểu đào cả người dứt khoát trực tiếp xếp bằng ở trên lưng hàng tam thiên trực tiếp lại là càng nhiều năng lượng đánh vào đi nhưng lần này hàng tam thiên lại không có chút nào phản ứng ngay tại lúc này chu dĩnh đột nhiên nhướng mày kéo lại tiểu đào tiếp lấy năng lượng đổ đi vào, quả nhiên, hàng tam thiên cái tráng lại chậm chậm sáng lên cái kia nho nhỏ ấn ký. Kỳ quái, thế nào có thể như vậy? Chu Dĩnh cả người nghi hoặc phi thường, không thể tin được nhìn tiểu đào, mà cơ hồ ngay tại lúc này, trên cánh tay tiểu đào hình xăm, cũng bắt đầu hơi hơi phát động chỉ. Chương 1754 Bàn cổ truyền nhân Nguồn Mê truyện audio.com Cái này Chu Dĩnh nhìn thấy như vậy, cả người càng nghi hoặc, tiểu đào cùng hàng tam thiên một cái cánh tay, một cái não bên trên, tại sao chỉ cần có năng lượng thôi động thời điểm, liền sẽ sáng lên ấn ký đây? Cả hai lại có cái gì quan hệ đây? Tiền bối, có chuyện, hàng tam thiên thể nội, có bàn cổ phủ. Cái gì? Nghe xong lời này, chu dĩnh cả người nhất thời giật nảy mình, bàn cổ phủ. Vạn khí chi vương. Điều này không khả năng. Bàn cổ phủ chính là khai thiên tích địa đệ nhất thần khí, trên đời này loại trừ bàn cổ đại thần khi còn sống có thể khống chế, liền chân thần, nó cũng khinh thường nhận chủ, thế nào sẽ nhận hàng tam thiên làm chủ. Chu Dĩnh lắc đầu cực kỳ hoảng sợ nói, lân lông đau khổ cười một tiếng. Tuy là ta cũng không cách nào lý giải, nhưng sự thật đã là như thế, nhưng cũng tiếc, bàn cổ phủ tuy là nhận hắn làm chủ nhân, nhưng hàng tam thiên thẳng không có cách nào lĩnh ngộ trong đó lực lượng. Chu Dĩnh sửng sốt chốc lát sau này, điểm điểm gật đầu. Chẳng trách lúc trước ta truyền công cho hàng tam thiên thời điểm, đều là cảm giác tiểu tử này thể nội có cổ kỳ quái lại phi thường cường đại lực lượng, nguyên lai, là bàn cổ phủ nói đến cái này, nàng bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha. đáng giá đáng giá, ta chú dĩnh đồ đệ dĩ nhiên là có bàn cổ phủ người. nhìn tới lão thiên gia, vẫn là chưa quên ta chu dĩnh. vậy cái này tiểu nữ hài trên mình. chẳng lẽ bàn cổ phủ có hai thanh? chu dĩnh bỗng nhiên nghĩ đến đây sự tình, câu mày nói. tiếp theo, nàng và lân long một người một chồng gần như đồng thời thốt ra. chẳng lẽ tiểu đào là bàn cổ truyền nhân? a, à, ta là bàn cổ truyền nhân. tiểu đào nghe xong lời này, lập tức sững sờ ta hiểu được, nhất định là ta vừa mới hướng hàng tam thiên thể nội đánh vào năng lượng, để hàng tam thiên thể nội vì hàng tam thiên tử vong mà rơi vào trạng thái ngủ say bàn cổ phủ có tia thanh tĩnh, mà tiểu đào sợ lấy hàng tam thiên thời điểm, bàn cổ phủ cảm ứng được nàng tồn tại, nguyên cớ xuất hiện vừa mới loại tình huống đó. Chu Dĩnh bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Lân Long xúc động gật gật đầu, sự tình hẳn là như vậy, chỉ có dạng này mới có thể hoàn mỹ giải thích vừa mới hiện tượng. Như vậy nói cách khác, Tam Thiên hắn được cứu rồi. Chu Dĩnh lắc đầu. Ta cả đời công lực, chủ yếu đã truyền cho hàng tam thiên coi như tiểu đào tại nhưng muốn đem bàn cổ phủ thôi động thức tỉnh ta cũng không thể ra sức tiền bối đây không phải có chúng ta sao thực tế không được lời nói còn có bách thú lâm ngàn vạn kỳ thú lân long nói bách thú lâm kỳ thú chu dĩnh sững sờ lân long miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười ngài còn không biết rõ a à, hàng tam thiên linh sủng tiểu bạch kỳ thực liền là bách thú lâm thú vương thú vương chu dĩnh không thể tưởng tượng nổi nhìn tiểu bạch Chu Dĩnh đột nhiên nhìn không được thật dài cười khổ một tiếng, cái gì tình huống đây là? Không hiểu thu cái đồ đệ, vốn định cảm thấy cùng hắn có chút duyên phận, mà chính mình ở lại đây ra không được, uổng phí hết tu vi, nhưng nơi nào muốn lấy được, lại thu một cái toàn thân là bảo đồ đệ. Bàn cổ phủ là vũ khí, thú vương là linh sủng, Chu Dĩnh thật cảm thấy tại cái này từ vân động ngay người nửa đời người khổ trong nháy mắt toàn bộ tan thành mây khói, nàng cảm thấy này lại nàng ngủ thiếp đi đều có thể sẽ cười tỉnh. Đây rõ ràng liền là cái bảo A, à, trước không nói hắn là lão nương đồ đệ, coi như không phải, lão nương cũng muốn mắng hắn hư vô tông tổ tông mười thay mặt, để đó như thế một khối đại bảo không cố gắng trân quý, còn đánh thành dạng này. Hàng Tam Thiên, ngươi yên tâm, sư phụ ngươi ta coi như ném đi đầu này mạng già, cũng muốn đem ngươi cứu sống, để hắn hư vô tông hối hận đến gặp quỷ đi. Chu Dĩnh lạnh giọng quát lên, tiếp lấy đứng lên. Lúc này, tại phía xa chân trời thần hư, đột nhiên hắt hơi một cái. Tiểu Long, là Lân Long. Lân Long lúng túng nói tùy tiện a, à, dù sao ta cũng không biết ngươi danh tự, ngươi để bách thú lâm bên trong mấy cái cao giai kỳ thú tới, mặt khác, các ngươi mấy đầu lông giả một chỗ hỗ trợ. Tốt. Phân phó xong hoàn thành, không đến nửa canh giờ, tứ long đã lặng yên dẫn mấy cái cao giai kỳ thú vào trong động, dựa theo chu dĩnh yêu cầu, sàng lọc trong đó bảy tên cao giai kỳ thú, liên hợp ngũ lông, bày thiên không chi trận, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau này, 12 thú đối hàng tam thiên thi thể, tiểu đào cùng hàng tam thiên ngồi cùng một chỗ theo chu dĩnh một đời quát nhẹ 12 thú tướng trong thân thể tất cả năng lượng toàn bộ bại bởi hàng tam thiên một trận noãn quan che đậy trên mình hàng tam thiên trên trán bàn cổ phủ ấn lúc này cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện cũng từ yếu chuyển đựng trên mình tiểu đào thanh ấn cũng dần dần phát ra cường thịnh quan mang nửa giờ sau đó 12 thú loại trừ lân lông bên ngoài cái khác cơ hồ mỗi cái sắc mặt trắng bệch mồ hôi rơi như mưa thời gian dài năng lượng thu phát cho dù là cao giai kỳ thú cũng trọn vẹn ăn không tiêu nhưng trái lại hàng tam thiên tuy là cái tráng bên trong ấn ký quang mang tồn tại, nhưng đi qua ngắn ngủi huy hoàng sau này, từng bước hướng đi lờ mờ. Vạn khí chi vương chính xác là vạn khí chi vương, muốn đem nó đánh thức, vẹn vẹn bằng 12 con cao dai kỳ thú năng lượng, Chu Dĩnh cũng biết, cái này còn xa thiếu xa. Chu Dĩnh cắn răng, nhìn quanh toàn bộ bốn phía, nhẹ giọng cười nói. Tiểu Long A, sau này nhớ đến giúp lão nương ở bên ngoài nhiều hơn thổi một chút, nói hàng tam thiên là lão nương Chu Dĩnh đồ đệ nói xong chu dĩnh giữ tận cười một tiếng đột nhiên một chưởng vỗ vào trên bụng mình nhất thời cùng trong miệng máu đen một cái kim quang lóng lánh tiểu kim thân cũng bay ra tiền bối không được chương một nghìn bảy trăm năm mươi lăm đặt cược nguồn mê truyện audio com lân lông hô to một tiếng cả người lo lắng vạn phần chu dĩnh đây là muốn dẫn bạo mình kim thân đến đem trận pháp có thể số lượng lớn tăng dùng tính mạng của mình tới làm tiền đặt cược a à, chu dĩnh cười lạnh có cái gì không muốn sư phụ cứu đồ đệ đạo lý hiển nhiên, lão nương Chu Dĩnh có hàng tam thiên tên đồ đệ này, đời này không tiếc. Nhớ kỹ gọi hắn ngày lễ ngày Tết cho thêm lão nương hơn mấy nén hương, lão nương cả đời này, quá mẹ nhà hắn tịch mịch. Theo Chu Dĩnh gầm lên giận dữ, ngay sau đó, nàng đột nhiên đem mình kim thân trực tiếp bỏ vào trong trận pháp, theo Chu Dĩnh cuối cùng hò hét, toàn bộ kim thân trực tiếp ở trong trận bạo tạc. Oanh. Trong đại trận, quan mang đột nhiên phóng đại, mà hàng tam thiên lúc này trên trán ấn ký tính cả tiểu đào thanh ấn cùng một chỗ, phóng xuất ra người khác hảo quan đẹp mắt quan mang bao trùm lấy hàng tam thiên cùng tiểu đào hai người. Lúc này tiểu đào nhắm mắt thật chặt con ngươi, một gương mặt hình tượng phi tóc tại trong ốc của nàng xẹt qua, hàng tam thiên phòng bếp cứu giúp, mình bị người bán thành nô lệ, mình bị đuổi ra thôn trang, cha mẹ của mình mang chính mình. Bỗng nhiên, tiểu đào hình tượng đình chỉ. Mà lúc này tiểu bạch ở ngoại vi gấp giọng nói. Kim thân bạo tạc năng lượng mặc dù đầy đủ, thế nhưng là thời gian quá ngắn, lân lông. Chúng ta nhất định phải một mực phải gìn giữ trước đó lượng mới được, lại hoặc là, các ngươi còn phải kiên trì một đoạn thời gian. Nghe được tiểu bạch tiếng la, lân long lúc này mặc dù đã xuất mồ hôi, nhưng trái lại cái khác 11 thú, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt trắng bệt, bờ môi phát tím, đổ mồ hôi cùng bốc lên, rất hiển nhiên, bọn hắn đều đã đến cực hạn. Lại không lui lại, tại trận 12 con kỳ thú, đều sẽ bị trận pháp móc sạch năng lượng mà chết. Nhưng nếu như từ bỏ, lúc trước hết thảy cố gắng đều uổng phí, nhưng nếu như tiếp tục, bọn hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Được. Hàng tam thiên, ta cực ngươi lân long nói xong hô to một tiếng rút đợi tất cả thú toàn bộ buông ra năng lượng thời điểm lúc này lân long khẽ cắn môi đem long tộc chi tâm đem ra cái gì nhìn thấy long tộc chi tâm tử long nhất thời kinh ngạc kinh hãi tộc trưởng ngươi đây là muốn làm gì long tộc chi tâm thế nhưng là chúng ta long tộc chí thượng chi bảo nếu như không có long tộc chi tâm chúng ta long tộc vĩnh viễn không cách nào ngẩng đầu cái này trăm ngàn năm khuất nhục chẳng lẽ ngài còn không rõ ràng lắm sao quảng cáo đúng vậy a à, không có long tộc chi tâm chúng ta tại bác phương thế giới bên trong bị người gọi là rắn gọi là con dung chúng ta nhẫn trăm ngàn năm tộc trưởng ngài thật vất vả tìm được nó sao có thể lấy ra long tộc chi tâm là long tộc mệnh a à, tộc trưởng ngài phải nghĩ lại a à. tứ long gấp giọng chặn lại nói cứ việc từ trên danh nghĩa đến nói tứ long hiện tại y nguyên muốn tôn hàng tam thiên vì thú vương bọn hắn cũng có thể cho hàng tam thiên đầy đủ tôn trọng nhưng muốn bọn hắn xuất ra long tộc chí bảo lời nói bọn hắn tình nguyện không muốn cái mạng nhỏ của mình bởi vì long tộc chi tâm đối với long tộc đến nói không khác năng lượng đối với người tu chân trọng yếu, không có nó, long tộc hạng mức cao nhất vĩnh viễn chỉ là cao giai kỳ thú mà thôi, mà có long tộc chi tâm long tộc. Thậm chí có thể tiếp cận chân thần, bể nghệ chúng sinh. Tứ long cùng cái khác tất cả trong đồng dạng, đã sớm chịu đủ ức hiếp. Thậm chí cảm thấy phải long sinh không có chút nào bất cứ hứng thú gì, chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết, long tộc chi tâm xuất hiện, nhóm lửa bọn hắn hy vọng, cũng nhóm lửa toàn bộ long tộc hy vọng. Hiện tại, Lân Long lại muốn đem Long tộc chi tâm đưa cho hàng Tam Thiên loại này mất mà được lại tuyệt vọng xa xa sao không có đạt được qua càng để cho người khó mà tiếp nhận long tộc không có long tộc chi tâm sẽ không chết nhưng hàng tam thiên hiện tại sẽ mặc dù ta biết long tộc chi tâm cũng chưa chắc có thể tỉnh lại bàn cổ phủ nhưng tối thiểu làm rồng cũng phải không thẹn với lương tâm lân long đau khổ cười một tiếng tiếp lấy hắn nhìn về phía tứ long long tộc chi tâm là hàng tam thiên tìm tới thứ này tại cùng không tại bản thân liền cùng hắn có quan hệ lớn lao ta cũng biết các ngươi không phải lo lắng cho mình mà là lo lắng toàn bộ long tộc ta cũng giống vậy nhưng cùng nhân loại tiếp xúc nhiều ta minh bạch một cái đạo lý bản thân phát dục có một đường siêu thần không phải là không thể được nhưng đó là xây dựng ở có thực lực cơ sở bên trên còn có một loại siêu thân pháp gọi là nằm ông tốt một đầu đùi nằm hắn cái long trời lỡ đất mình chỉ cần mạnh mẽ ông lấy hắn địch nhân mạnh mặt hắn mạnh lão tử báo chân là được lân long đem bảo cơ hồ đều áp tại hàng tam thiên trên thân Chu Dĩnh dám lấy mạng ép hàng Tam Thiên, mình cầm cái Long tộc chi tâm đồng dạng dám. Hàng Tam Thiên, Long tộc từ đây liền nhìn ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn nhất định cho ta tỉnh a. Lân Long Long nha khẽ cắn, trực tiếp đem Long tộc chi tâm ném vào trung ương trận pháp hàng Tam Thiên trên thân. Nhất thời, toàn bộ trận pháp quang mang đại thịnh, thậm chí đem đưa tay không thấy được năm ngón lỗ đen, chiếu rọi giống như ban ngày. Tứ Phong trên chủ điện, Lâm Mộng tịch tiếp vào đệ tử đến báo, từ vân động hào quang chói lòa, cả người giật mình phi thường, mang theo tứ phong đệ tử vội vàng đuổi tới từ vân động thời gian, mưa đã ngừng. Trước động không có vật gì, trong động cũng tựa hồ tuyệt không có gì động tĩnh. Khi bọn hắn một đoàn người cả gan đi vào trong từ vân động, từ vân động trống rỗng không một vật, thậm chí liền ngay cả từ vân động bên trong yêu quái cũng không thấy. Mà lúc này, hư vô tông hư vô giới, mấy đạo chùm sáng thẳng phá không gian chi môn. Chương 1756. Bàn cổ bí mật. Nguồn: Mê truyện audio.com hư vô tông bên ngoài, liên miên núi lớn ngang qua ngàn dặm, thu vàng khắp nơi, không thể nhìn thấy phần cuối. Tần Thanh Phong nhà tranh bên trong, Tần Thanh Phong mặt mũi tràn đầy bi thương, chính giữa lau sạch lấy mới làm hàng tam thiên làm tốt bài vị, lúc này, mấy đạo chùm sáng rơi vào trước cửa, hắn vô ý thức đem bài vị hướng sau lưng một trốn, tưởng rằng cái kia dịp cô thành lại tới, nhưng không tới hư vô tông phát lương thời gian, hắn thế nào sẽ đến. Ngay tại lúc này, một thân ảnh đi vào trong nhà, nhìn người tới, Tần Thanh Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tam Thiên ngươi không chết. Sắc mặt hàng tam thiên tái nhật, vô cùng suy yếu, nhưng dù vậy, trên tay y nguyên ông Chu Dĩnh thi thể, chỉ là, Chu Dĩnh một cái chết, chỉ còn nửa bên bạch cốt, nửa bên da bọc xương, hàng tam thiên cười khổ một tiếng. Tam thiên còn sống, là bởi vì nàng dùng tính mạng mình đổi mạng ta. Nhìn xem trong tay hàng tam thiên trắng xóa bạch cốt, tần thanh phong sững sờ. Nàng là. Nàng là ta tại hư vô tông chỗ nhận sư phụ, Chu Dĩnh. Nghe nói như thế, tần thanh phong lập tức sắc mặt sững sờ, trọn vẹn sau một lát mới phản ứng tới, sửng sốt chốc lát, khó chịu lắc đầu, nhẹ nhàng tiếp nhận Chu Dĩnh thi cốt. Tam Thiên có thể sống, dựa vào sư phụ liệu mình cứu giúp, từ sau đó, Tam Thiên vĩnh viễn là Chu Dĩnh tử đệ. Nói xong, hàng Tam Thiên quỳ xuống, hướng về Chu Dĩnh thi thể trùng điệp khấu lên ba cái khấu đầu. Tần Thanh Phong thở dài một tiếng, đem hàng Tam Thiên đỡ lên. Chu Dĩnh có thể lấy mệnh cứu ngươi, cũng là ngươi tạo hóa, vậy ngươi sau đó có tính toán gì hay không? Sư phụ, tam thiên lần này tới một là muốn đem chu dĩnh sư phụ di hài giao cho ngài trong tự vân động môi trường quá kém nàng khi còn sống lại căm hận tứ phong nguyên cớ ta cũng không muốn đem nàng vùi ở trong hư vô tông hay là ta biết sư phụ ngươi bơi thấy nhiều rộng rãi có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi hàng tam thiên nói tần thanh phong gật gật đầu tam thiên ngươi hỏi đi sư phụ định biết gì nói nấy sư phụ ngài biết bàn cổ nhất tộc sao nghe được hàng tam thiên vấn đề tần thanh phong nhướng mày lặng yên liếc nhìn ngoài phòng thấy là chút ít kỳ thú cùng một cái xinh đẹp nữ hài, lo lắng nhìn hàng tam thiên. Sư phụ, bọn hắn đều là ta kỳ sủng, còn có cái là tiểu đào, là người một nhà. Tần Thanh Phong gật gật đầu, có chút làm khó nói. Đây là bác phương thế giới vô cùng ăn ý cấm đàm luận, bất luận kẻ nào, đều không nên nhấc lên. Bạn cổ nhất tộc, nguyên bản bác phương thế giới đại tộc một trong, tọa nằm phương Đông Sơn Mạch, là bác phương thế giới huyết thống cao quý nhất chủng tộc, bàn cổ tộc nam nhân, trời sinh thần lực, mà nữ nhân thì từng cái cũng có khuynh quốc dáng vẻ, bọn hắn sinh ra thủ hộ lấy bàn cổ bí mật truyền thuyết bàn cổ bí mật bên trong quan hệ đến vạn khí chi vương bàn cổ phủ manh mối càng có bàn cổ chi thần rất nhiều bí mật có truyền văn đến bàn cổ bí mật nhưng thống trị bát phương thế giới nhưng cũng chính là bởi vì cái này làm bọn hắn đưa tới họa diệt tộc bát phương thế giới các lộ thần nhân làm bàn cổ bí mật bọn hắn liên hợp tại một chỗ lấy có tội luận đối bàn cổ nhất tộc tiến hành một tràng quy mô to lớn liên phạt chi chiến trong cuộc chiến tranh này bàn cổ nhất tộc máu chảy thành sông thi cốt như núi mấy vạn tên bàn cổ tộc nam nhân tại liên quân tiến công phía dưới, thảm tao tàn sát, mà những cái kia lưu lại tới nữ nhân. Tần Thanh Phong nói đến cái này, đã là không đành lòng. Các nàng nhận hết vạn người nhục, những cái kia tán tận thiên lương chính đạo người, làm lấy mất trí phóng đáng sự tình, đêm hôm ấy, bàn cổ nhất tộc tất cả đều là bàn cổ nữ nhân kêu thảm. Phía sau, bọn hắn bắt đầu dài đến 3 ngày ngược đãi, nhưng loại trừ phát tiết xong bọn hắn thú tính bên ngoài, bọn hắn tại bàn cổ tộc không có chút nào thu được qua bất luận cái gì hữu dụng manh mối mà bát phương thế giới rất nhiều liên quân tức hỗn hển phía dưới, đem bàn cổ nhất tộc giết sạch giết tận phía sau nghênh ngang rời đi, cũng giữa lẫn nhau đạt thành ăn ý, đối bàn cổ nhất tộc sự tình tự động liệt vào cấm chế, không cho phép bất luận kẻ nào nói đến. Hàng Tam Thiên mặc dù không có trải qua, nhưng nghe đến những cái này, cũng có chút phẫn nộ, đây quả thực là xuất sinh làm. Sư phụ kia ngài ý là, bàn cổ nhất tộc đã hủy diệt. Cũng không có, lúc đương thời chỉ bàn cổ tộc phân chi, bởi vì ra ngoài, may mắn thoát khỏi tại khó. Phía sau, chi này bàn cổ phân tộc, mai danh ẩn tích, trải qua thế ngoại đào nguyên sinh hoạt. Không có người biết bọn hắn hành tung, nhưng... Tần Thanh Phong nói đến cái này, nhất thời nói không được nữa. Cả người mặt mũi tràn đầy đều là ấy nấy cùng hối hận. Một lát sau, hắn đau khổ cười một tiếng. Nhưng ba năm trước đây, ta gặp qua bạn cổ tộc tộc nhân. Một câu, để hàng tam thiên lập tức kinh hãi đồng thời, trong lòng hy vọng cũng theo đó mà tới. Đối hàng tam thiên tới nói, là hy vọng, nhưng đối tần thanh phong tới nói, lần kia sự tình, cũng là tuyệt vọng bắt đầu từ khi ta thu dịp cô thành làm đồ để phía sau, có cảm giác hài tử này thiên phú xuất chúng, nguyên cớ ta phí hết tâm tư đi bồi dưỡng hắn, cái này hơn 20 năm ở giữa cơ hồ đạp khắp toàn bộ bát phương thế giới, lấy tìm kiếm thiên tài địa bảo cho hắn, dịp cô thành cũng cực kỳ để ta an ủi, tốc độ tiến triển kinh người, dưới loại tình huống này, ta đối bồi dưỡng hắn một chuyện, càng là gần như điên cuồng. Ba năm trước đây, ta biết một vị bằng hữu, hắn tại trong lúc vô tình phát hiện bàn cổ truyền nhân tung tích, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cùng hắn liên thủ, đối cái kia thôn trang tiến hành đánh lén. Tần Thanh Phong nói xong, cả người hối hận vạn phần. Tàn sát thôn trang phía sau, ta bằng hữu kia làm đạt được trong thôn kho báu, thiết kế hãm hại ta, đem ta đánh thành phế nhân, mà đồ đệ của ta, cũng phản bội ta, cái này, liền là ta làm ác báo ứng A. À. Ba năm này đến nay, Tần Thanh Phong đối năm đó nhất thời hồ đồ chỗ phạm sai, cơ hồ ngậm miệng không nói, nhưng ba năm qua hàng đêm ác mộng, yên nguyên để hắn khổ không thể tả. Bây giờ, đối hàng tam thiên nhất lên, Tần Thanh Phong ngược lại thở phào một cái, Sư phụ, ngươi dạng này, lại cùng vạn năm trước đám kia cầm thú khác nhau ở chỗ nào đây? Hàng Tam Thiên tức giận nói, làm lợi ích, xem mạng người như cỏ rác, cái này cũng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Hàng Tam Thiên chợt nhớ tới câu nói kia, đáng thương người, tất có chỗ đáng hận, Tần Thanh Phong, đã là như thế. Ta cũng biết chính mình nghiệp chướng nặng nề, lúc trước nhất thời hồ đồ, phạm phải như vậy nghiệt tội, đáng tiếc, ta bây giờ đã là như vậy phế nhân, liền muốn không tồn tại lâu trên đời, không cách nào lại đi tìm bạn cổ nhất tộc người, nhưng nếu có sinh năm, có thể gặp lại bàn cổ nhất tộc người lời nói, ta đem lấy chết tạ tội. Tần Thanh Phong kiên định nói. Hàng Tam Thiên gật gật đầu, nói. Sư phụ, ngươi chuyện này là thật. Tần Thanh Phong làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, nói tới lời nói, cũng không phải mà kịch. Hàng Tam Thiên gật gật đầu. Tốt, tuy là ngươi là sư phụ ta, nhưng đúng liền là đúng, sai, liền là sai, có lẽ, có người, có thể ngươi một ít tâm nguyện. Hàng Tam Thiên lạnh giá nói xong, đứng dậy đem ngoài phòng tiểu đào kéo đi vào, tiếp theo, đem chính mình ngọc kiếm giao cho trên tay nàng. Nhìn thấy hàng tam thiên cử động như vậy, tần thanh phong chính giữa kỳ quái thời điểm, hàng tam thiên lúc này bỗng nhiên phát lực, trên cánh tay tiểu đào thanh ấn lập tức sáng lên lờ mờ kim quang. Làm tần thanh phong nhìn thấy trên tay của tiểu đào thanh ấn thời gian, cả người nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Bàn, bàn, bàn cổ tộc nhân. Chương 1757 Thiên Hồ Thành Nguồn Mê truyện audio.com Nếu như ngươi là thật tâm ăn năn, như thế nàng liền là ta cái này làm đồ để tặng quà cho ngươi nhưng không đúng nàng cũng hẳn là ngươi báo ứng hàng tam thiên âm thanh lạnh lùng nói tần thanh phong sau khi kinh ngạc cười khổ một tiếng chậm chậm nhắm mắt lại ta cực kỳ thích ngươi quà tặng tới đi tiểu đào cầm kiếm lại chậm chạp không thể động thủ hàng tam thiên có thể rõ ràng nhìn ra tần thanh phong là mang theo thật sâu hối hận hàng tam thiên lúc này nói yên tâm đi nàng hiện tại không giết được ngươi nàng bị ngươi cắt đi không ít ký ức có lẽ, nàng tộc nhân cũng không nghĩ nàng nhớ lại những thống khổ kia trải qua, nguyên cớ xóa bỏ nàng ký ức, để nàng ở bên ngoài, thật tốt làm người thương. Điểm này, hàng tam thiên tại cùng tiểu đào tại trong trận pháp thời gian, tuy là hàng tam thiên lúc đó đã tử vong, nhưng thông qua bàn cổ phụ cảm ứng, hắn cũng có thể cảm ứng được tiểu đào tồn tại, cũng có thể nhìn thấy nàng tại trong trận pháp thời gian, những cái kia nhớ tới tới phá thành mảnh nhỏ hình ảnh ký ức. Nàng bị người cắt giảm ký ức. Tần Thanh Phong mở mắt ra sững sờ nói, đây cũng là ta tiếp xuống dự định, mang nàng tìm về ký ức, bởi vì ta cần nàng trợ giúp hàng tam thiên nghiêm mặt nói nàng có thể giúp ngươi cái gì tam thiên ngươi sẽ không phải cũng đối bàn cổ bí mật cảm thấy hứng thú a à? tần thanh phong nhướng mày hàng tam thiên cười nói ta đối bàn cổ bí mật tất nhiên cảm thấy hứng thú nhưng ta và các ngươi không giống nhau quân tử ái tài thủ có đạo kỳ thực hàng tam thiên thể nội có bàn cổ phủ hàng tam thiên liền là chân chính bàn cổ bí mật nhưng hắn cần bàn cổ tộc nhân tới dạy hắn như thế nào sử dụng nhưng vấn đề là tiểu đào bây giờ mất trí nhớ Tuy là vận mệnh an bài bọn hắn tiến tới cùng nhau, nhưng vận mệnh lại hết lần này tới lần khác mở ra cái nói đùa. Lúc này, Lân Long đi đến. Nghe nói như thế, Tần Thanh Phong kinh ngạc nhìn hàng Tam Thiên, lại hơi liếc nhìn Lân Long, thấy lại nhìn Tiểu Đào, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Rất nhanh, hắn hiểu được hàng Tam Thiên tại sao phải giúp Tiểu Đào tìm về ký ức. Ta có thể giúp ngươi. Tần Thanh Phong suy nghĩ một chút nói. Vô luận là chục tội cũng tốt, vẫn là ngươi là ta duy nhất đồ đệ cũng được chuyện này ta tần thanh phong cũng sẽ vĩnh viễn giúp ngươi. hàng tam thiên nhớ mày. sư phụ, ngài muốn cùng đi với chúng ta. lão tới theo, ta chỉ có ngươi như vậy một cái đồ đệ, bản thân ngươi đi đâu ta liền có lẽ đi đâu, huống chi, tuy là sư phụ ngươi đã là một phế nhân, nhưng lúc tuổi còn trẻ cũng đi khắp bát phương, có không ít bằng hữu, hơn nữa cũng là hư vô tông thất trưởng lão, tuy là hữu danh vô thực, nhưng tại bát phương thế giới, tối thiểu nhưng bảo hộ ngươi chu toàn. tần thanh phong nói lên cái này, rõ ràng kiêu ngạo. hàng tam thiên cùng lân long nhìn nhau một chút hai bên gật gật đầu phía sau hàng tam thiên cùng tần thanh phong một chỗ tại hậu sân nhà lá cho chu dĩnh lập mộ phần một phen tế bái sau đó ba người mang theo ngũ lông tại ngũ long chở đi phía dưới hướng ngàn vạn liên miên núi lớn xuất phát hàng tam thiên thân thể cơ hồ không có khôi phục tần thanh phong càng là một cái đất đều giấu đến trên cổ lão đầu duy nhất nữ lưu tiểu đào ngược lại thành trong đội ngũ mạnh nhất thể lực tồn tại vào buổi tối một đoàn người cuối cùng rơi vào một tòa đại thành bên ngoài phía trước liền là thiên hồ thành năm đó bàn cổ phân chi cái thôn xóm kia liên tại trong thiên hồ thành nhất phương đông nhưng hôm nay sắc trời đã muộn ta nhìn chúng ta trước vào thành a nhưng ghi nhớ kỹ các ngươi tư lịch còn kém sau khi vào thành hết thảy đều muốn nghe ta không được tại trong thành làm loạn biết sao tần thanh phong lúc này lạnh giọng quát lên hàng tam thiên gật gật đầu theo tần thanh phong đằng sau để tứ long tại phụ cận chờ đợi lân long lục nhãn ngọc mãn cùng tiểu bạch quý vị hướng về trong thành xuất phát thiên hồ thành nguyên nga đứng vững liếc nhìn lại chỉ là tường thành hơn trăm qua xuyên thẳng mây xanh ít nói cũng có 4, 500 mét cao, rất có một loại đại thành cảm giác. Nơi cửa ra vào, một hàng binh sĩ canh giữ ở nơi đó, hai bên còn trói có bốn cái cường tráng hung hãn cự thú, tướng mạo hung hoành, mắt lộ ra hung quang, phong phật tùy thời đều có thể đem đi ngang qua người xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, chính vào lúc chạng vạn tối, không ít phố phường tiểu dân bắt đầu thu thập gian hàng, bận rộn chuẩn bị vào thành. Hàng Tam Thiên theo sau lưng Tần Thanh Phong, mang theo tiểu đạo, chậm chậm hướng về trong thành xuất phát. Thủ vệ trưởng quan là một cái cường tráng vô cùng to hán, ngưu cao ngựa tráng chỉ là trên cánh tay bắp thịt liền chừng đầu tiểu đào lớn như vậy đến phiên tần thanh phong thời điểm cường tráng tráng hán ngăn cản ba người tần thanh phong cười một tiếng từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài đại nhân ta là hư vô tông thất trưởng lão đi trong thiên hồ thành làm ít chuyện thủ vệ trưởng quan liếc nhìn tần thanh phong lại liếc mắt nhìn lệnh bài gật gật đầu đang muốn cho qua thời điểm ánh mắt lại không có ý phiết gặp sau lưng hàng tam thiên tiểu đào lập tức cặp mắt tỏa ánh sáng ngươi dừng lại thủ vệ trưởng quan vui lên ngăn tại hàng tam thiên cùng trước mặt tiểu đào tiếp lấy một tay lấy hàng tam thiên va chạm nhìn chằm chằm nhìn tiểu đào tiểu đào bị giật nảy mình trong lúc nhất thời bị hắn nhìn chằm chằm sợ hãi trong lòng cả người không biết làm sao đại nhân nàng là đệ tử ta lần này đi ra là cùng ta một chỗ làm việc tần thanh phong thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian đảo lại tại thủ vệ bên cạnh bồi cười nói thủ vệ trưởng quan căn bản không để ý tới một mặt dâm tiện nhìn tiểu đào ý đồ lại rõ ràng hơn hết chương 1758 Vương lão gia. Nguồn Mê truyện audio.com. Tiểu Đào, đi theo ta. Tần Thanh Phong biết, cái này thủ vệ trưởng quan gặp sát đến khác, rối ren bên trong kéo lấy Tiểu Đào liền muốn rời khỏi. Thủ vệ trưởng quan không kiên nhẫn đem Tần Thanh Phong đẩy ra, lạnh giọng không nhìn được nói. Mẹ hắn, cho ngươi mặt đúng hay không? Ngươi cho ta buông nàng ra. Tần Thanh Phong còn không phản ứng tới, thủ vệ kia trưởng quan lập tức một bước đi qua trực tiếp một bàn tay trụng điệp phiến tại trên mặt tần thanh phong tần thanh phong ăn được một bàn tay này cả người bị phiến đầu óc choáng váng tại chỗ lão đảo nhìn đến xung quanh thủ vệ cất tiếng cười to hư vô tông thất trưởng lão ta nhổ vào ai mẹ hắn không biết rõ ngươi là bị phế trưởng lão lão tử tráng hổ nhìn mà đến ngươi nữ đệ tử đó là cho ngươi mặt mũi đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần biết không nếu là nói nhảm nữa lão tử một quyền đánh nổ ngươi đầu chó nói xong tráng hổ khinh thường cười một tiếng trực tiếp đem tần thanh phong lệnh bài ném xuống đất bác phương thế giới bên trong lân long lúc trước muốn hàng tam thiên đi hư vô tông nguyên nhân liền là hy vọng hắn có thể dựa vào môn phái sau đó thuận tiện bốn phía đi tìm bàn cổ nhất tộc bởi vì tại bác phương thế giới bên trong đi nhận chức địa phương nào đều cần lệnh bài cái này có chút tương đương với hàng tam thiên tại địa cầu thể căn cước chỉ là nơi này không phải người nào quy định mà là hai bên thế lực ở giữa một loại tán thành đã quan hệ đến thế lực tự nhiên càng nhỏ môn phái hắn lệnh bài cũng nơi nơi càng không được coi trọng tương phản càng lớn gia tộc thế lực, bọn hắn lệnh bài nơi nơi quyền lợi cũng liền càng lớn. Các ngươi biết hắn là ai sao? Ha ha, hư vô tông bị phế thất trưởng lão. Tráng hổ một tiếng chế giễu, tiếp lấy vung tay lên, chỉ vào tiểu đạo nói. Nữ tử này, thân phận không rõ, ta đối với nàng phi thường hoài nghi, các ngươi đem nàng mang về cho ta, buổi tối hôm nay đưa vào phòng ta tới, ta phải thật tốt đi sâu điều tra một phen. Nghe được đi sâu điều tra, đám này thủ vệ lập tức vui cười ha ha, điều này nói rõ buổi tối hôm nay tiểu đào vị này mỹ nhân sẽ rơi vào hang sói đám này thủ vệ bình thường làm không ít loại việc này chỉ cần thấy được rất có tư sát mà lại không có bối cảnh gì dân nữ đám người này liền sẽ lấy kiểm tra làm mệnh đem bắt trở về bọn hắn phòng giam tiếp đó ngay tại trong phòng giam đem giang ô phía sau trưởng quan thoải mái đủ phía sau liền là bọn hắn đám này thủ hạ chơi chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực là phi thường vui vẻ lại kích thích hạng mục nhưng đối người bị hại tới nói quả thực liền là cả một đời vung đi không được ác mộng thậm chí có chút nghĩ quẫn nữ hai từ nay về sau lựa chọn tự sát. Cho dù không có tự sát, cũng bởi vì bọn hắn mà hoàn toàn thay đổi nhân sinh đường. Hàng Tam Thiên hàm răng cắn lên, lập tức trong mắt mang theo lửa giận liền muốn xông lên phía trước, Tần Thanh Phong tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Hàng Tam Thiên ôm lấy. Đừng làm loạn, còn nhớ cho ta từng nói với ngươi sao. Hết thảy muốn nghe theo ta an bài. Hàng Tam Thiên nhướng mày, quát lạnh nói. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn bắt đi tiểu đào. Hành sự lỗ mãn, thua thiệt là chính chúng ta. Tần Thanh Phong lạnh giọng quát lên nói hàng tam thiên không tán đồng loại thuyết pháp này, hắn hết lần này tới lần khác là loại kia xã thân đều muốn lấy nghĩa người, muốn hắn dạng này mắt thấy tiểu đào bị mang đi, mà chính mình cái gì đều không thể làm sự tình, hàng tam thiên không làm được. Ngay tại hàng tam thiên chuẩn bị xong đi lên thời điểm, đột nhiên, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Đều cho ta buông ra. Chúng thủ vệ nghe tiếng mà đi, lập tức cúi đầu xuống. Vương lão gia. Hàng tam thiên cũng theo đó mà nhìn, ngoài cửa thành, một cái màu xanh lá kỳ lân ngồi lấy một cái chừng 50 tuổi trung niên nhân, trường kiếm phối thân, nhưng tướng mạo lại vô cùng nho nhã. Kỳ lân một cái không người, hắn chậm rãi đi xuống, nhìn một chút thủ vệ, lại liếc mắt nhìn tiểu đào, lạnh giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vương lão gia, chúng ta cảm thấy nữ tử này có chút cổ quái, cho nên muốn mang về kiểm tra một phen, cái này dù sao cũng là làm trong thành bách tính an toàn. Tráng hổ chột dạ nói. Vương lão gia lập tức bất mãn. Ngươi ít cùng ta kéo cái này, tần huynh đệ là bằng hữu ta, nàng người có cái gì không tin được ta nếu như không tin được lời nói cái kia liền cùng vương mổ một chỗ mang về điều tra lời này vừa nói ra sắc mặt tráng hổ lập tức khó coi vội vã bồi cười nói vương lão gia ngài cái này cùng tiểu nói đùa cái gì đây tiểu làm sao dám đây các ngươi còn thất thần làm gì còn không mau tránh ra nhìn thấy thủ vệ tránh ra vương lão gia lúc này đi đến trước mặt tần thanh phong hơi hơi một cái không thân hành lễ tần huynh thực tế xin lỗi đám xuất sinh này không hiểu chuyện quấy nhiễu đến ngài ha ha không có không có việc này nhiều cảm tạ vương huynh xuất thủ tương trợ mới là tần thanh phong cảm kích cười nói tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp ta nhìn thời gian cũng không sớm không bằng đến bỏ đi ăn bữa cơm tối uống chút trà người ta ôn chuyện một phen ngài thấy thế nào vương lão gia cười nói cái này tần thanh phong một chút suy tư gật gật đầu vậy liền có nhiều làm phiền theo vương lão gia sau lưng chưa tỉnh hồn tiểu đào lại như cũ đỡ lấy hàng tam thiên, một đoàn người rất nhanh tới trong thành cánh bắt một tràng đại viện trước mặt. Đi vào đại viện, trong viện thanh sơn lục sơn, rất xinh đẹp, xem xét liền là khí phái nơi ở, thật không nghĩ tới tầng thanh phong cái này lôi thôi lão đầu, dĩ nhiên sẽ nhận thức đại nhân vật như vậy. Đi vào chính điện, lúc này, trên điện chính tọa lấy một cái tóc trắng phơ lão nhân, trước mặt hắn bày biện một bộ cờ vây, nhưng mặt khác hàng tam thiên khó bề tưởng tượng là, khắp bàn cờ trắng, cũng chỉ có một quả cờ đen. Chương 1759, nghèo kiết hủ lậu bằng hữu. Nguồn Mê truyện audio com Mà kỳ quái hơn là, lão nhân vẫn là một người phân công quản lý hai bên, cờ trắng là hắn, cờ đen cũng là hắn, hạ là cái này không đối phương. Hàng Tam Thiên gặp qua đánh cờ, cũng gặp qua rất nhiều nhanh nhẹn ván cờ, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy ván cờ. Chỉ có một cái cờ đen, chỉ cần có chút thông thường người đều biết, vô luận như thế nào phía dưới, cờ đen cũng thắng không được, hoặc là nói, cờ trắng thật sớm cũng đã là thắng cục, cái này còn có phía dưới cần thiết sao? có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, con ta a, à, đi chào hỏi khách nhân a, à, về phần vị này trẻ tuổi tiên sinh, có thể hay không bồi lão phu tiếp một cờ." Lão giả mỉm cười. Nghe nói như thế, Vương lão gia cùng Tần Thanh Phong rõ ràng sững sờ, nhất là Vương lão gia chính mình, cơ hồ có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Hơn 30 năm trước, phụ thân bỗng nhiên mất tích bí ẩn hơn một tháng, sau khi trở về liền mỗi ngày đều hạ loại này thắng bại đã định cờ, đồng thời mãi mãi cũng là một người chính mình hạ hai phương, hắn hỏi qua phụ thân, nhưng phụ thân không trả lời đã từng thử nghiệm cùng hắn một chỗ vui vui mừng mừng, nhưng phụ thân vĩnh viễn không cho, còn nói hắn thiên tư không đủ. Vương đóng thế nhưng thiên hồ thành đại lão một trong, không có đầy đủ thiên phú và tu vi, như thế nào chống lên như vậy gia tộc cử phách. Nhưng chính là như vậy một nhân vật, lại bị chính mình phụ thân hạ cả ngày tư chất không đủ, không có tư cách đánh cờ. Vương đóng tuy là đối với cái này canh cánh trong lòng thật lâu, nhưng những năm này chậm rãi cũng làm hao mòn không sai biệt lắm, thậm chí đều nhanh quên đi, nhưng hàng tam thiên vừa đến, phụ thân liền chủ động mời hắn vào chỗ đánh cờ khiến vương đóng không cam lòng đồng thời lại phi thường không hiểu đem ánh mắt hướng trên mình hàng tam thiên vừa để xuống hắn càng không hiểu sắc mặt hàng tam thiên tái nhợt bờ môi phát khô xem xét liền là bệnh nặng tại thân tùy thời đều có thể một mệnh ô hô mặt hàng liền loại người này thế nào lại so với chính mình có tư cách hơn hạ cờ này hàng tam thiên nhìn một chút tầng thanh phong gặp hắn gật đầu lại nhìn mắt vương đóng hắn tuy là trong mắt có chút không cam lòng nhưng vẫn chưa phản đối thế là ngồi xuống tới con ta a à, cho khách nhân châm trà lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng ta cho hắn chăm trà vương đóng lập tức giật mình bất khả tư nghị nói tần thanh phong lúc này tranh thủ thời gian cười làm lành nói tiền bối tam thiên bất quá chỉ là ta đồ nhi mà vương huynh thì là hưởng dự bác phương thế giới kiếm khách vương huynh cho hắn châm trà tam thiên đây là muốn tổn thọ a à? hàng tam thiên cũng nói đúng vậy a à, lão tiền bối tam thiên chịu không nổi ngài muốn đánh cờ tam thiên bồi ngại liền là trà cái gì cũng không đến mức bỗng nhiên lão giả một chưởng trực tiếp vỗ vào trên bàn cờ tức giận mà thét lên Chăm trà một tiếng uy quát vương đóng giật nảy mình bởi vì tại hắn trong nhận thức biết phụ thân luôn luôn ôn hòa vô cùng chưa từng như cái này tức giận qua cho dù trong lòng dù không cam lòng đến đâu vương đóng cũng đến ngoan ngoãn gật đầu tốt ta liền đi đem ta tốt nhất tuyết hôi ngâm vương đóng vừa muốn đi lão đầu ngữ khí hơi chút hòa hoãn vương đóng nghe xong tuyết hôi muốn nói lại thôi đây chính là vương phủ trân bảo, cha già mệnh căn tử A, liền cái này cũng muốn xuất ra tới. Bất quá, vương đóng cũng không dám đáp lời, thành thành thật thật đem trà chạy lên, đưa tới trước mặt hàng tam thiên. Lão giả vừa ý gật gật đầu, vung tay lên. Ngươi đi chào hỏi khách nhân A, vì tiên sinh này bội ta đánh cờ liền có thể. Vương đóng lên tiếng, ba bước vừa quay đầu lại, cuối cùng vẫn là mang theo vương đóng đi biệt viện, không dám làm phiền. Hai người vừa đi, lão giả mỉm cười, nhìn xem hàng tam thiên nói. Thế nào? tiểu hỏa tử, ván này ngươi nhưng có phương pháp phá giải. Hàng tam thiên lắc đầu, đang muốn nói chuyện, lão giả lại hơi hơi đưa tay, ra hiệu hắn uống trước bên trên một miệng trà. Hàng tam thiên nhẹ phẩm một cái, chợt cảm thấy đầu lưỡi phòng Phật bị vạn loại hương vị đồng thời tập kích, nhưng vạn loại hương vị lại là thường hai bên hài hòa, cấu tạo ra một loại phi thường kỳ lạ lại một lòng hương vị. Trà ngon. Hàng tam thiên từ đấy lòng mà nói, lão giả mỉm cười. Tuyết hôi lấy vạn trà sao chế, lấy một cái phương tinh hoa, đốt cho thành hạt, lại trải qua hàng tuyết bao trùm, trăm năm mới có thể thành một cái gốc, nguyên cớ, nó sinh ra dễ hỏng hiếm có và kỳ lạ, nhưng nghiêm khắc trải qua cực khổ, có thể tan vạn trà mùi lờ mờ một thân, cấu tạo đặc biệt như vậy một loại hương vị, ván cờ này, cũng là như vậy. Hàng tam thiên gật gật đầu, hắn tự hồ nghe đã hiểu lão giả trong lời nói ý tứ. Lão tiên sinh ý là, liền như là cái này cờ đen đồng dạng, tuy là nhìn lên bị nhiều như vậy cờ trắng xoay quanh trong đó, bại cục đã định, nhưng một khi quét dọn trở ngại, liền có thể gặp được đường sống trong cõi chết. Lão giả mỉm cười gật gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dậy, cái gọi thành đại sự người, ánh mắt nhìn là tương lai, mà thành chuyện nhỏ người, ánh mắt nhìn là hiện tại, mà kẻ không thành, ánh mắt nhìn là tương lai. Kẻ không thành vứt bỏ tương lai, quan sát bây giờ, liền có thể tận tụy mà hoàn thành hiện tại, là có thể nói tiểu thành, mà tiểu thành người, không câu nệ tại hiện tại, mà bố cục tương lai, tất thành đại sự. Hàng tam thiên vội và ông quyền. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Lão giả cười một tiếng. Vậy cái này cờ, ngươi cách xuống là hàng tam thiên cũng cười một tiếng lấy ra đen nhấc khuỷu tay đen có trắng trực tiếp quét xuống ta cách xuống liền là cờ không cờ trắng chỉ có ta nói xong hàng tam thiên đem chính mình hắc tử chậm chậm đặt ở trên bàn cờ lão giả sững sờ lập tức cười ha ha có ý tứ có ý tứ quả nhiên là có ý tứ a à, không câu nệ tại làm việc liền có thể đi vạn vật phương pháp trời là ta địa là ta thiên hạ là ta hàng tam thiên liền vội vàng đứng lên tam thiên cần phải cảm tạ tiền bối chỉ giáo mới đúng lão giả một vuốt chầm râu khinh thân đứng lên hướng về ngoài điện chậm chậm dương bước đi đến thẳng đến ngoài điện không nhìn thấy hắn thân ảnh nhưng ngửi được hắn tiếng cười thế gian vạn vật vậy làm sao có thể thành sự tạo hóa nhìn là tâm nhìn là có thể tiểu hữu cầm tối thời điểm ta có kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố mời ngài chờ ta cầm tối thời gian vương đóng nhiệt tình bố trí xuống đại yến mở tiệc chiêu đãi hàng tam thiên sư đồ ba người ba người vừa mới ngồi xuống lúc này một cái thân mặc áo đỏ nữ tử bước nhanh đến nàng da trắng như ngọc một trương tinh xảo mặt nhỏ như là bị thiên công điêu khắc góc cạnh rõ ràng đồng thời lại phù hợp hoàng mỹ linh động mà mê người một đôi thon dài trên đùi cột đỏ trắng giao nhau vải lăng cái này ngược lại cùng nàng thanh tú đẹp để khuôn mặt có chút không xứng ngược lại nhiều hơn mấy phần gian hồ khí nữ tử này vừa vào liền trực tiếp tùy tiện ngồi tại trên bàn không coi ai ra gì liền trực tiếp cầm lên thức ăn trên bàn trực tiếp thô lỗ liền hướng trong miệng nhét lại vương đóng nhướng mày tư mẫn không được vô lễ không thấy có khách có đây không vương tư mẫn chẳng hề để ý nhìn lướt qua hàng tam thiên ba người hoàn toàn thất vọng cha ngươi lúc nào thì đưa trước loại này nghèo kiết hủ lậu bằng hữu ngươi vương đóng chán nản xoay người đối tần thanh phong nói tần huynh xin lỗi tiểu nữ sinh tính ngang bướng vương mổ quản giáo vô phương đến mức thất lý còn mời đừng nên trách lệnh thiên kim cũng là tính cách ngay thẳng không có gì đáng ngại tần thanh phong lúng túng cười một tiếng ngồi xuống tới tư mẫn còn không gọi tần thúc thúc tần thúc, thúc. Cha, hắn sẽ không phải liền là hư vô tông cái kia bị phế thất trưởng lão a. À. Vương Tư mẫn bởi vì nhét đồ vật nhiều, trong miệng một mực phình lên, lúc này phi thường khinh thường nhìn Tần Thanh Phong. Chương 1760. Chết ma bệnh. Nguồn: Mê truyện audio.com. Tần Thanh Phong mặt lộ lúng túng, gật gật đầu. Chính là tại hạ. Vương Tư mẫn lạnh giọng cười một tiếng. Thế nào, hư vô tông lăn lộn ngoài đời không nổi, chạy tới nhà chúng ta ăn uống miễn phí? nói xong nàng nhìn lướt qua hàng tam thiên vị này thì càng chọc cười ống đau bệnh tật đây là vừa đụng sẽ chết tiết tấu sao nói xong nàng lẩm bẩm một câu dạng này nam nhân còn không bằng chết đi coi như xong đây tuổi còn trẻ muốn chết mà không được chết sống sót cũng là lãng phí lương thực tiểu đào vốn định an ủi hàng tam thiên lại phát hiện hàng tam thiên chỉ là cười không nói mấy người ngồi xuống tiểu đào biết hàng tam thiên thân thể khó chịu chọn mấy thứ thanh đạm cho hắn đặt ở trong chén vừa mới buông xuống lúc này vương tư mẫn bên kia lại kinh thường nở nụ cười lạnh ăn đồ vật còn cần người khác cho ngươi kẹp tay ngươi là cầm lấy đi nuôi heo sao nàng cuộc đời xem thường nhất liền là nam nhân bởi vì từ nhỏ nàng liền biết một câu gọi nữ tử không bằng luôn luôn hiếu thắng nàng hết lần này tới lần khác không tin tà nguyên cớ từ nhỏ liền tu hành đủ loại pháp thuật thế tất yếu hướng tất cả mọi người chứng minh nữ tử mạnh như nam nhìn thấy hàng tam thiên loại bệnh này ương ương nam nhân càng là đố kỵ căm hận nhất là nhìn thấy tiểu Đào có không thua chính mình mỹ mạo, lại đối hàng Tam Thiên chiếu cố chu đáo, vô danh lửa càng là từ từ hướng lên bốc lên. Vương đóng quính lên, quát lên. Tư Mẫn, cha không dạy ngươi, ăn không nói, ngủ không lời sao? Cha là dạy, nhưng cha cũng đã nói, ngươi muốn tay làm hàm nhai, đúng không? Vương Tư Mẫn nhìn chầm chầm hàng Tam Thiên lạnh lùng nói. Lời này rất rõ ràng là hướng về phía hàng Tam Thiên đi, hàng Tam Thiên cười một tiếng, hướng tiểu Đào lắc đầu, ra hiệu chính mình tới mặc dù mình không trêu chọc cái vương tư mẫn này, nhưng nạn yên nguyên khắp nơi làm cảnh, hàng tam thiên cũng biết, người ở dưới mái hiên, nào có không cúi đầu, huống chi, hắn căn bản không muốn trêu chọc thì phi. Hắn chỉ muốn mau chóng vượt qua buổi tối hôm nay, chờ sắc trời sáng lên, liền đi thành đông tìm kiếm bàn cổ tộc tung tích, sớm khôi phục tiểu đào ký ức, tiếp đó để chính mình nắm giữ bàn cổ phủ lực lượng, cứu lại tô nghênh hạ nhưng hàng tam thiên vừa mới động đũa lúc này vương tư mẫn liền cũng đem đũa đưa tới nơi đó trực tiếp đem hàng tam thiên đồ ăn kẹp lấy hàng tam thiên không muốn cùng hắn tranh đổi một phương khác nhưng nàng hình như cố ý làm khó dễ rất nhanh lại cùng tới hàng tam thiên lại cử động nàng đè thêm như vậy nhiều lần mấy lần hàng tam thiên dứt khoát thu về đũa mà vương tư mẫn trong lúc nhất thời trọn vẹn không phản ứng tới cho rằng hàng tam thiên muốn đi mặt khác địa phương lập tức không có dừng lực trực tiếp đem một khay đồ ăn vạch lật mà những cái kia đồ ăn chính giữa không lệch không tuân theo thẳng nịnh nàng mặt Vương Tư Mẫn trắng nõn cả khuôn mặt bữa nay thời gian tràn đầy tất cả đều là đồ ăn cùng dầu. Tiểu Đào thấy thế, nhìn không được thấp giọng cười lên. Vương Tư Mẫn đập mạnh lên, từ phía sau lưng rút ra trường kiếm, một kiếm chém liền tại trên bàn, tức giận quát lên. Con mẹ nó ngươi Vương bác Đảng, ngươi dám trêu đùa bản tiểu thư, lão nương hôm nay không giết ngươi không thể. Hàng Tam Thiên nhướng mày, Vương Tư Mẫn này, thật là đủ dương oai, rõ ràng là chính nàng sai lầm, lại muốn đem sự phạt trách trên người mình lúc này vương đóng tranh thủ thời gian đứng lên đem vương tư mẫn ngăn lại tận tình khuyên nhủ tư mẫn không cho ngươi hồ nháo cha đều lúc này ngươi còn giúp lấy hắn ngươi không thấy hắn đem đồ ăn toàn bộ nhào tới trước mặt ta sao vương tư mẫn tức giận quát lên rõ ràng liền là chính ngươi lấy tới trên mình tiểu đào thấp giọng bất mãn nói vương tư mẫn nghe xong lời này lập tức trận lên giận dữ nhìn tiểu đào phòng phật muốn đem tiểu đào cho nuốt sống đồng dạng hàng tam thiên cấp bách ngăn tại trên mình tiểu đào để phòng cái này bác phụ vạn nhất nổi điên tốt tư mẫn người tới là khách người sao có thể tại cái này cãi lộn nghe cha lời nói ngồi xuống nói xong vương đóng vung tay lên tranh thủ thời gian để nô tài chuẩn bị cái khăn lông tới lau một chút lau mặt phía sau vương tư mẫn một mực phẫn nộ trừng mắt hàng tam thiên hiển nhiên còn đang vì vừa mới sự tình tức giận bất bình bữa tiệc tiếp tục tiến hành nhưng không khí lại lúng túng đến liền không khí đều ngưng tụ thành sương hàng tam thiên cũng lười đến trêu chọc cái này bác phụ liền đồ ăn cũng lười đến kẹp chỉ lo đem trong chén cơm tranh thủ thời gian ăn xong ăn xong cơm tối hàng tam thiên đám người trở về biệt viện nghỉ ngơi đưa đi tiểu đào cùng tần thanh phong hàng tam thiên cởi áo ra cởi trần ngồi ở trên giường dự định nhập định tu luyện hàng tam thiên tuy là sống lại nhưng kỳ thật mệnh như tờ giấy đồng dạng sợ mỏng trong thân thể tất cả mọi thứ cơ hội đều gặp phải nghiêm trọng phá hoại kim thân tự bạo mang đến nguy hại phi thường to lớn nếu như không phải nhiều loại cơ duyên xảo hợp hàng tam thiên căn bản liền sống sót cơ hội đều không có theo lý thuyết Hàng Tam Thiên có lẽ tu dưỡng một đoạn thời gian, nhưng hắn tại biết tiểu đào là bàn cổ truyền nhân phía sau, cho dù tất cả mọi người khuyên, cũng trọng vẹn không khuyên nổi hắn, phải từ từ vân động đi ra. Đúng lúc này, hàng Tam Thiên cửa phòng đột nhiên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cửa phòng bị một cổ quái lực trực tiếp va chạm, đập âm ầm tại trên vách tường lại trực tiếp cho gãy trở về, có thể tưởng tượng, đối phương là dùng bao nhiêu lực. Hàng Tam Thiên bất đắc dĩ xả giận, không cần đoán, hắn đều biết là ai. Chết ma bệnh, người chết cho ta đi ra vừa dứt lời vương tư mẫn hai tay rút kiếm đầy người lửa giận vọt vào nhìn nàng cái kia một mặt ăn người dáng dấp kẻ đến không thiện chương 1761 ngươi còn muốn như thế nào nữa nguồn mê truyện audio com nhìn thấy hàng tam thiên chính giữa cởi trần vương tư mẫn lập tức giận mặt bên trong pha tạp lấy vẻ lúng túng cố giả bộ trấn định tức giận nói à không nghĩ tới ngươi không chỉ là cái ma bệnh mà lại là cái bạo lộ cuồng hàng tam thiên có chút im lặng bỏ đi mặc áo là bởi vì lân long nói với chính mình long tộc chi tâm ở trong cơ thể mình nó tại bát phương thế giới hấp thu năng lượng tốc độ là cực nhanh mà trước mắt hàng tam thiên thân thể suy yếu phi thường nguyên cớ một khi long tộc chi tâm hấp thụ năng lượng thời điểm sẽ gánh vác quá lớn hàng tam thiên bỏ đi mặc áo tu luyện có thể càng có lợi hơn hắn tu luyện vương tiểu thư đây là phòng của ta ta muốn nghỉ ngơi bỏ đi mặc áo không phải rất bình thường sao ngược lại ngài, ban đêm xông vào phòng ta hình như không cùng quy củ a à? hàng tam thiên một bên bất đắc dĩ giải thích, một bên mặc vào chính mình mặc áo. Ta nhổ vào, đây là nhà ta, ta vương tư mẫn muốn đi cái nào liền đi, đến phiên ngươi đến quản. Rõ ràng liền là ngươi là bạo lộ cuồng. Còn muốn đem sai đẩy cho ta. Vương tư mẫn tức giận quát lên. Hàng tam thiên bất đắc dĩ cười khổ, cùng loại người này giảng đạo lý gì, lãng phí thời gian, gật gật đầu. Hiểu rõ. Cái kia vương tiểu thư tới cái này phòng, là muốn như thế nào? Ta muốn ngươi làm hôm nay ăn cơm một chuyện nói xin lỗi ta, nếu không lời nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Vương Tư Mẫn nói xong, trực tiếp nhất lên sông kiếm, giận chỉ hàng Tam Thiên. Hàng Tam Thiên nói, liền chút chuyện nhỏ này sao? Tốt, Tam Thiên hôm nay lỗ mãn, đối tiểu thư buổi tối có nhiều đắc tội, còn mời đại tiểu thư đại nhân không tính toán tiểu nhân qua. Nói xong, hàng Tam Thiên ông dàn xếp ổn thỏa thái độ, nói xin lỗi. Liền xong. Vương Tư Mẫn khóe mắt nhảy lên, lông mày thoáng nhất. Hàng Tam Thiên sững sờ, nhẹ giọng hỏi. Vương Tiểu Thư, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nhìn thấy hàng tam thiên nữ khí hòa ái, Vương Tư Mẫn cười đắc ý, tất nhiên muốn quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi thân phận gì? Liền xứng cùng ta đứng đấy nói xin lỗi sao? Sắc mặt hàng tam thiên lạnh lẽo, hắn đã không muốn cùng nàng chấp nhặt ông giàn xếp ổn thỏa thái độ, sở dĩ chủ động lui mấy bước, cho nàng nói xin lỗi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên được đà lớn tới, càng ngày càng quá phận. Nằm nhi bên trên lạy trời, quỳ xuống phụ mẫu, ta đã xin nhận lỗi, còn hy vọng vương tiểu thư có chừng có mực. Hàng tam thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhổ vào, liền ngươi cũng coi như nam nhân. Vương tư mẫn khinh thường mắng một câu, tiếp lấy lạnh ha ha nói. Ta nhìn ngươi cũng như cái thái giám. Ta có phải là nam nhân hay không, thế tử của ta tự nhiên không biết, ta không hứng thú hướng ngài giải thích, cũng không cần thiết. Hàng Tam Thiên nói, ngươi không hứng thú giải thích, bản tiểu thư còn không hứng thú nghe đây, liền ngươi dạng này cùng cái thầy tướng số đồng dạng nam nhân, ai cho ngươi làm lão bà, ai cũng là khổ tám đời nghe được hàng tam thiên lời nói nàng vô ý thức cho rằng tiểu đào liền là hàng tam thiên lão bà cũng thật là thay nữ nhân kia cảm thấy đáng tiếc trưởng thành ngược lại xinh đẹp tuyệt người nhưng kết quả theo một phế vật như vậy nam nhân ai thật là đáng tiếc phu nhân ngươi a à, gả cho ngươi dạng này phế vật ta nếu là nàng ta không bằng chết đi coi như xong hàng tam thiên cười lạnh một tiếng liền nghĩ tới tô nghênh hạ không khỏi nói phải không bất quá đáng tiếc ngươi không phải là nàng mà lúc này chủ nhà trong sương phòng vương lão tiên sinh đến qua chính mình cơm chay phía sau đốt một điếu hương xong nhắm mắt dưỡng thần vương đóng chậm rãi bước vào mặc dù phụ thân ăn thanh đạm yêu thích yên tĩnh không thường cùng chính mình cùng nhau ăn cơm nhưng mỗi lúc trời tối vương đóng cũng sẽ ở cơm phía sau đến cho phụ thân vấn an đóng nhi ngồi đi vương lão tiên sinh không có mở mắt ra chỉ là khoát khoát tay ra hiệu vương đóng ngồi xuống vương đóng gật gật đầu nhu thuận ngồi một bên mẫn nhi năm nay đã năm có hai mươi đi vương lão tiên sinh nói vương đóng gật gật đầu năm nay đã hai mươi có một vương lão tiên sinh mỉm cười thoáng chớp mắt đã đến xuất giá tuổi tác rất tốt nhưng có cho nàng gả người ta vừa nhắc tới cái này vương đóng liền là có khổ khó nói tư mẫn nha đầu này tuy là tướng mạo vô cùng tốt nhưng đối nhân xử thế tùy hứng phi thường hơn nữa chung quy yêu võ đao múa thương lúc trước chính mình ngược lại có mấy cái gia thế không tệ quý công tử tới cửa cầu hôn nhưng không có cái nào không phải bị nàng đánh đến đầu đầy là u chạy trối chết cha Đống Nhi còn đang tìm kiếm lương con rể bên trong. Đó chính là không có, này ngược lại là chuyện tốt một kiện. Cha, lời này hiểu thế nào? Cha trong lòng, ngược lại có cái tốt nhất nhân tuyển, nếu là Mẫn Nhi có thể gả cho hắn lời nói, Mẫn Nhi liền cũng coi như ta vương gia nhất tộc quý nhân, chúng ta cũng có thể thấy người sang bắt quàng làm họ, tương lai có hy vọng nha. Vương lão tiên sinh vui tươi hớn hở nói, nghe nói như thế, vương đóng mặc dù có chút khó chịu, hắn biết lão gia tử một mực không quá ưa thích tư mẫn cháu gái này bởi vì nam đồng mới có cơ hội đem vương gia tiếp tục phát dương quan đại nguyên cớ một mực đối tư mẫn không quá để bụng nhưng tư mẫn mẫu thân làm sinh hạ tư mẫn mà khó sinh sau khi qua đời vương đóng một mực không lại tìm tái giá chính mình lại làm cha lại làm mẹ đem tư mẫn xem như hòn ngọc quý trên tay nhưng rất nhanh vương đóng lại thoải mái thậm chí mang chút ít hương phấn bởi vì phụ thân lời nói quả thực để hắn lại vô cùng hương phấn có thể để vương gia nhất tộc từ nay về sau đi lên đỉnh phong con rể, chính là hắn vương đóng mong nhớ ngày đêm a, à. vương đóng đối vong thê tình thâm, không nguyện ý phản bội, nguyên cớ chung quy đến tiền chút chuyện tình tới ký thác, hắn ký thác liền là gia tộc mình tương lai, cái này trong hơn 10 năm, hắn chăm học khổ luyện, quản nạp hiền sĩ, mục đích liền là muốn lớn mạnh vương gia thế lực, mà chọn rể càng là chính mình nặng bên trong bên trong. Trước mắt, nghe được có thích hợp nhân tuyển, vương đóng lập tức cặp mắt sáng lên. Phụ thân, ngài có thích hợp nhân tuyển sao? Chương 1762 người này gần ngay trước mắt nguồn mê truyện audio com vương lão tiên sinh vui tươi hớn hở cười một tiếng không sai cái này là chân mệnh thiên tử khí vũ bất phàm theo ta thấy người này lần đầu tiên ta liền biết rõ người này một khi cá chép vượt long môn liền là trên trời người đến lúc đó đừng nói ngươi muốn trở thành thiên hồ thành đệ nhất đại gia tộc coi như là cùng cái kia tam đại gia tộc tranh cái kia chân thần thì thế nào nghe xong cái này vương đóng cả người kích động thân thể đều tại hơi hơi phát trung Thiên hồ đệ nhất đại gia tộc A, à, đây chính là vương đóng cả đời này phấn đấu mộng tưởng, nhưng bây giờ, mộng tưởng có thể đụng tay đến, hắn làm sao có thể không xúc động. Quan trọng hơn là, cùng tam đại gia tộc nổi danh, xưng bá bác phương, tranh vị chân thần, đây càng là để vương đóng nghe chi tắc trung rẩy vô thượng vinh dự. Phụ thân, thật có dạng người này. Vương đóng cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, bác phương thế giới bên trong, còn ai có loại năng lực này. Phụ thân, ngài nói, không phải là Lam Sơn chi đỉnh thiếu gia A. À. Vương đóng gần nhất cũng nghe nói bên ngoài có tin tức ngầm, nói là Lam Sơn Chi đỉnh đang suy nghĩ bồi dưỡng mình thế lực, phụ thân ý nghĩ chẳng lẽ là muốn thông gia Lam Sơn Chi đỉnh, dựa vào hắn môn tới nâng đỡ vương gia. Nhưng khả năng không lớn a, à, tư mẫn nha đầu này tuy là chính xác trưởng thành đến đẹp mắt, có thể vương gia gia thế tới nói, phải phối Lam Sơn Chi đỉnh, vẫn còn có chút không đủ tư cách. Quan trọng nhất là, phụ thân nói là, người này là thiên chi kiêu tử đến hắn có thể cùng tam đại gia tộc nổi danh, liền nói rõ, người này không thể nào là tam đại gia tộc người, cái kia vương đóng thì càng nghĩ không thông. Hắn cũng coi như giao hữu rộng lớn, nhưng trong thời gian ngắn hắn còn thật nghĩ không ra, đến tột cùng nhà ai giống như cái này thanh niên tài tuấn, có thể để cho vương gia xuất hiện như vậy nhưng trời lệch đất biến hóa. Lam Sơn chi đỉnh thiếu gia liền nhất định chính là chân thần sao? Vương lão tiên sinh khinh thường cười một tiếng. Lam Sơn chân thần không diệt, tự nhiên không có khả năng thai ngán mới chân thần, cũng liền càng chưa nói tới cái gì tranh chân thần nói một chút lam sơn chi đỉnh thiếu gia tuy là quả thật vị vô thượng coi là chân mệnh thiên tử nhưng cái này muốn xem cùng ai so cùng hắn so lời nói lam sơn chi đỉnh tính toán cái gì bất quá chỉ là cái rắm vương lão tiên sinh cười lạnh nói nghe nói như thế vương đóng não nhân đều nhanh nổ phụ thân cho tới bây giờ đều là không tùy tiện mặt cười người càng không phải là tự coi nhẹ mình người hắn nói lam sơn chi đỉnh không sánh bằng vậy tuyệt đối liền là không sánh bằng Phụ thân, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngài trực tiếp nói cho ta, được tốt. Vương đóng gấp không thể làm sao nói, con ta, mắt ngươi quế a, à, người này gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời a. À. Vương đóng suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ tới là ai, trong thiên hộ thành mọi người đều hiểu rõ, không nhìn ra ai thiên phú xuất chúng a, à, bỗng nhiên, lông mày của hắn nhíu một cái. Phụ thân, ngài sẽ không nói là Tần huynh mang đến, chính là hàng Tam Thiên. Vương lão tiên sinh cắt ngang hắn lời nói, chặt chẽ âm thanh mà nói, hàng Tam Thiên. Nghe được danh tự vương đóng như là ngủ lôi oanh đỉnh toàn bộ đầu óc lập tức loạn thành một đoàn hàng tam thiên liền là cái kia nhìn lên ống đau bệnh tật thiếu niên đó là chân mệnh thiên tử nói đùa cái gì a à? tại trong mắt vương đóng hàng tam thiên liền là cái tùy thời gió thổi qua đều sẽ ngược lại bệnh gà tần thanh phong tại hư vô tông đã thôi địa vị nguyên cớ thu đồ bên trên không có lựa chọn khác chỉ có thể chọn chút ít người khác không muốn đồ rác rưởi đây cũng là vương đóng đối hàng tam thiên định vị thế nào đến trong mắt phụ thân hàng tam thiên lại trở thành chân mệnh thiên tử, thậm chí có thể sánh vai Lam Sơn chi đỉnh thiếu gia tồn tại. Nịnh nịnh cười một tiếng, Vương đóng nói khẽ. Phụ thân, ngài tuy là không quá ưa thích tư mẫn, thế nhưng, cũng không cần tùy tiện tìm người biên chút ít lý do, đem nàng cho gã đi a. À. Cùng lắm thì, sau đó ta để tư mẫn nha đầu kia ngoan một điểm, chớ chọc ngài không ra nói đùa. Vương lão tiên sinh trận mắt khẽ nhắm, hết sức áp chế chính mình lửa giận trong lòng, nói khẽ. Ta trong mắt ngươi, liền là ác độc như vậy sao? Đống Nhi cũng không phải ý tứ này, chỉ là ngài cũng quá cùng ta nói đùa một chút. Hàng Tam Thiên thế nào lại là chân mệnh thiên tử, vậy căn bản liền là cái phế tại A, à? cha. Nhớ tới tại trên bàn cơm, nữ nhi của mình như vậy là lối khóc lóc, nhưng Hàng Tam Thiên cứ thế nói nhảm không dám nói một câu, như là một tên hèn nhát, dạng người này, vương đống như thế nào đều không thể đem hắn cùng chân mệnh thiên tài liên hệ đến một chỗ. Âm. Vương lão tiên sinh vỗ lên bàn một cái, đinh tai nhức ốc. Hồ đồ, ngươi quả thực là hồ đồ, chân thần thân thế, há lại ngươi cái này phàm thai nhục thể có thể nhìn thấy. Vương gia một ngày nào đó sẽ hủy ở ngươi cái này tầm thường trên mình, ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Vương đóng chịu mắng, nào còn dám đi, hắn rất ít gặp lão gia tử như vậy nổi trận lôi đình, coi như năm đó chính mình ngỗ nghịch hắn ý tứ, cùng tư mẫn mẹ hắn tại một chỗ bỏ trốn, lão gia tử cũng không tức giận như vậy qua. Cha, hài nhi sai, hài nhi mắt vụng về, nghe ngài an bài, còn không được sao. Vương đóng chịu mắng, nào còn dám đi nghe vương đóng dạng này nói vương lão tiên sinh vậy mới trong lòng trì hoãn vừa một ít quay mắt trừng mắt liếc vương đóng lại ngồi xuống tới trên mình hàng tam thiên có loại vương giả chi tức ngoại nhân khó khăn điều tra nhưng lão phu đã từng bị cao nhân chỉ điểm có thể dòm ngó một cái hai có thể có loại này vương giả chi tức người lão phu sống cả một đời loại trừ tại chân thần trên mình gặp qua bên ngoài không có người nào nữa nhưng có con ta ngươi có thể hiểu sao vương đóng nhướng mày nguyên cớ hôm nay lúc chạng vạn tối phụ thân ngài sẽ mời hắn ván cờ đúng vậy. Vương lão tiên sinh gật gật đầu. Vị cao nhân kia từng theo thiên thư nói, chỉ bảo ta sinh tử cờ, cũng kiện ta có thể phá ván cờ này người, tất nhiên là vương giả phủ xuống, bể nghệ thiên hạ. Nói lên cái này, vương đóng không hiểu. Cờ kia chẳng lẽ còn có thể hạ? Trong mắt hắn, hắc tử tất bại, hạ không thể hạ, nói thế nào phá cục. Cờ như nhân sinh, nhân sinh như kỳ, người thường nhìn là cờ, nguyên cớ khốn tại trong đó, mà tài phá cờ phương pháp bên trên khó mà tự kềm chế, nhưng có chút người nhìn là nhân sinh, suy đoán nhân sinh, nguyên cớ sinh tử cờ, sinh liền là chết, chết liền là sinh. Con ta a, à, đây cũng là người chấp niệm a. À. Vương lão tiên sinh nhẹ giọng nói ra. Vương đóng trùng điệp gật gật đầu. Cha, hài nhi biết nên làm như thế nào? Theo trong sương phòng lui ra ngoài, Vương đóng liền bắt đầu trở về phòng thu xếp đến xính lễ, làm chính mình con rể mới, Vương đóng thậm chí xuống không ít vốn gốc, tiếp theo, hắn mang theo tôi tớ bưng lấy đồ vật chuẩn bị đi cầu hôn nhưng vừa tới hành lang lại nghe được khách phòng bên kia tiếng ồn ào hắn vội vàng chạy tới hàng tam thiên trong phòng vương tư mẫn nộ kiếm lẫn nhau chỉ chết bệnh gà ta nói một lần chót ngươi có quỳ hay không ta cũng nói một lần chót xin lỗi ta đã đạo qua cái khác ngươi mơ tưởng tốt chết bệnh gà vậy liền đừng trách bản tiểu thư kiếm hạ vô tình chỉ tiếc ngươi cái kia xinh đẹp tiểu đào từ giờ trở đi sẽ để trên đời này lại thêm một cái quả phụ lạnh giọng uống xong vương tư mẫn rút kiếm mà tới Dừng tay cho ta. Lúc này, vương đóng bước nhanh vọt vào, một chữ trực tiếp tiếp vương tư mẫn mở ra, cả người lạnh lùng như băng. Tư mẫn, ngươi lại tại hồ nháo. Chương 1763 Chết cho ngươi xem. Nguồn Mê truyện audio.com Cha Nhìn thấy vương đóng ngăn cản chính mình, vương tư mẫn tức giận tại chỗ thẳng dậm chân, dết không được hàng tam thiên, hiểu không được mối hận trong lòng A. Ta thật không rõ, cha ngươi vì sao khắp nơi muốn bảo trì cái bệnh này gà ngươi từ nhỏ đến lớn nhưng là nói cho ta ngươi xem thường nhất liền là loại phế vật này vương đóng không lý quay người liếc nhìn hàng tam thiên nói xin lỗi hàng công tử tiểu nữ sinh tính điêu ngoa lỗ mãn chút ít ngươi không sao chứ hàng tam thiên lắc đầu cười nói đa tạ vương lão gia quan tâm tam thiên cũng không trở ngại bất quá vương tiểu thư như vậy vương lão gia có lẽ nhiều hơn quản giáo bằng không lời nói ta thật lo lắng vương tiểu thư sau đó không gả ra được a à nghe được hàng tam thiên lời nói vương tư mẫn nổi trận lôi đình ngươi cái hỗn đản ngươi nói cái gì bản tiểu thư sẽ không gả ra được bản tiểu thư chỉ cần vung tay lên đến không hết công tử thiếu gia tới trước cửa nhà ta xếp hàng ta sẽ không gả ra được ngược lại ngươi cái phế vật này ai muốn gả cho ngươi ai mới là khổ tám đời hàng tam thiên cười cười không nói lời nào hắn cũng chỉ là cho chút ít chính mình ý kiến mà thôi cuối cùng vương tư mẫn như vậy lỗ mãn vô lễ đây là sự thật tư mẫn ngươi nói như thế nào đây Vương Đống cổ quái nhìn một cái Vương Tư Mẫn. "Ta nói là sự thật." Vương Tư Mẫn đem đầu hướng một bên khác, không phục nói. Vương Đống thở dài một tiếng, mấy bước đi đến trước mặt Vương Tư Mẫn. "Nữ nhi, ngươi không thể dạng này nói chính ngươi, hiểu chưa?" "Cái gì loạn thất bát tao, ta đang mắng hướng cái kia đáng đời chết hàng Tam Thiên." Vương Tư Mẫn nói, Vương Đống lắc đầu. "Ngươi nói là chính ngươi a, à, Tư Mẫn, ta cần nhắc qua, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, cũng là thời điểm tìm gia đình." nói xong vương đóng vung tay lên ngoài cửa mấy cái người hầu liền bưng lấy từng đống phục trang đẹp để quà tặng cung kính đi đến vương tư mẫn mắt nhìn hoa hỗn loạn đủ loại trân bảo hàng hóa hiếm thấy cơ hồ đều là vương gia có tiếng gia sản thậm chí bao gồm nhất quý báu người sống tham gia cũng ở tại bên trong cha ngươi đây là làm gì vương tư mẫn ngạc nhiên nói đồ vật vừa để xuống phía dưới vương đóng thế này mới đúng hàng tam thiên nói hàng công tử tiểu nữ tuy là mạnh mẽ nhưng tính cách vẫn tính thiện lương chuyện hôm nay ta tin tưởng cũng chỉ là nhất thời hiểu lầm mà thôi, nơi này, là bản phủ quý giá nhất 12 kiện bảo vật, chỉ cần ngươi chịu gật đầu cưới xuống tiểu nữ, những vật này, liền là xính lễ. Nghe nói như thế, vương tư mẫn đều nhanh điên, vương phủ 12 kiện gia sản, cha đây là bán nữ nhân vẫn là gã nữ nhi. Húng chi là, vẫn là đem nạn, bán tống bán tháo, cho hàng tam thiên cái phế vật này. Hàng tam thiên kinh ngạc phía sau, lúc này cũng vội vàng lắc đầu, kiên quyết nói. Vương lão gia, ngài liền cùng tam thiên nói đùa mở quá lớn, chính như tiểu thư nói, ta chỉ là cái ma bệnh, có tài đức gì có thể cưới tiểu thư dạng này thiên kim thân thế. Huống chi, hàng tam thiên đã có thê tử. Đại trưởng phu tam thê tứ thiếp cũng rất bình thường, ta cũng không trông chờ tư mẫn có thể làm hàng công tử thê tử, chỉ cần hàng công tử nguyện ý, làm cái thiếp cũng không sao cả. Vương đóng vội vàng nói. Hàng tam thiên nghe nói như thế, yên nguyên kiên quyết, cho dù bác phương thế giới tại tam thê tứ thiếp vấn đề bên trên phi thường mở ra, nhưng tại trong lòng hàng tam thiên, đời này chỉ có tô nghênh hạ một người, tuyệt không có bất luận cái gì khả năng tồn tại cái thứ hai. vương lão gia thịnh tình tam thiên chính xác vô phúc hưởng thụ. hàng tam thiên nói xong, nhìn một chút tức giận đến đã nhanh muốn bạo tạc vương tư mẫn. lại nói, ta cũng không muốn vương tiểu thư chết, nguyên cớ, vương lão gia ngài liền thu về mệnh lệnh đã ban ra a. À? cái này, cái này quản tư mẫn chết chuyện gì? vương đóng không hiểu. nhưng hàng tam thiên những lời này, tại vương tư mẫn trong lỗ tai, lại lộ ra phi thường chói tai, bởi vì nàng mới vừa rồi còn nói qua nàng nếu là gả cho hàng tam thiên nàng thà rằng đi chết lời nói là nàng nói ra nhưng nàng nơi nào nghĩ đến phụ thân lại đột nhiên đem chính mình đưa ôn thần đồng dạng liền đẩy mang mang đến bên ngoài cho a à, thậm chí ngay cả tự mình làm thiếp đều có thể nàng đường đường vương gia đại tiểu thư đừng nói hàng tam thiên cái bệnh này gà coi như là thiên hộ thành đệ nhất gia tộc cũng không tư cách này a à, cha nếu như ngươi muốn ta gả cho hắn cái này bệnh gà vậy ta thà rằng đi chết vương tư mẫn cắn răng trừng mắt hàng tam thiên nói có thể cha không phản đối nhưng người chết vậy cũng nhất định phải là hàng gia quỷ vương đống kiên quyết nói nghe nói như thế vương tư mẫn không thể tưởng tượng nổi nhìn vương đống từ nhỏ đến lớn cha hiểu rõ nhất liền là chính mình bình thường vô luận mình làm chuyện gì hắn đều xưa nay sẽ không chửi mình dù cho một câu cũng chính là bởi vì cái này từ nhỏ khuyết thiếu tự tin vương tư mẫn nhiều lần đều làm chút ít điêu ngoa sự tình muốn gây nên phụ thân chú ý nhưng không nghĩ tới là hôm nay phụ thân lại vì một cái bệnh gà thà rằng để chính mình đi chết tốt ta liền chết cho ngươi xem trong mắt vương tư mẫn hiện nước mắt thương tâm gần chết quay người cầm lấy kiếm liền muốn hướng trên cổ mình vẫn vương đóng đến tay đem kiếm cho nàng tiêu trừ tiếp theo một bàn tay trùng điệp phiến tại trên mặt vương tư mẫn ngươi náo đã đủ rồi người tới đem tiểu thư cho ta bắt trở về trong phòng không ta mệnh lệnh không cho phép nàng ra ngoài vương tư mẫn sờ lấy thấy đau phát mặt sưng một mực oán hận nhìn vương đóng bị người hầu mang theo thối lui ra khỏi cửa phòng vương đóng lúc này nhìn về phía hàng tam thiên nói hàng công tử ta trước cáo từ Hàng Tam Thiên vốn cho rằng việc này liền như vậy kết thúc, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn cố ý đến rất sớm, bởi vì hắn muốn dự định đi tìm bàn cổ. Chương 1764 Lòng có sở thuộc Nguồn Mê truyện audio com Ba người đến trên điện, cùng vương đóng từ đi, ngoài dự liệu là, vương đóng ngược lại đáp ứng phi thường dứt khoát, còn phái người đưa chút ít lộ phí cho ba người. Chỉ là, vừa tới cửa vương phủ, hàng tam thiên lại nhíu mày hôm qua mấy cái kia trên cửa thành thủ vệ, lúc này liền đứng ở nơi đó, từng cái mặt lộ nhe răng cười, nhìn hàng tam thiên ba người, hiển nhiên, đối phương kẻ đến không thiện. Tần Thanh Phong thấy tình thế không đúng, tranh thủ thời gian đi vào tìm vương đóng, một lát sau, vương đóng ngược lại đi ra, nhưng liếc nhìn hàng tam thiên phía sau, đối thủ vệ trưởng quan tráng hổ nói. Ba người này, tại không có bước ra ta vương gia phía trước, đó cũng đều là ta vương gia khách nhân, các ngươi nếu là dám làm loạn lời nói, đừng trách vua ta người khác vô tình. Hàng Tam Thiên cười khổ một tiếng, trái lại, chúng ta đi ra vương phủ, liền cùng vương lão gia không quan hệ, đúng không? vương đóng nhẹ nhàng cười một tiếng, hàng công tử ngươi quả nhiên thông minh, hàng tam thiên không chỉ thông minh, thậm chí cũng có thể nghĩ ra được tráng hổ đám người này đều tuyệt đối là vương đóng gọi tới, hắn mục đích, tự nhiên là muốn ép mình cùng vương tư mẫn thành thân, tuy là hắn đoán không được vương đóng tại sao phải để chính mình cưới vương tư mẫn, nhưng vô luận như thế nào, hắn là sẽ không đáp ứng hôn sự này. vương huynh, ngươi đây là? tần thanh phong không hiểu nhìn vương đóng. Tần Huynh, ta làm như vậy, cũng là dụng tâm lương khổ a. À. chỉ cần tam thiên nguyện ý làm ta vương gia con rể, ta có thể bảo đảm, tại trong thiên hồ thành không chỉ không có bất kỳ người nào dám ngăn các ngươi đường đi, hơn nữa, ta vương gia 12 bảo một cái đều không ít đưa cho các ngươi. Vương đóng nói khẽ. Nghe xong lời này, Tần Thanh Phong còn không hiểu có chút hưng phấn, kéo lấy hàng tam thiên nói. Tam thiên, nhận được vương huynh nhìn lên ngươi, tư mẫn tiểu thư hôm qua ngươi cũng thấy đấy, tuy là tính tình điêu ngoa tùy hứng một chút, thế nhưng trưởng thành như là như thiên tiên, huống chi, còn có vương gia hưởng dự nổi danh 12 gia bảo, ngươi nếu là bắt được những lời này, vậy ngươi nhưng rất khó lường a, à, cái này mua bán ta không thua thiệt. Hàng Tam Thiên kiên quyết lắc đầu. Ta không sẽ lấy vương tiểu thư, ta lòng có sở thuộc. Tam Thiên, hồ đồ a, à, vương lão gia thế nhưng thiên hồ thành đại gia tộc, có hắn giúp ngươi lời nói, ngươi trưởng thành mới sẽ càng nhanh, biết sao? Tần Thanh Phong nói, Hàng Tam Thiên yên nguyên lắc đầu. Coi như là cho ta núi vàng núi bạc, ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội nàng, sư phụ, trở về nhìn thấy hàng tam thiên quay người trở về vương phủ vương đóng phi thường hài lòng cho rằng hàng tam thiên ngoài miệng mặc dù cứng rắn nhưng trong lòng đã trải qua bắt đầu khuất phục nhẹ nhàng cười một tiếng cũng đi theo trở về nhà bên trong nhưng mặt khác vương đóng không nghĩ tới là hàng tam thiên trở về phòng sau đó nhưng căn bản không để ý tới hắn mà là trực tiếp trở về khách phòng nghỉ ngơi vương đóng ngược lại cũng không vội vã chỉ cần đem hàng tam thiên vây ở nơi này hắn không sớm thì muộn đều sẽ đáp ứng nguyên cớ, phái mấy cái tôi tớ đặc biệt nhìn chầm chầm hàng tam thiên sau đó, vương đóng cũng không hề quá nhiều làm phiền hàng tam thiên. Buổi tối thời điểm, hàng tam thiên đi ra, mấy cái tôi tớ lập tức căng thẳng thần kinh, hàng tam thiên cười một tiếng. Thế nào? Chẳng lẽ ta vẫn không thể đi gặp ta tương lai tân nương tử? Nghe nói như thế, mấy cái tôi tớ buông lỏng cảnh giác, đi theo hàng tam thiên, một đường đi vương tư mẫn khuê phòng. Đến vương tư mẫn khuê phòng phía sau, đi theo hàng tam thiên tôi tớ cùng giữ cửa tôi tớ bàn giao vài câu, đối phương rất nhanh liền đem cửa phòng mở ra, hàng tam thiên đi vào trong nhà, không khỏi cười một tiếng. Thế này sao lại là nữ hài tử khuê phòng, đây rõ ràng liền là một cái binh khí nhà, trong phòng, khắp nơi trưng bày đủ loại binh khí, liền nàng đầu giường, treo cũng là một cái chừng dài hơn một mét đại đao. Nhìn thấy hàng tam thiên đi vào, vương tư mẫn lập tức trực tiếp rút kiếm. Ngươi cái này bệnh gà, ngươi tới phòng của ta bên trong làm gì? Ha ha, cha ngươi đem ngươi gả cho ta, ta đồng ý, nguyên cớ, ta tới đương nhiên là cùng ngươi vào động phòng trên mặt hàng tam thiên mỉm cười. Nghe nói như thế, mấy cái tôi tớ thông minh lui ra ngoài, cũng đem cửa cho mang lên. Vương tư mẫn như gặp đại địch. Xú bệnh gà, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đụng đến ta một thoáng, ta lập tức giết ngươi. Hàng tam thiên cười một tiếng, gặp tôi tớ đều lui ra, lúc này nghiêm mặt nói. Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có hứng thú, dù cho ngươi cởi hết trên giường, ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Cởi hết nằm trên giường cũng không hứng thú. Những lời này tại vương tư mẫn nghe tới, quả thực liền là vô cùng nhục nhã, thế nào? Đây là xem thường chính mình sao? Bất quá, nàng quan tâm hơn là hàng tam thiên bộ phận sau lời nói. Ta cùng như ngươi loại này bệnh gà, có thể có giao dịch gì? Ngươi xứng sao? Ta không muốn cưới ngươi, ngươi cũng không muốn gả ta, như vậy đi, ngươi dẫn ta chạy đi, như thế nào? Hàng tam thiên nói, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Vương tư mẫn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cũng có thể không giúp ta, nhưng ta tại vương gia một ngày, cha ngươi liền sẽ không bỏ đi để ngươi gả cho ta ý niệm, nguyên cớ, ngươi giúp ta, cũng là tại giúp ngươi chính mình. Hàng Tam Thiên nói, vương tư mẫn một chút suy tư, gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhà ta có cái phòng luyện đan, nơi đó có cái bí đạo, chúng ta có thể từ nơi đó chạy đi, hơn nữa, nơi đó còn có không ít đồ tốt, đến lúc đó có thể tiện nghi ngươi cái bệnh này gà. Hàng Tam Thiên nhướng mày. Ngươi sẽ tốt như thế. Lúc này, vương tư mẫn khóe miệng lơ đẳng móc ra một tia cười lạnh, lạnh đoạt người tâm phách. Chương 1765 Người mà hảo tâm như vậy. Nguồn Mê truyện audio com Nửa đêm sau đó, ngoài cửa thủ vệ cho rằng hàng tam thiên cùng vương tư mẫn đã động phòng, bởi vậy buông lỏng cảnh giác, tăng thêm đêm đã khuya, mấy cái thủ vệ càng là hai bên đánh lên chập mắt. Vương tư mẫn thuần thuộc mang theo hàng tam thiên, từ trong nhà bên giường một chỗ ám động lặng yên chạy ra ngoài, hàng tam thiên biết, vương tư mẫn phỏng chừng bình thường không thiếu bị giam, tiếp đó lại không thiếu vùng trộm đi ra ngoài, trở lại khách phòng, đánh thức Tần Thanh Phong cùng Tiểu Đào phía sau, bốn người lén lén lúc lúc tại bóng đêm bao phủ phía dưới, lặng yên đi đến vương gia phòng luyện đan. Bác phương thế giới bên trong, có tiền đại gia tộc, đại bộ phận đều sẽ có chính mình phòng luyện đan, dùng tới luyện chế đặc biệt tu hành linh đan. Vương gia cũng không ngoại lệ, hơn nữa trong phòng luyện đan quy mô khá lớn, loại trừ thả đầy đủ loại tài liệu tài liệu nhà bên ngoài, bên cạnh còn có một cái chuyên môn dùng để luyện đan chủ phòng luyện đan. Phòng luyện đan cực lớn, trung tâm một cái lò đen, xung quanh mấy cái cửa lò có thể nhìn thấy trong lò hồng quang nhẹ quấn. Vương Tư Mẫn nhanh trí hơi động, khóe miệng hơi hơi phát họa ra một vòng cười tà, đứng dậy đem bên cạnh mấy cái bình đang dược toàn bộ mở ra, tiếp đó đếm ngược mấy hạt đang dược, đặt ở lòng bàn tay, đối hàng Tam Thiên nói: "Đừng nói ta không chiếu cố ngươi, ừm, đều là cha ta tư tàn đồ tốt." Hàng Tam Thiên nhướng mày. "Ngươi mà hảo tâm như vậy?" Vương Tư Mẫn nhướng mày. "Không muốn dẹp đi, ta chỉ muốn cho ngươi điểm chỗ tốt, để ngươi có cái tốt thân thể, có thể lăn đến xa xa, đừng về phụ cận tai họa bản tiểu thư, hảo tâm xem như lòng lan giả thú, ngươi muốn, ta còn không cho đây. Tần Thanh Phong lúc này đi đến bên cạnh hàng Tam Thiên, nói khẽ. Tam Thiên, vương đóng chính là thiên hồ danh gia, trên tay trân quý hàng hóa hiếm thấy nhiều lại nhiều, bởi vậy hắn chỗ luyện chế đang dược, so với hư vô tông lục ngọc bình càng tốt, đã vương tiểu thư có hảo ý, ngươi liền thu cất đi. Hàng Tam Thiên nhíu mày, hắn kỳ thực cực kỳ hoài nghi, vương tư mẫn sẽ hảo tâm như vậy cho chính mình đang dược tăng lên, cuối cùng nàng đối với mình luôn luôn đều là ức hiếp nhục nhã thế nào lại đột nhiên chuyển biến tính khí nhưng vương tư mẫn đưa ra lý do để hàng tam thiên bỏ đi không ít lo nghĩ tăng thêm tần thanh phong lời nói hàng tam thiên lại vội vàng muốn khôi phục thân thể của mình lúc này có chút dao động tần thanh phong một cái cười làm lành đối vương tư mẫn nói vương tiểu thư tam thiên hài tử này không quá biết nói chuyện ta thay hắn xin lỗi ngươi thuốc này vương tư mẫn lạnh lùng nhìn hàng tam thiên tiếp lấy duỗi tay ra ngay tại tần thanh phong chuẩn bị đi cầm thời điểm tay nàng nhẹ nhàng xuề ra mở, đang dược lập tức trực tiếp rơi tại trên mặt đất. Sắc mặt hàng tam thiên trầm xuống, vương tư mẫn rõ ràng đây là khi nhục chính mình, tần thanh phong lại lúc này tranh thủ thời gian không lưng thay gọi tam thiên đem mấy khỏa đang dược toàn bộ nhặt lên, tiếp lấy đưa tới trước mặt hàng tam thiên, cùi chỏ cũng liều mạng chống hàng tam thiên, ra hiệu hắn đừng cùng vương tư mẫn chấp nhặt. Hàng tam thiên tiếp nhận đang dược, chừng mười mấy khỏa, màu sắc khác nhau, liếc nhìn vương tư mẫn, tuy là nàng ánh mắt rõ ràng có như thế một chút né tránh, nhưng hàng tam thiên quá cấp thiết muốn khôi phục chính mình, cuối cùng bạn cổ nhất tộc ngay tại trước mắt, Tô Ngân Hạ cũng liền ở trước mắt, hắn quá tưởng niệm Tô Ngân Hạ, không chút do dự nhét vào trong miệng. Nhìn thấy hàng tam thiên ăn tất cả thuốc, trong mắt Vương Tư Mẫn đã có đắc ý, lại hiện lên một chút lo lắng, nhưng thoáng qua tức thì. Tốt, chúng ta đi thôi. Tần Thanh Phong lúc này nói, Vương Tư Mẫn gật gật đầu, tại tường đông dược các bên trong tìm kiếm chỉ chốc lát sau, kéo động nhất bên trái phía trên một cái ngăn thuốc, ngay sau đó phía tây góc tường phía dưới, có một tiếng nhẹ nhàng trầm đục, một cái ước chừng trưởng thành lớn nhỏ bên tán thành bí khẩu lộ ra tại góc tường chỗ bí mật. Một đám người theo bí khẩu đi vào sau đó, vào một cái thật dài đường hầm. Lại xuyên qua chừng nửa dặm đường sau đó, phía trước bỗng nhiên có một chút quang minh, càng đi về phía trước ước chừng nửa dặm, trên đỉnh đầu liền là mở miệng. Thiên hồ thành cực lớn, cơ hồ bao gồm chủ thành khu cùng phụ cận phương viên trăm dặm vùng ngoại thành rừng rậm cùng sơn mạch, mà đầu này bí đạo, liền cơ hồ truyền miên mặt vương phủ chỗ tồn tại chủ thành khu, thẳng đại đông phương nam sơn mạch rừng rậm chỗ bốn người đi ra phía sau, Tần Thanh Phong đối Vương Tư Mẫn vui vẻ nói. Đa tạ Vương Tiểu Thư trượng nghĩa tương trợ. Hàng Tam Thiên khinh thường cười một tiếng. Nàng đều chỉ là vì chính nàng mà thôi, bằng không nàng sẽ hảo tâm như vậy đưa chúng ta đi ra sao? Nói xong, Hàng Tam Thiên nhìn một chút Vương Tư Mẫn, nói. Chúng ta giao dịch đạt thành, xin từ biệt, gặp lại, không đúng, là cũng không thấy nữa. Sư phụ, chúng ta lên đường đi. Hàng Tam Thiên xoay người nói. Tần Thanh Phong gật gật đầu, cùng tiểu đào từng cái cho vương tư mẫn hành lễ từ biệt phía sau tần thanh phong xem một chút tin tưởng chỉ chỉ phương đông ta hướng bên kia đi sư đồ một nhóm ba người thừa dịp ánh trăng lặng yên hướng về thành đông liên miên sơn mạch mà đi sắc trời hơi sáng thời điểm ba người cuối cùng xuyên qua một đường bụi gai đạt tới thành đông sơn mạch chỗ tồn tại sư phụ phía trước liền đường đều không có ngài xác định vị trí không sai sao hàng tam thiên nhìn một chút cuối cùng liên miên không ngừng núi liền đầu cũng trông không đến cũng không biết thiên hồ thành này đại thành dạng gì, bằng cảm giác, một cái thiên hồ thành đều chừng thế giới địa cầu nửa cái tiết kiệm to lớn. Thành Đông Sơn Thượng Sơn, Bắc Diện Thủy Thượng Thủy, Hắc Thủy Chỗ, đỉnh núi tuyết, lá rụng về cội. Lời này, ta một mực nhớ đến, chúng ta phương hướng sẽ không sai. Tần Thanh Phong kiên quyết nói, nhìn phương đông, trong mắt Tần Thanh Phong hiện lên từng tia từng tia đau thương. Hàng Tam Thiên gật gật đầu, lúc này quay người đi vài bước, đi đến trước mặt Vương Tư Mẫn, nhướng mày vương tiểu thư ngươi theo nhà ngươi mở miệng theo chúng ta đi vài dặm ngươi cũng nên đi a à. vương tư mẫn sắc mặt ngượng ngùng cưỡng ép nói ai ai cùng các ngươi thiên hồ thành cũng không phải nhà ngươi lại nói ta đến xem các ngươi đi xa a à, nếu không ngươi nửa đường trở về ta đến lúc đó làm sao bây giờ tiếp theo vương tư mẫn nhướng mày nói thầm trong lòng lên thời điểm cũng không xê xích gì nhiều a à, cái này bệnh gà cũng nên độc phát a à, nàng nhớ đến trong lò luyện đang có một loại thuốc chỉ cần người ăn liền sẽ ngứa lạ vô cùng nàng không biết rõ đang dược kia cụ thể cái gì dáng dấp, nguyên cớ tùy tiện bắt được một nắm lớn, nhưng có thể khẳng định là bên trong khẳng định có loại thuốc này. Dựa theo giờ, hàng Tam Thiên có lẽ độc phát. Hàng Tam Thiên lúc này im lặng nhìn Vương Tư Mẫn, quả nhiên là tiểu quỷ khó chơi, đang muốn nói chuyện thời gian, hàng Tam Thiên đột nhiên cảm thấy cả người trong thân thể đột nhiên một cổ sóng nhiệt đánh tới, còn đến không kịp phản ứng, cổ này sóng nhiệt liền xông thẳng não đỉnh, chỉ là một cái chớp mắt, hàng Tam Thiên liền một cái lão đảo ngã xuống đất, toàn bộ thân thể ửng đỏ một mảnh, giống như nung đỏ sắc đồng dạng. Nhìn thấy hàng tam thiên độc phát, vương tư mẫn vậy mới khóe miệng lộ ra chế giễu. Chết bệnh gà, để ngươi đắc tội bản tiểu thư, ngươi liền đời đến ngứa chết a. À. Nhìn thấy hàng tam thiên đột nhiên ngã xuống đất, tần thanh phong cùng tiểu Đào lo lắng chạy tới, muốn đỡ dậy hàng tam thiên, thế nhưng vừa sờ đến hàng tam thiên, hai người nháy mắt bị bỏng không khỏi thu tay lại, hàng tam thiên liền như là hỏa diễm đồng dạng, nhiệt độ cao đáng sợ. Chương 1766 Ngũ hành kim đan Nguồn. mê truyện audio com cái này tần thanh phong không thể tưởng tượng nổi nhìn hàng tam thiên lại hơi liếc nhìn một bên vô cùng đắc ý vương tư mẫn yên tâm đi không chết được trong những đan dược kia có ngứa lạ vô cùng độc sau ba canh giờ có thể tự biến mất tốt bản tiểu thư náo nhiệt cũng nhìn đủ rồi chết bệnh gà dùng ngươi lời nói chúng ta cũng không thấy nữa nói xong vương tư mẫn cao hứng lanh lợi hướng mặt khác phương hướng chạy tới trêu cực xong hàng tam thiên nàng thật vất vả trốn ra được cũng nên khắp nơi đi chơi. À, à. Lúc này, hàng tam thiên bỗng nhiên đứng lên, cả người khó chịu lại điên cuồng kêu thảm, ngay sau đó, hắn trực tiếp tung người một cái nhảy vào bên cạnh sông lớn bên trong. Theo phốc đông một tiếng tiếng nước chảy, vương tư mẫn quay mắt nhìn tới, lúc này sông lớn chỗ, theo hàng tam thiên rơi xuống, toàn bộ hà giang, bỗng nhiên ùng ục trung động, một cổ hơi khói cũng từ từ đi lên. Toàn bộ nước sông, dĩ nhiên sôi trào. Vương tư mẫn hù dọa cả người trận mắt hốc mồm, không nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? tư mẫn tiểu thư ngài đến cùng cho hàng tam thiên ăn cái gì nha tần thanh phong lòng nóng như lửa đốt đang muốn xuống sông đi cứu hàng tam thiên a à. hàng tam thiên bỗng nhiên theo trong nước đứng lên hai tay vung lên thống khổ vừa gọi oanh to lớn dòng sông trong khoảnh khắc trực tiếp bạo tạc nửa giường nước sông bị ráng đến vô số cột nước ta 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 chỉ là chỉ là chỉ là cho hắn một ít để người nhột độc dược a à. vương tư mẫn bối rối cả người không biết làm sao mà lúc này vương đống đã rời giường sáng sớm thủ hạ liền nói cho hắn biết đêm qua hàng tam thiên đi tiểu thư gian phòng thâu đêm không ra có lẽ tất nhiên đã là một phen mưa gió cùng chung vu sơn vương đống rất vui vẻ chỉ cần hàng tam thiên thành vương gia con rể hắn khắp có thể nâng vương gia lực lượng tới giúp hàng tam thiên để hàng tam thiên tương lai dẫn dắt vương gia xưng bá bát phương thế giới ngẫm lại vương đống liền cảm thấy đến xúc động a à, cái này cũng đối với thua thiệt chính mình sinh cái xinh đẹp nữ nhi tuy là điêu hoa là điêu hoa điểm tùy hứng cũng tùy hứng chút ít nhưng có thể câu dẫn thật tốt con rể vậy cũng là con gái tốt a à. vương đóng đích thân phân phó phòng bếp chuẩn bị tốt nhất tuyết liên cháo định cho nữ nhi của mình thật tốt bổ một chút đêm qua đại chiến chỗ tiêu hao thể lực chỉ là gõ nửa ngày cửa buồn trong cũng không có gì đồng tĩnh chẳng lẽ hàng tam thiên tuy là nhìn lên ống đau bệnh tật nhưng vừa chơi đến những cái kia liền sinh long hoạt hổ nguyên cớ hai người đều quá mệt mỏi còn không đến nghĩ đến đây vương đóng cũng là không vội bưng lấy hai bát tuyết liên cháo dứt khoát tại cửa ra vào đợi lên nhưng càng chờ vương đóng càng hiện không đúng trong phòng này cũng quá an tĩnh a à, lại mệt tối thiểu tiếng hít thở đến có a à, căng thẳng trong lòng vương đóng dứt khoát vọt thẳng vào trong nhà xem xét trong phòng không có người vương đóng thầm kêu một tiếng không được lại vội vàng chạy đến khách toa bên kia khi thấy hàng tam thiên đám người trong phòng cũng không có người thời điểm trên mặt vương đóng tràn đầy đều là không rõ dự cảm chết tiệt vương đóng giận mắng một tiếng bước nhanh như phòng luyện đang tiến đến hắn biết vương tư mẫn thường xuyên thích theo cái kia bí đạo đi ra ngoài từ nhỏ đến lớn cũng không phải lần một lần hai chờ đến phòng luyện đan, nhìn thấy nhẹ mở mật thất cơ quan, vương đóng sắc mặt thảm bại, rất rõ ràng, hắn đã đoán được đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng để hắn nhất nổi cáu, vẫn là làm ánh mắt của hắn không có ý quan gặp dược các thời điểm, nhìn xem mấy cái kia mở ra ngăn thuốc, vương đóng bối rối vọt tới, đối một cái ngăn kéo xem xét, cả người nhất thời năm thần mất đi, cầm ngăn thuốc, đặt mông mềm tại trên mặt đất. Ta ngủ hành kim đan, ta. Ta ngủ hành kim đan a. À. Vương đóng hai mắt vô thần, phòng Phật phát sinh kinh thiên biến đổi lớn, nếu như nói buổi sáng nghe hàng tam thiên cùng mình nữ nhi cùng chung vu sơn hắn cao hứng muốn nhảy lên lời nói như vậy hiện tại cả người hắn thất lạc liền trực tiếp tiến vào trong đất mấy ngàn thước đào cũng đào không ra loại kia đây chính là vương đóng dùng sơ sơ hơn 30 năm tiêu phí vương gia nửa cái nhà gia sản mới miễn cưỡng đem trên đời này tất cả tài liệu trân quý tiếp cận mấy lần lại trải qua 3 năm luyện chế mới tại hôm qua buổi sáng cuối cùng tu luyện mà ra ngũ hành kim đan bởi vì ngũ hành kim đan quá mức cương liệt chiều hôm qua hắn còn đặc biệt đi ngoài thành tìm một vị cao nhân dùng số tiền lớn mua đen mềm mại thảo, một loại có thể áp chế ngũ hành kim đan cương liệt âm tính thảo. Có vị này thảo kèm thuốc, hắn liền có thể nuốt vào kim đan, tiếp đó nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi, lấy may mà một tháng sau quần hùng trong đại hội, xuất tẩn danh tiếng, là vương gia mang về càng lớn vinh dự. Nhưng dược thảo mới trở về, bất quá tiếp đại cái khách nhân, đang lại không. Vương đóng cả người khóc không ra nước mắt, cả người nửa tựa ở dược các bên trên, toàn thân vô lực. Không còn, không còn, con rể không còn, đan. Đang cũng không còn, không còn, không còn, tất cả đều không còn a. À. Vương đóng vô lực gõ bắt đầu làm bôi thuốc thế, cả người liền khóc đều nhanh không tiếng. Nhưng ngay tại hắn khóc đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên cả người sững sờ, trên mặt viết đầy lo lắng. Mẹ hắn, không thể nào. Tiếp theo, tay hắn bận biểu chân loạn đứng lên, tại bên cạnh trong ngăn kéo lại lật lên, khi thấy cái kia ngăn kéo yên nguyên trống rỗng thời điểm, vương đóng cả người vừa sợ lại ngốc. Chương 1767 Kịch độc Nguồn mê truyện audio chấm con. không không phải chứ liền liền lão tử long phượng sông độc hoàng cũng trộm vương đóng sững sờ tự nhủ đây chính là trên đời độc nhất độc dược a kim đang cầm còn chưa tính đem cái đồ chơi này còn trộm là muốn làm gì bỗng nhiên vương đóng hướng về miệng bí đạo tức giận hống một tiếng các ngươi các ngươi mẹ hắn là muốn chết a liền cái đồ chơi này cũng muốn đem lão tử trộm đến một mau một còn lại a mà lúc này thành đông bên trong dãy núi hàng tam thiên như là điên động dạng, tại toàn bộ sông lớn bên trong điên cuồng gầm loạn nhảy tưng, toàn bộ nước sông hễ là bọn hắn mắt thường có thể nhìn thấy địa phương, cơ hồ toàn bộ sôi trào, trong sông sinh vật toàn bộ tử vong, thậm chí tản ra lờ mờ mùi thịt mùi, mà đê hai bên, đủ loại hoa cỏ cây cối, toàn bộ bị đốt đến chỉ còn dư lại cho tàn. Tần Thanh Phong cùng Vương Tư Mẫn ba người, nhìn trước mắt một mạng, thật lâu hù dọa không thể nói ra lời nói tới. Vương Tư Mẫn càng là hốc mắt trưng trưng, gấp đến không được, cả người trong lòng ấy nấy cực kỳ, nàng tuy là điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng không phải là loại kia xem mạng người như có rác đại tiểu thư tương phản vương tư mẫn tâm địa thiện lương rất thích trợ giúp trong thiên hồ thành một ít bình dân đối hàng tam thiên nàng cũng chỉ là muốn trêu cợt một thoáng hắn mà thôi căn bản cũng không có nghĩ qua muốn đem hàng tam thiên làm thành dạng này lúc này mắt thấy hàng tam thiên như vậy nàng phi thường tự trách nếu không phải mình nhất thời trò đùa quái đản làm sao dẫn xuất dạng này họa do dự một chút vương tư mẫn liền muốn hướng về hàng tam thiên phóng đi muốn cứu hắn tần thanh phong lúc này vội vàng đem nàng kéo gấp giọng nói Vương Tiểu Thư, nơi đó nguy hiểm, không thể tới. Vương Tư Mẫn đang muốn giãy dụa, lúc này, hàng tam thiên lại đột nhiên như là xì hơi bóng da, cả người bịch một tiếng, trực tiếp đổ vào trong nước. Trong lòng Vương Tư Mẫn quýnh lên, tránh ra tầng thanh phong ngăn cản, vọt vào trong sông, tại hàng tam thiên ngã xuống vị trí, lục lọi. Rất nhanh, nàng liền tại trong nước mò tới hàng tam thiên cánh tay, sau đó dùng tận toàn lực đem trên lưng hắn bên bờ. Lúc này hàng tam thiên, quanh thân đỏ rực đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là như là đốt cháy khét đồng dạng than đen, Vương Tư Mẫn đem hắn kéo lên bờ một đường, đều bị trên người hắn than chỗ bôi nhỏ, mà trên tay của Vương Tư Mẫn, càng là đầy tay đen sẫm. Vương Tư Mẫn lập tức lúng cuốn. Hắn! Hắn tại sao có thể như vậy? Tần Thanh Phong lắc đầu, tiếp theo, dùng nhẹ tay nhẹ đặt ở hàng tam thiên trong mũi, vẻ mặt nghiêm túc. Còn có hít thở. Bất quá, Vương Tiểu Thư, ngươi xác định thật chỉ là cho tam thiên hạ nhục độc sao? Nói xong, Tần Thanh Phong dùng sức tại hàng tam thiên trên cánh tay bay sượt màu đen bị lau lên, lộ ra hàng tam thiên cánh tay, nhưng cánh tay máu ứ động một mảnh. Hắn trúng kịch độc. Tần Thanh Phong âm thanh lạnh lùng nói. Kịch độc. Vương Tư Mẫn sững sờ, trong phòng luyện đang có đủ loại đan dược, chẳng lẽ chính mình loạn cầm một trận thời điểm, không có ý đem độc dược cũng cho pha tạp trong đó. Nghĩ đến đây, Vương Tư Mẫn bối rối đứng lên, sau lưng hàng tam thiên liền muốn hướng trong nhà đi. Không cần, Vương Tiểu Thư, hắn đã kịch độc công tâm, sống không quá nửa canh giờ. Tần Thanh Phong kéo tay nàng, lắc đầu, nghe được tần thanh phong lời nói vương tư mẫn triệt để ngốc tại trên mặt đất đây cũng chính là nói chính mình độc chết hàng tam thiên tuy là nàng không quen nhìn cái bệnh này cây non nhưng mà nàng cũng không nguyện ý giết hắn a tần sư phụ ngài nhanh nghĩ biện pháp cứu lấy hàng công tử a biết hàng tam thiên sống không quá nửa canh giờ tiểu đào lúc này cũng gấp nói vương tư mẫn đồng dạng đem chờ đợi ánh mắt nhìn về tần thanh phong tần thanh phong gian nan lắc đầu loại độc này ta hành tẩu giang hồ mấy chục năm chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy nói xong hắn khổ sở nhìn hàng tam thiên cũng không nhịn được làm đồ để mình vận mệnh nhiều thăng trầm cảm thấy từng tia từng tia bi ai mới thoát khỏi hiểm cảnh nhưng lại một lần đạp vào quỷ môn quan không không có khả năng không có khả năng ta ta đã giết người ta ta đã giết người vương tư mẫn triệt để sợ không còn thần chán chường đặt mong mềm ngồi trên mặt đất hai mắt vô thần lầm bầm lầu bầu trên mặt tràn đầy đều là hối hận cùng sợ hãi Nàng tuy là trường kỳ tu hành, nhưng nhiều nhất cũng liền là thay một ít thiên hồ thành bách tính bên vực kẻ yếu, có thể giết người loại việc này, nàng chưa từng có làm qua, càng không cần nói giết chết hàng tam thiên dạng này một cái người vô tội. Một lát sau, vương tư mẫn bỗng nhiên bò lên, kéo lấy hàng tam thiên liều mạng dao động, trong mắt hối hận nước mắt cũng không ngừng lưu. Hàng tam thiên, ngươi lên A, à, ngươi lên A, à, ngươi không muốn chết A, à, cùng lắm thì, ta đáp ứng ngươi, sau đó không cùng ngươi đối nghịch, có được hay không vậy? có được hay không vậy tần thanh phong lúc này vội vàng đứng dậy muốn ngăn cản vương tư mẫn xúc động động tác nhưng vào lúc này hàng tam thiên đột nhiên một tiếng ho khan chậm chậm mở mắt ra ngươi lại dao động ta liền thật chết nghe được hàng tam thiên bỗng nhiên nói chuyện vương tư mẫn sửng sốt chỉ chốc lát sau mừng rỡ mà tần thanh phong cùng tiểu đào cũng tranh thủ thời gian bu lại sư phụ giúp ta tìm chỗ an toàn không muốn bị vương lão gia đuổi kịp ta cảm giác trong cơ thể ta hiện tại thật kỳ quái ta muốn nhập định Hàng Tam Thiên mỏng manh nói, Tần Thanh Phong gật gật đầu, mới đứng dậy, đầu kia Vương Tư Mẫn cũng đã cắn răng đem Hàng Tam Thiên giấu tại trên lưng. Tần Thanh Phong sửng sốt chốc lát, đứng dậy đi ở phía trước, tiến về liên miên trong núi lớn. Chương 1768, bàn cổ chi đỉnh, nguồn, mê truyện audio.com hướng trong núi sâu tìm một đoạn phía sau, bốn người tìm tới một chỗ sơn động tạm thời dừng lại, Tần Thanh Phong trở về che giấu hành tung dấu tích, để tránh để người vương gia đuổi theo trong động, vương tư mẫn đem hàng tam thiên sau khi để xuống, hàng tam thiên liền tranh thủ thời gian tại chỗ mà ngồi vào nhập định. hàng tam thiên thể nội dị thường hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ của mình ngay tại bị điên cuồng cắn xé, loại này toàn tâm đau đớn để hắn phi thường khó chịu, liền như là có vô số chỉ bị giam hồi lâu không có ăn uống gì đói bụng mèo bị giam tại thể nội đồng dạng, nhưng đồng thời lại có một cổ vô cùng khô nóng lực lượng tại bên trong thân thể của mình điên cuồng tán loạn, cổ này khô nóng lực lượng như là ngưu đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, hàng tam thiên vốn là không chút tốt thân thể cơ hồ bị nó đâm vào lung lay sắp đổ. Nếu như không phải long tộc chi tâm tại thể nội một mực duy trì lời nói, hàng tam thiên tin tưởng, chính mình cơ hồ sẽ trực tiếp không cách nào chống cự nó đi loạn, tiếp đó tới cái bạo thể mà chết. Ngẫm lại chính mình cũng thật là khổ cực, lúc trước bị mẹ hắn bạo mới ngưng kết kim thân, hiện tại lại suýt chút nữa bị bạo thân thể, cái này một trong một ngoài, quả thực đều muốn cực phẩm chết hàng tam thiên tính toán đi khống chế cổ lực lượng này nhưng làm sao trong cơ thể mình trống không năng lượng dùng không thể dùng duy nhất có thể làm liền là lợi dụng long tộc chi tâm tới hấp thu năng lượng vững chắc thân thể nhưng hàng tam thiên tiến triển cũng không thuận lợi bởi vì kịch độc lúc này cũng tại điên cuồng phát tác khiến vốn là đã họa vô đơn chí thân thể càng khó có thể chịu đựng nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói hàng tam thiên tin tưởng chính mình hoặc liền sẽ bị cổ này kịch độc cho tươi sống hạ độc chết hoặc liền sẽ bị cổ lực lượng này trực tiếp cho miễn cưỡng bạo thể duy nhất phương pháp tốt nhất đó chính là dùng cổ lực lượng này đi áp chế độc tính dạng này tiêu tan hợp lại là phương pháp tốt nhất nhưng hàng tam thiên không có lựa chọn làm như vậy hắn trúng độc rất sâu nếu như dùng cổ lực lượng này đi áp chế độc tính lời nói hàng tam thiên không biết rõ đến cùng kết quả lại là như thế nào huống hồ hắn không muốn liền uổng phí hết thể nội cổ này bỗng nhiên xuất hiện to lớn năng lượng người trưởng thành mới làm lựa chọn hàng tam thiên tất cả đều muốn hàng tam thiên nếu là được ăn cả ngã về không đã muốn kịch độc trong thân thể tự nhiên thối lui, lại muốn cổ năng lượng này biến thành của mình, cứ việc cái này cực kỳ tham lam, nhưng hàng tam thiên hiện tại hết lần này tới lần khác liền là một cái đối năng lượng tham lam vô cùng người. Hắn quá cần nâng cao chính mình thực lực, đi gặp tô ngên hạ. Dù cho này lại bốc lên nguy hiểm tính mạng, hàng tam thiên cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Hàng tam thiên trực tiếp đem cổ năng lượng kia chậm rãi dẫn dắt tới vùng đan điền, tiếp đó đem long tộc chi tâm cung cấp năng lượng dùng để khống chế cổ lực lượng kia, để nó tận lực ngốc tại đó đi qua vô số lần thử nghiệm cùng thất bại, hàng tam thiên đối nó khống chế, cuối cùng bắt đầu có như thế một chút quản chế, nhưng ngay tại hàng tam thiên lại muốn tiếp lại nghiêm khắc thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng đau xót, hít thở cũng bỗng nhiên đình chỉ, tiếp lấy cả người trực tiếp mất đi ý thức, rơi xuống. Hàng tam thiên cái này khẽ đảo, dĩ nhiên trọn vẹn ngã xuống sơ sơ bảy ngày. Lại mở mắt thời điểm, hàng tam thiên đầu tiên ngửi được liền là một trận hương thơm, thấp mắt xem xét, một kiện trang phục màu đỏ chính giữa đáp lên trên người mình, bên cạnh chỗ không xa, Vương Tư Mẫn thân mang màu trắng áo tơ trắng, hai tay gắt gao ông lấy chính mình, ngồi tại một góc co ro thân thể. Nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhật, hàng tam thiên biết, nàng đây là cầm quần áo cho mình, chính mình lại một mình tiếp nhận lạnh lẽo. Hàng tam thiên tính toán đứng dậy, cầm quần áo còn cho nàng, vừa mới đứng dậy, lại kinh động đến vương tư mẫn. Nhìn thấy hàng tam thiên tỉnh lại, vương tư mẫn lập tức mừng rỡ vọt tới trước mặt hàng tam thiên. Ngươi tỉnh rồi. Thế nào? Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật gì? uống nước sao hàng tam thiên nhìn một chút nàng quần áo lắc đầu mặc quần áo vào a à, đừng để bị lạnh vương tư mẫn tuy là đông lạnh đến bờ môi đều trắng bệch nhưng y nguyên kiên quyết lắc đầu ta không cần cuối cùng ngươi mới là bệnh gà thân thể ta tốt cực kỳ không dùng được lúc này tần thanh phong cùng tiểu đào cũng mang theo một đống quả dại trở về nhìn thấy hàng tam thiên hai người cũng mừng rỡ như điên chạy vào tần thanh phong càng là có chút nước mắt tuôn đầy mặt tam thiên a à, ngươi cuối cùng là tỉnh lại a à cái này bảy ngày, ngươi thật đúng là gấp rút chết ta rồi, ta thật sợ ngươi liền. Liền. Hàng tam thiên nhướng mày. Bảy ngày. Ta hôn mê bảy ngày. Tiểu đào liều mạng gật gật đầu. Đúng vậy a, à, trong bảy ngày này, ngươi một hồi lại quát nóng, một hồi lại quát lạnh, có đôi khi thậm chí trực tiếp giả chết đi qua, nhưng hù chết chúng ta. Bất quá, còn tốt vương tiểu thư mấy ngày nay một mực dốc lòng chiếu cố ngươi, lạnh đem chính mình quần áo thêm cho ngươi, nóng lên vẫn giúp ngươi đắp khăn lông ướt, coi như ngươi giả chết thời điểm, cũng mỗi ngày đều kiên trì cho ngươi mớm nước. Nghe được tiểu đào lời nói, hàng tam thiên kinh ngạc nhìn về phía vương tư mẫn, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này mạnh mẽ đến bay lên đại tiểu thư, trong bảy ngày này dĩ nhiên dạng này chiếu cố chính mình. Chẳng trách mình khi tỉnh dậy, nàng quần áo trên người mình. Nhìn thấy hàng tam thiên nhìn về phía mình, vương tư mẫn sắc mặt hơi có chút ngượng ngùng, đem đầu hướng một bên khác, cuộc cường nói. Cái khác cùng ta nói cảm ơn, ta chỉ là không muốn biến thành hung thủ giết người mà thôi, nếu không lời nói, mới sẽ không chiếu cố ngươi đây. Hàng Tam Thiên cười cười, biết miệng nàng cứng trắng mềm lòng, cũng liền lại không nói cái gì. Từ dưới đất ngồi dậy tới, Hàng Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về Tần Thanh Phong. Sư phụ, chúng ta đi đường A. Nhưng ngươi mới tỉnh. Tần Thanh Phong khổ sở nói. Hàng Tam Thiên lắc đầu. Không có việc gì, chuyện nhỏ, lên đường đi. Tần Thanh Phong gật gật đầu. Bốn người lại từ trong sơn động đi ra thời gian, ngoài động đã khắp nơi màu trắng, Hàng Tam Thiên hôn mê trong bảy ngày, trong thiên hồ thành đã nhiệt độ chật hạ, đã nổi lên lông ngỗng tuyết lớn, cũng coi như Tần Thanh Phong rất có thấy trước danh tiếng, thật sớm liền đem mấy người hành tung giấu tích quét dọn sạch sẽ, trận này tuyết lớn, ngược lại vô hình cho hàng Tam Thiên mấy người, càng tốt che chắn. Vương gia không phải không phái người hướng thành Đông tìm qua, nhưng ở ngoại vi thời gian nhìn thấy đất tuyết không có chút nào dấu tích, ngược lại buông tha đối bên này tìm kiếm. Xuất phát phía trước, hàng Tam Thiên nhìn về phía Tần Thanh Phong, nhỏ giọng hỏi: Có hay không có thể để nàng đi? Tuyết lớn ngập núi, ngươi để nàng chạy đi đâu? Tần Thanh Phong lắc đầu nói. Dù sao cũng là con của cố nhân, Tần Thanh Phong lại như thế nào có thể đem Tần Tư Mẫn bỏ tại trong nguy hiểm mặc kệ đây. Hàng Tam Thiên ngẫm lại cũng đồng ý, lần nữa bước lên hướng trong núi sâu đi lộ trình. Dựa theo Tần Thanh Phong ký ức, muốn tìm chi kia bàn cổ tộc di tích phương pháp tốt nhất, liền là xuyên thấu qua hàng Tam Thiên phía trước nhảy vào dòng suối, một đường theo suối mà lên, trong núi sai tông phức tạp, hơn nữa rất nhiều nơi trải rộng mê cung, thuận dòng suối là sẽ không nhất mất phương hướng một loại phương pháp. Một đường khoảng đi ba ngày, hàng tam thiên đám người vượt qua vài tòa núi phía sau, chợt thấy phía trước hai núi đấy, cỏ dại rậm rạp bên trong, có một chỗ phi thường bí mật lỗ hổng, mà một tia sáng cũng từ nơi đó truyền ra. Một đường đỉnh, bàn cổ chi đỉnh, tam thiên, chúng ta đến, chúng ta đến. Tần thanh phong trúc đi mỏi mệt, thần tình kích động lại phức tạp nhìn về nơi đó. Chương 1769 Bàn cổ thôn Nguồn Mê truyện audio.com nghe nói như thế hàng tam thiên bước nhanh vọt tới xuyên qua giữa hai ngọn núi khe hở trước mắt bỗng nhiên một mảnh rộng rãi phóng nhãn đi đây là một khối không nhỏ bồn địa thuận trên xuống ruộng bậc thang không sai chim hót hoa nở núi vây quanh nhóm ông thấp nhất một cái cổ lão thôn xóm tọa lạc tại nơi đó đó chính là bàn cổ thôn tam thiên đó chính là bàn cổ thôn tần thanh phong cũng theo sát phía sau chỉ vào cái thôn xóm kia xúc động hô to bàn cổ thôn cuối cùng rốt cục đến hàng tam thiên xúc động tột bực, mượn ruộng bậc thang liền một đường hướng xuống, tiểu đào là cái cuối cùng theo núi trong khe đi ra, không biết rõ vì sao, đến cửa sơn môn thời điểm, nàng đều là cảm giác nơi này dị thường quen thuộc, thế nhưng, nhưng lại hình như cái gì đều không nhớ nổi. Trù trừ chốc lát, nàng mới thần tình phức tạp đạp vào trong khe hở. Làm nàng nhìn thấy bồn địa trung tâm thôn trang thời gian, một hình ảnh bỗng nhiên tại trong đầu hiện lên, một chỗ cây hoa đào phía dưới, hoa đào bay xuống, một cái tiểu nữ hài dùng tay lăn không nắm lấy những cái kia rơi xuống hoa đào, trong lúc nhất thời phát ra vui sướng tiếng cười tần tư mẫn vỗ vỗ bả vai nàng thất thần làm gì bọn hắn tất cả đi xuống tiểu đào ồn một tiếng theo tần tư mẫn sau lưng hướng về dưới chân núi đi đến bốn người rất nhanh tới đặt bồn địa phía dưới thôn xóm phía trước một cái to lớn đền thờ đứng ở nơi đó bên trên vô ưu thôn ba chữ to chỉ là bốn người cũng không biết làm bọn hắn xuyên qua cái này đền thờ thời điểm cũng xuyên qua một tầng nhìn không gặp vòng sáng đi vào trong thôn tiếng người hơi có chút khuyên náo lại đi đến đi ước chừng trăm mét quẹo vào trong thôn đầu thứ nhất đại đạo thời gian đại đạo hai bên các loại tiểu thương gào to không dứt người đi đường càng là nối gót nhè nhẹ vai một bộ vô cùng náo nhiệt trang cảnh bán dưa a à, mới mẻ túy tiên qua ăn được một cái bảo đảm ngươi dư vị vô hạn a à. bán cá bán cá mới mẻ linh ngư bánh bao bánh bao mới ra lò bánh bao gào to nổi lên bốn phía bốn người chen người đại đạo bên trong phi thường náo nhiệt nhìn tới nơi này còn rất náo nhiệt đi vương tư mẫn cười một tiếng tiện tay liền đi bên cạnh quả bày ra bắt được bốn cái túi tiên qua trả tiền sau đó cho một người phân ra một cái hàng tam thiên cắn một cái dưa ngọc nước mật thơm ngọt ngon miệng tần thanh phong gắt gao nhăn người lông mày ba năm trước đây hắn rõ ràng cùng hắn vị bằng hữu kia đem nơi này tàn sát đầy thôn gió tanh mưa máu lấy gì bây giờ thôn này hạ xuống còn náo nhiệt phi phàm sư phụ nghĩ gì thế hàng tam thiên vừa ăn dưa vừa nói tần thanh phong đờ đẫn cười một tiếng hả không có gì chỉ là Hàng Tam Thiên biết Tần Thanh Phong vì sao lại dạng này, cười một tiếng. Thời gian ba năm, nơi này lần nữa khôi phục sinh cơ, tối thiểu, ngươi tội nghiệp không phải sâu như vậy nặng, ngươi có lẽ vui vẻ mới đúng. Tần Thanh Phong gật gật đầu, Hàng Tam Thiên nói có đạo lý, cười một tiếng. Được, ngươi nói đúng, ta có lẽ vui vẻ mới là. Đúng rồi, ngươi mới thức tỉnh, lại lặn lội đường xa lâu như vậy, phía trước có nhà tử quán, chúng ta ăn trước điểm đồ vật, làm sơ nghỉ ngơi. Hàng Tam Thiên gật gật đầu, mang theo ba người, đứng dậy hướng đi đại đạo xa xa một gian khách sạn. Hỷ Lai like khách sạn. Hàng Tam Thiên nhìn một cái khách sạn trước cửa bản hiệu, cười một tiếng, đi vào trong khách sạn. "Nha, bốn vị khách quan, mời vào bên trong." Tiểu nhị cung kính tiếng lên đón, tiếp lấy lắc lắc trên vai khăn tay, hướng bên trong lớn tiếng một gào to. "Có khách tới, bốn vị." Tiếp theo, hắn động tác thành thạo dẫn bốn người đi vào trong tiệm một chỗ bàn trống, khăn tay trên bàn bay sượt, lộ ra một cái thân thiết nụ cười. Bốn vị các ngươi ăn chút gì nói xong hắn hơi khoác khoác tay hàng tam thiên tiện tay nhìn tới chỗ không xa là một chỗ đền thờ phía trên treo lấy mười mấy cái bảng hiệu trên bảng hiệu viết đầy tên món ăn đem các ngươi trong tiệm tốt nhất đồ vật toàn bộ đều cho ta tốt nhất tới hàng tam thiên còn chưa lên tiếng một bên vương tư mẫn ngược lại không khách khí hô lên âm thanh tiểu nhị sững sờ toàn bộ bên trên vương tư mẫn trực tiếp một cái có lớn nhỏ cỡ nắm tay màu tím thủy tinh một vật đặt ở trên bàn thế nào sợ bản tiểu thư trả tiền không nổi tiểu nhị một trảo đầu cười hắc hắc hướng phòng bếp hô to một tiếng bốn vị khách quý hỉ lai like đầy bộ một phần nghe được tiểu nhị gào to trong tử quán cái khác bàn khách nhân không khỏi quay mắt nhìn phía bên này cực kỳ hiển nhiên vương tư mẫn xa hoa như vậy xuất thủ để rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ cuối cùng nàng điểm thế nhưng hỉ lai like trong khách sạn tốt nhất đồ vật vương tư mẫn ngược lại không cảm thấy ngượng ngùng ngược lại phi thường đắc ý nhìn thấy hàng tam thiên nhìn về nàng nàng càng là phách lối không thôi. Một lát sau, tiểu nhi treo lên cái đổ đầy đồ ăn khay thí điên thí điên chạy tới, đem đồ ăn một năm một mười cho đặt lên bàn sau đó, tiểu nhi cười hắc hắc. mấy vị, mời chậm dùng. đúng rồi, nhìn mấy vị bộ dáng, không giống như là chúng ta thôn nhân a. À. hàng tam thiên cười cười. tiểu nhi ca, ngươi ngược lại thật biết nhìn người, chúng ta chính xác không phải bổn thôn người. tiểu nhi cười hắc hắc. tiểu mỗi ngày tiếp đãi khách nhân nhiều cực kỳ, tự nhiên gặp rồi người cũng không ít, có phải hay không người địa phương? ta một chút liền có thể nhìn ra. Hàng Tam Thiên cười cười. Vậy ta muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện được không? Chương 1770. Đây là có chuyện gì? Nguồn. Mê truyện audio com Tiểu nhị cười hắc hắc, hàng Tam Thiên nhìn một chút Tần Thanh Phong, Tần Thanh Phong móc ra một cái cước mũi lớn nhỏ tử tinh, tiểu nhị trên mặt lập tức khó xử phi thường. Lúc này, Vương Tư Mẫn bỗng nhiên lại là một cái to bằng nắm tay tử tinh trực tiếp đập vào trên bàn. Hiện tại thế nào? Tiểu nhị cười hắc hắc, Họ tay muốn đi sờ, vương tư mẫn trực tiếp một bàn tay vỗ vào tử tinh phía trên. Tiểu nhị hiểu chuyện liếc nhìn hàng tam thiên. Vị khách quan kia, mời ngài hỏi. Hàng tam thiên chỉ chỉ bên cạnh tiểu đào. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi biết nàng sao? Tiểu nhị theo tay hắn nhìn về tiểu đào, quan sát nửa ngày, cười hắc hắc. Vị cô nương này ngược lại xinh đẹp cực kỳ, bất quá, ta không biết nàng. Trong lòng hạng tam thiên hơi hơi trầm xuống. Không biết. Nàng hẳn là các ngươi thôn này, ngươi thật sự không biết tiểu nhị lại liếc nhìn tiểu đào lắc đầu khách quan ta là thật sự không biết chúng ta vô ưu thôn không có một người như vậy a à? lời này để hàng tam thiên nhướng mày chẳng lẽ tiểu đào không phải nơi này người cũng không có lẽ a à, tiểu đào là bạn cổ truyền nhân mà thôn này lại là bạn cổ phân chi bên trong trước mắt đã biết duy nhất thôn xóm hắn làm sao có khả năng không biết tiểu đào đây chẳng lẽ tiểu đào là mặt khác phân chi người chẳng lẽ sai lầm nhưng cái này cũng không có khả năng lắm a à, tần thanh phong nói qua lúc trước toàn bộ bàn cổ tộc bị đại đồ sát thời điểm, chỉ có một chi ra ngoài bàn cổ tộc nhân miễn gặp đồ sát, phía sau di dân ở đây, lặng yên ẩn cư. Hàng tam thiên nhẹ nhàng nhìn một chút tiểu nhị ca, gặp hắn trên cánh tay cùng tiểu đào đồng dạng, cũng có một cái bàn cổ phủ ấn ký, chỉ là tương đối tại tiểu đào, trên cánh tay hắn ấn ký rất nhạt, cũng cực nhỏ. Tiểu nhị ca, ngươi là gọi trình ngưu sao? Ngay tại hàng tam thiên khó bề tưởng tượng, không làm rõ ràng được cuối cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, một bên tiểu đào, bỗng nhiên lên tiếng nói. Hàng Tam Thiên tranh thủ thời gian ánh mắt khóa chặt Tiểu Nhị, Tiểu Nhị ca sững sờ, rõ ràng ngay người sau một lát, không thể tưởng tượng nổi nhìn về Tiểu Đào. Vị khách quan kia, ngài làm sao biết vốn nhỏ tên? Nghe được Tiểu Nhị xác định lời nói, Hàng Tam Thiên lông mày càng là nhăn rất chặt, đây là có chuyện gì? Tiểu Nhị không biết Tiểu Đào, nhưng Tiểu Đào lại nhận thức Tiểu Nhị. Nhìn thấy tất cả mọi người kỳ quái nhìn về phía mình, Tiểu Đào có chút bối rối lắc đầu. Ta, ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta. Ta liền liền trong đầu chợt nhớ tới, hắn. Hắn gọi Trình Ngưu. Tiểu nhị lúc này cũng nhíu mày, hắn tại trong khách sạn, có người gọi hắn nghe con lời nói, hắn ngược lại cũng không kỳ quái, nhưng muốn kêu lên hắn Trình Ngưu cái tên này, hắn một cái ngón tay đều đếm đi qua. Chơi hắn môn nghề này, đại bộ phận đều là dùng gọi, trừ phi là người quen, bằng không căn bản sẽ không biết chính mình tên thật. Nhưng hắn chính xác không biết tiểu đào A, hắn lật khắp trong đầu tất cả ký ức, nhưng cũng không nhớ tới mình đã từng thấy tiểu đào A, hàng tam thiên cũng là muốn không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra lúc này tần thanh phong cười một tiếng đối tiểu nhị nói tốt tiểu nhị ca ngài đi làm việc a à, chúng ta nên ăn cơm tiểu nhị ca tuy là đồng ý nhưng ba bước vừa quay đầu lại châu mày nghĩ không ra đây là có chuyện gì đuổi tiểu nhị ca tần thanh phong nói hỏi lại tiếp nữa cũng hỏi không ra cái nguyên do tới ta phỏng chừng tiểu đào hẳn là bỗng nhiên nhớ lại cái gì chỉ là cực kỳ phiến diện mà thôi về phần tiểu nhị kia có lẽ không biết tiểu đào cũng nói không được trên đời này ngươi nhớ đến hắn hắn không nhớ đến ngươi sự tình, cũng rất nhiều đi. Ăn cơm trước, sắc trời cũng không sớm, ngày mai chúng ta tìm nơi này thôn trưởng, hỏi một chút. Hàng Tam Thiên ngẫm lại, cũng cảm thấy rất có đạo lý, bởi vậy lại không dây dưa vấn đề này. Sau khi ăn cơm xong, Hàng Tam Thiên hỏi tiểu nhị muốn bốn gian khách nhà, phía sau, Hàng Tam Thiên liền trực tiếp trở về phòng tiến hành tu luyện. Vương Tư Mẫn không chịu ngồi yên, sau khi ăn cơm xong sống chết kéo lấy tiểu đào muốn đi bên ngoài dạo chơi, đối vị đại tiểu thư này tới nói, vô ưu thôn hết thảy, đều là như thế lạ lẫm, lại là để người như thế hiếu kỳ, chỉ là, hàng tam thiên nhập định không đến bao lâu phía sau, liền đột nhiên cảm giác xung quanh là thường yên tĩnh, loại kia yên tĩnh, phong Phật là hàng tam thiên một người đặt mình vào tại một cái vô cùng trống trải địa phương đồng dạng. Trong lòng hàng tam thiên mát lạnh, mẹ hắn, không phải là trúng độc phía sau di chứng về sau chứ. Cơm phía sau thời điểm, hắn kỳ thực đặc biệt hỏi qua sư phụ, nhưng sư phụ cũng nhìn không ra cái nguyên do tới, chỉ có thể theo mặt ngoài nhìn hắn không có việc gì, bất quá, sư phụ cũng cùng hàng tam thiên nói qua, cũng là là trước khi loại độc còn tại thể nội không có phát tác mà thôi, tuy là hắn cũng không biết cụ thể là vì cái gì không có phát tác, nhưng hắn tin tưởng hàng tam thiên kịch độc không có khả năng nghỉ ngơi 7 ngày liền hoàn toàn không có việc gì. nguyên cớ, hàng tam thiên cũng cảm giác là trúng độc dẫn đến chính mình chỗ nào có vấn đề, bởi vì hắn đặc biệt còn phóng thích qua thần thức, mà thần thức chỗ qua, xung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, loại kia yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. nhưng vào lúc này, hắn lại nghe được tiểu đào cùng vương tư mẫn tỷ mỹ tiếng nói chuyện thậm chí ngay cả các nàng tiến lên lầu âm thanh cũng nghe đến rõ ràng, hàng tam thiên nhướng mày, theo trong nhập định hơi chút buông lỏng. Lúc này, toàn bộ trong khách sạn mặc dù không có lúc xế chiều huyên náo náo nhiệt, nhưng cũng nghe nhìn thấy tiểu nhị dưới lầu thu thập bàn ghế âm thanh. Khiến hàng tam thiên cảm thấy nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Chương 1771 Yêu cầu quá đáng Nguồn Mê truyện audio com Đúng lúc này, cửa phòng nhẹ vang lên, hàng tam thiên lên tiếng. Vương Tư Mẫn lúc này ủ rũ đi đến, trong tay nâng lên một chén cháo biết hàng tam thiên đại thương không tốt lại liên tục đi mấy ngày đường vương tư mẫn đặc biệt để tiểu nhị đã làm một ít cháo cho hàng tam thiên bổ hạ thân thể hàng tam thiên nhìn nàng bộ dáng này trọn vẹn cùng vừa mới ra ngoài thời điểm trọn vẹn tưởng như hai người lập tức có chút kỳ quái nói thế nào đây là không phải cùng tiểu đào ra ngoài dạo phố sao sớm như vậy liền trở lại nói lên cái này vương tư mẫn miệng liền biểu môi đến cực cao cả người như là một cái xì hơi bóng da hướng trên bàn ngồi xuống cầm trong tay cháu vừa để xuống. Đừng nói nữa, đều sắp tức giận chết. Tiểu đào theo sát ở tại phía sau, bưng lên vương tư mẫn đặt lên bàn cháu, nhẹ nhàng đưa cho hàng tam thiên, nhẹ giọng cười lấy giải thích nói. Tư mẫn tỷ tỷ muốn đi dạo phố, nhưng cũng không biết vì cái gì, trên đường không có cái gì. Hàng tam thiên mỉm cười, lúc này, một trận gió lạnh đánh tới, hàng tam thiên vô ý thức đứng dậy đóng lại cửa sổ, lại thấy dưới lầu tuy là bóng đêm bất quá hơi đen, nhưng buổi chiều náo nhiệt trên đường cái, lại sớm đã không có chút nào người ở, mỗi nhà mỗi hộ thậm chí ngay cả một chiếc đèn cũng không có sáng lên, toàn bộ thôn trang trọn vẹn lâm vào đen kịch một màu. Người trong thôn này, đều nghỉ ngơi sớm sao như vậy? Hàng Tam Thiên nói, chẳng cách vừa mới an tĩnh như vậy, bất quá, Hàng Tam Thiên lại thủy chung cảm thấy, hiện tại cái này yên tĩnh, lại thủy chung cùng vừa mới nhập định thời gian cảm nhận được yên tĩnh không giống nhau. Bây giờ đây đúng là yên tĩnh, nhưng vừa mới, lại căn bản liền là một loại giống như chết yên tĩnh. Ai biết a, à? quỷ ảnh đều không có một cái nào vương tư mẫn nói tới liền rất giận vốn là muốn dạo phố tốt đẹp tâm tình lại toàn bộ làm hư chỉ là ăn một bữa cơm tiếp đó hơi chút ăn diện một chút phía trước còn náo nhiệt vô cùng đầu đường tại đêm đến sau đó bỗng nhiên ở giữa liền toàn bộ đều chạy hết hàng tam thiên cười cười dù sao gần nhất hai ngày đi đường cũng rất mệt coi như sớm nghỉ ngơi một chút a à. nói xong hàng tam thiên đem cháo uống xong cầm chén nhẹ nhàng thả trở về ta sẽ giúp ngươi sới một bát tiếp nhận chén tiểu đào lại đi ra ngoài nhưng chỉ là chốc lát tiểu đào ngượng ngùng chạy trở về trong tay chén trống rỗng nàng ngượng ngùng nhìn một chút hàng tam thiên chủ quán ngủ vừa mới tiểu nhị kia không phải còn đang bận sao chúng ta trở về thời điểm trong khách sạn còn có một nửa cái bàn không thu thập đây chúng ta nói chuyện mới nhiều ít điểm thời gian hắn nhanh như vậy liền thu thập xong vương tư mẫn một bên nói một bên không quá tin tưởng nhìn một cái tiểu đào đứng dậy một cái cầm qua trong tay tiểu đào chén không tin tà hướng về đầu bậc thang đi đến làm nàng đi tới đầu bậc thang lầu một khách sạn đại sảnh sớm đã đèn tắt người đi đèn như mực một mảnh không khiến người ta cảm thấy có chút tâm hoảng nàng lắc đầu buồn bực cực kỳ đứng dậy lại trở về nhà kỳ quái còn thật không có người sợ lấy cái trán vương tư mẫn đầy đầu nghi vấn đi vào trong nhà đặt mông lại ngồi xuống tới bỗng nhiên nhìn hàng tam thiên nói hàng tam thiên ngươi có hay không có cảm thấy thôn này kỳ quái vậy mới mấy giờ a à? cả đám đều chạy tới ngủ Hàng Tam Thiên cũng thực là cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không truy đến cùng, cuối cùng loại này thôn nhỏ, không chừng dân phong thuần phát, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghĩ cũng là bình thường, cười cười nói: "Người cho rằng ai cũng giống như ngươi, tinh lực dồi dào a, à, người ta dựa vào thể lực nuôi gia đình, nào giống ngươi đại tiểu thư này, dù sao cái gì cũng không lo." "Ngươi?" Vương Tư Mẫn bị Hàng Tam Thiên những lời này cứ thế mà hận đến không biết trả lời như thế nào. Làm biến đến cùng ngươi nói nhảm, trở về. Vương Tư Mẫn sau khi rời đi, tiểu đào lại một mực cũng không hề rời đi, ngược lại là yên tĩnh đứng ở bên cạnh hàng tam thiên, hàng tam thiên cười một tiếng. Thế nào? Hàng công tử, kỳ thực. Kỳ thực tư mẫn tiểu thư nói không tệ, tiểu đào. Tiểu đào cũng cảm thấy thôn này cổ cổ quái quái, hơn nữa. Hơn nữa. Tiểu đào sợ hãi ngắm nhìn xung quanh, không dám lên tiếng. Hàng tam thiên cười nói. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa. Hơn nữa ta chung quy cảm thấy dường như có người đang len lén nhìn chầm chầm chúng ta hàng tam thiên bị nàng lời này làm có chút xui xẻo bộ phát lạnh hắn ngược lại cũng không sợ quỷ cuối cùng hắn cái gì chưa từng thấy chỉ là nơi này môi trường chính xác luôn có loại âm trầm lạnh buốt cảm giác nhưng hàng tam thiên cửa sổ đều đóng chặt căng tốt chớ suy nghĩ lung tung hàng tam thiên an ủi tiểu đào nghe nói như thế trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi trên chân dời hai bước cuối cùng vẫn là trong mong nhìn hàng tam thiên thế nhưng thế nhưng ta thật cực kỳ sợ hãi hàng công tử tiểu đào tiểu đào có cái yêu cầu quá đáng. Hàng Tam Thiên nói. Ngươi nói đi. Tiểu đào nhưng. Có thể hay không lưu tại nhà của ngươi. Nói xong câu đó, tiểu đào cả người cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ nóng lên. Nàng cũng biết nam nữ trao nhận không rõ, cô nam quả nữ cùng tồn tại một chuyện càng là ảnh hưởng không được, nhưng không biết vì cái gì, từ lúc đi đến thôn này bên trong sau đó, nhất là đêm đến phía sau, tiểu đào cảm thấy cả người tinh thần hoảng hốt, hơn nữa nội tâm cực độ sợ hãi. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thật không muốn mở cái miệng này nàng cho rằng hàng tam thiên rất có thể sẽ cự tuyệt chính mình nhưng hàng tam thiên chỉ là cười một tiếng tốt vậy ngươi ngủ giường của ta ta ngủ trên bàn đối tiểu đào hàng tam thiên không cự tuyệt nguyên nhân căn bản là tiểu đào là bàn cổ truyền nhân hàng tam thiên cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mặt khác nguyên nhân cũng là tiểu đào dọc theo con đường này chiếu cố hàng tam thiên xem như cẩn thận nguyên cớ tiểu đào có nhu cầu hỗ trợ hàng tam thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt đợi đến tiểu đào đi vào giấc ngủ sau đó hàng tam thiên lần nữa vào nhập định trong tu luyện vừa nhập định loại kia giống như chết yên tĩnh liền lần nữa đuổi hiện lên lúc nửa đêm trên giường tiểu đào lúc này đầu đầy mồ hôi tú mi khóa chặt môi son khẽ cắn nàng làm một cái rất dài mộng trong mộng hết thảy đều là tốt đẹp như vậy ánh nắng tươi sáng sơn thanh thủy tú chim hót hoa nở dãy núi ruộng bậc thang bên trên có người đang bận bịu có người tại hét lớn nàng cũng nhìn thấy cha mẹ mình cũng nhìn thấy hôm nay trong phòng tiểu nhị bọn hắn ngồi tại khỏa kia phía trước xuất hiện qua cây hoa đào phía dưới đầm tiếu tiếng gió thổi, mà nàng thì vui vẻ tại dưới đất nhặt lấy rơi xuống cánh hoa đào. Nhưng làm nàng nhặt đến hoa đào, cao hứng quay đầu tìm phụ mẫu thời điểm, chợt phát hiện, ngồi dưới tàn cây phụ mẫu cùng một đám thôn dân, lúc này toàn bộ không còn đầu, nàng sợ hãi ngẩng đầu một cái, cây hoa đào bên trên, mang theo từng khỏa mang theo mỉm cười đầu người, lúc này chính giữa đầy mang ý cười nhìn nàng. A. À. Tiểu Đào đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, lúc này, ngoài phòng đã bình minh, dưới lầu trên đường cái lại khôi phục hôm qua huyên náo cùng náo nhiệt. Hàng Tam Thiên đứng ở cửa sổ, gặp tiểu đào tỉnh lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nào? Thấy ác mộng. Nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, đi rửa cái mặt A, à, sư phụ để chúng ta chuẩn bị xuất phát. Đi đâu? Tiểu đào nghi nói, hàng Tam Thiên cười cười không nói lời nào, đứng dậy rời đi phòng. Chương 1772 Có bằng hữu từ khách quê hương mà tới. Nguồn Mê truyện audio.com tiểu đào thu thập đi ra sau đó, hàng tam thiên cùng vương tư mẫn, tần thanh phong đã tại lầu một trong phòng khách đợi, cứ việc chỉ là buổi sáng, nhưng trong khách sạn sinh ý dị thường không tệ, cùng chiều hôm qua bốn người lúc tới gần như giống nhau, trong tiệm cơ hồ chưa có bàn trống. Thật là kỳ quái địa phương, sáng sớm nhiều người như vậy, vào đêm chỉ một người đều không có. Vương tư mẫn nhìn xem người xung quanh sinh huyên náo, hơi có chút bất mãn nói. Tần thanh phong cười cười. Đi thôi, chúng ta đi tìm thôn trưởng, có lẽ hắn cái kia, có thể biết tiểu đào một ít chuyện theo trong khách sạn đi ra, trên đường cái cũng cùng chiều hôm qua đồng dạng, huyên náo nổi lên bốn phía, quát bán âm thanh bên tai không dứt, một đoàn người hướng về thôn tận cùng bên trong nhất, một đường xuất phát. Tần Thanh Phong đã tìm tiểu nhị nghe ngóng, vô ưu thôn ở giữa nhất ở giữa tòa kia phòng lớn, liền là trong thôn từ đường, thôn trưởng xem như một thôn dài, cũng quanh năm ở tại trong đường. Sau đó không lâu, bốn người tới một tòa phòng lớn trước mặt. Phòng tuy cũ kỹ chút ít, nhưng gạch đỏ ngói đen, trang trí đến đặc biệt khí phái, cửa ra vào hai cái kỳ quái thạch thú, miệng mở rộng, nghiêm túc lại tràn ngập uy nghiêm. Chúng ta đi vào đi. Liếc nhìn trên đỉnh đầu mang theo từ đường hai chữ bản hiệu, Tần Thanh Phong trước tiên đi vào. Vừa vào từ đường, một cổ hương hỏa mùi liền xông vào mũi, lại hướng bên trong đi, đập vào mi mắt liền là một cái to lớn vô cùng thần vị, phía trên bày đầy đủ loại linh vị. Bốn người mới vừa vào điện, lúc này, một cái lão giả râu trắng liền chậm chậm theo đại sảnh cửa hông đi ra, vui tươi hớn hở cười nói. Có bằng hữu từ khách quê hương mà tới, quả thực là chuyện vui. Sau lưng lão giả, còn đi theo một cái thanh niên, ước chừng 25-26 dáng dấp, nước mặt chính giữa lông mày, ngược lại hơi có chút anh Tuấn, chỉ là trong ánh mắt mang theo một chút ngoại nhân khó mà phát giác sát ý, tần thanh phong cười một tiếng. Có lẽ vị này liền là thôn trưởng đại nhân. Tại hạ hư vô tông thất trưởng lão, tần thanh phong, vị này là đồ nhi ta hàng tam thiên, vị này là thiên hồ thành vương gia thiên kim vương tư mẫn tiểu thư. Hàng tam thiên quái dị nhìn một chút tần thanh phong, gia hỏa này cũng thật là có gan lớn, trực tiếp liền báo ra chính mình thật tính danh tới, người khác ngược lại không sao cả, nhưng tần thanh phong cuối cùng ba năm trước đây tới qua nơi này hơn nữa còn giết rất nhiều vô ưu thôn thôn dân tần thanh phong hình như nhìn ra hàng tam thiên nghi hoặc bám vào hắn bên tai nói lúc trước chúng ta là che mặt mà tới vào buổi tối mà tới chỉ vì giật đồ nguyên cớ ta không biết bọn hắn bọn hắn cũng không biết ta hàng tam thiên minh bạch gật gật đầu chẳng trách tần thanh phong dám lớn mật như thế lão giả râu trắng tuy là cười một tiếng nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập cảnh giác nguyên lai là đại sư giá lâm thực tế không có từ xa tiếp đón bất quá bổn thôn từ trước đến giờ ngăn cách tần trưởng lão thế nào sẽ tìm được nơi này tới lại là không biết có chuyện gì lời này vừa nói ra ngược lại đem tần thanh phong cho hỏi khó hắn hơi sững sờ rất nhanh liền nghĩ đến lý do tần mổ nguyên cớ có thể tìm tới nơi này nhưng thật ra là bởi vì vị cô nương này nàng gọi tiểu đào bất quá nàng mất trí nhớ rất nhiều sự tình không nhớ nổi chúng ta hôm nay tới đây cũng là hy vọng giúp nàng mở ra nàng thân thế bí ẩn lão giả râu trắng thoải mái gật gật đầu, đem ánh mắt đặt ở trên mình tiểu đào, đánh giá chốc lát. Nhưng vị cô nương này cũng không phải là chúng ta vô ưu thôn người. Nghe nói như thế, hàng tam thiên, tần thanh phong cùng tiểu đào đều là sững sờ, tần thanh phong kéo tiểu đào tay, nói. Thôn trưởng, ngươi là không phải nhìn lầm. Nàng thế nào sẽ không phải nơi này người đây? Ngài nhìn cánh tay nàng, cùng người trong thôn đồng dạng, đều là có khối này thanh ấn. Lão giả râu trắng cười một tiếng. Cái này bất quá chỉ là đặc thù hình xăm mà thôi, có lẽ, vị cô nương này tổ tiên cùng chúng ta đồng xuất nhất mạch a Thông trưởng ngài thật xác định sao tần thanh phong nói hiển nhiên tại trong mắt hàng tam thiên Thông trưởng lời nói hắn cũng không thể tin phục tiểu đào là bàn cổ truyền nhân bàn cổ phủ hình xăm cũng là bàn cổ nhất tộc đặc biệt ấn ký vạn năm phía trước bàn cổ tộc chỉ còn một chi phân mạch may mắn sinh tồn liền đã có thể chứng minh tiểu đào nhất định là tới từ nơi này quan trọng hơn là tiểu đào có thể gọi đối điếm tiểu nhị kia danh tự cái này cũng càng đã chứng minh tiểu đào là nơi này người nhưng vì cái gì thôn trưởng cùng tiểu nhị lại đều nói không biết tiểu đào đây. Nhưng vấn đề là, hàng tam thiên lại vẫn luôn tại nghiêm túc quan sát thôn trưởng mỗi tiếng nói cử động, hắn căn bản không giống như là đang nói láo. Bổn thôn 131 gia đình, tổng cộng 567 người, lão phu đối bọn hắn thế nhưng thuộc như lòng bàn tay, trong thôn có hay không có ai, ta so với ai khác đều rõ ràng hơn, vị cô nương này, ta chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, nếu không tin, thạch cường, ngươi đi đem bổn thôn thôn phổ lấy ra, để bốn vị thật tốt nhìn một chút. Lão giả nói xong, phân phó nói. Gọi là thạch cường người trẻ tuổi gật gật đầu, tiến vào cửa hông không đến chốc lát, trong tay liền nâng lên một bản thật dày sách đi ra, tiếp theo, hắn trực tiếp giao cho trong tay Tần Thanh Phong. Tần Thanh Phong tiếp nhận quyển sách kia lật một cái, phía trên viết đầy tên người, nhưng từ đầu tới đuôi hắn lật một lần, cũng chính xác không có tìm được tiểu đào danh tự. Tần Thanh Phong không thể tin được nhìn hàng tam thiên, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Không có người nhận thức tiểu đào, tiểu đào nhìn lên cũng rất giống chính xác không thuộc về nơi này, nếu như không phải hôm qua tiểu đào gọi ra tiểu nhị danh tự, hàng tam thiên thật cảm thấy, lần này bọn hắn khả năng là tới sai địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng là, tiểu đào nhận thức tiểu nhị, hơn nửa chuẩn xác không sai gọi ra tên hắn A, à, cái này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 1773 Rất nhiều cổ quái Nguồn Mê truyện audio.com Bốn vị, các ngươi cũng nhìn thấy, bổn thôn chính xác không có vị cô nương này bất luận cái gì tài liệu ghi chép, lão phu cũng không biết vị cô nương này. Lúc này, thôn trưởng cười lấy lên tiếng nói. Đúng vậy a, à, bổn thôn kỳ thực loại này tuổi thơm 20 tuổi tiểu cô nương tương đối ít, nếu như nàng thật là bổn thôn người lời nói, thôn trưởng là khẳng định nhớ đến. Thạch Cường cũng phụ họa nói. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng hàng tam thiên càng là vườn nghi hoặc, lại nặng nề. Tân tân khổ khổ không muốn mình chạy tới nơi này, kết quả lại là tìm nhầm địa phương sao? Cái kia biển người mênh mông, tiểu đào chân chính thân thế, lại tại nơi nào? Nếu như không có người có thể dạy chính mình sử dụng bàn cổ phủ lời nói, tô nghênh hạ cách mình, cũng sẽ càng ngày càng xa. Không đúng, còn có một cái phương pháp. Lúc này, hàng tam thiên đứng dậy, đối thôn trưởng thi lễ một cái phía sau. Thôn trưởng, kỳ thực ta lần này tới trước, loại trừ thay tiểu đào tìm thân thế bên ngoài, còn có một việc trọng yếu hơn, đó chính là tìm kiếm bàn cổ tộc. Tiểu đào nàng là bàn cổ tộc nhân, cho dù nàng không phải bổn thôn người nhưng trên tay các ngươi giống nhau thanh ấn cũng nói tối thiểu các ngươi đã từng là nhất mạch đúng không đã tiểu đào không cách nào trợ giúp chính mình nhưng vậy bên trong thế nhưng bàn cổ tộc cư trú khắp nơi đều là bàn cổ tộc nhân a hàng tam thiên đồng dạng có thể lợi dụng bọn hắn đến tìm kiếm bàn cổ phủ bí quyết a nghe được hàng tam thiên lợi nói thôn trưởng vui tươi hớn hở cười một tiếng lão phu vừa mới đã nói qua đây bất quá là giống nhau hoặc là tương tự hình xăm mà thôi không phải cái gì thanh ấn về phần bàn cổ tộc cái kia càng là lời nói vô căn cứ hình xăm hàng tam thiên nhớ mày mấy bước đi đến thôn trưởng trước mặt một phát bắt được tay hắn tiếp lấy cả người mảnh thôi động thể nội năng lượng nhưng để hàng tam thiên tuyệt đối không thể tưởng được là vô luận hàng tam thiên như thế nào thôi động năng lượng nhưng thôn trưởng trong tay thanh ấn nhưng căn bản không có như tiểu đào dạng kia phát ra cái gì quan mang hàng tam thiên không thể tin được nhìn trước mắt sự thật tại sao sẽ là như vậy Tiểu đào thanh ấn có thể cùng chính mình bàn cổ phủ tương hổ tương ứng, nhưng thôn trưởng trong tay, lại cùng hàng tam thiên không có bất cứ liên hệ nào, chẳng lẽ, bọn hắn thật không phải nhất tộc? Tiểu hữu, ngài đây là làm cái gì? Thôn trưởng không rõ nhìn hàng tam thiên, không biết rõ hắn động tác vừa rồi, đến tột cùng là vì cái gì? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng A. À? Hàng tam thiên có chút thất thần, lẩm bẩm lắc đầu, hắn thực tế không nghĩ ra, vì sao lại dạng này? Duy nhất giải thích hợp lý là, tiểu đào cùng bọn hắn không phải nhất tộc người, thậm chí, bọn hắn căn bản cũng không phải là bạn cổ tộc nhân, liền có thể giải thích đến rõ ràng trước mắt đại bộ phận tình huống. Nhưng cái này duy nhất giải thích bên trong nhất không phù hợp suy luận là, tiểu đào như thế nào lại chuẩn xác kêu lên tiểu nhị danh tự. Kỳ quái, kỳ quái, quả thực là quá kỳ quái. Bốn vị, nếu như không chuyện gì khác lời nói, liền mời các ngươi mau rời khỏi bổn thôn A, à, bổn thôn qua đã quen cuộc đời mình, không tiện ngoại nhân quấy rầy. Thôn trưởng nhẹ nhàng cười nói. Cáo biệt thôn trưởng, tần thanh phong cùng hàng tam thiên đều là một đường im lặng trọn vẹn ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa kỳ quái kỳ quái quá mẹ hắn kỳ quái rất nhiều chuyện rõ ràng tự như là chuyện như vậy nhưng hết lần này tới lần khác lại tự hồ là mặt khác sự việc tần sương lắc đầu buồn bực nói kỳ thực ta vốn là thiên hướng về tin tưởng thôn trưởng nói bởi vì hắn toàn trình đều bình thản ung dung không chút nào như nói láo bộ dáng hắn nói tới mỗi câu nói đều cảm thấy phi thường làm cho người tin phục nhưng vừa vặn liền bởi vì điểm này thì thực lại bại lộ hắn đang nói láo, hắn nói hắn không phải bàn cổ tộc nhân, ta thực sự tin tưởng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không để ý đến sư phụ ngươi. Hàng Tam Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Tần Thanh Phong có thể chứng minh, nơi này người liền là bàn cổ người, chỉ là, thôn trưởng vĩnh viễn không thể tưởng được Tần Thanh Phong chính là ba năm trước đây tới trong thôn tàn sát người kia. Tần Thanh Phong gật gật đầu. Không sai, ở trong đó có rất nhiều cổ quái, chúng ta bây giờ thiếu, là tìm tới một cái tuyến, sau đó đem tất cả lưới đều đăng lên, Đáp án cũng liền mở ra, hơn nữa, còn có một chút phi thường kỳ quái, theo lý thuyết, kỳ thực 3 năm trước đây bọn hắn phát sinh dạng kia sự tình, đối ngoại giới hẳn là phi thường có cảnh giới tâm, thế nhưng, bọn hắn hình như cũng không có như cái này. Hàng Tam Thiên nói, lúc này Hàng Tam Thiên bỗng nhiên cảm thấy, vô ưu thôn, nơi nào là cái gì vô ưu thôn, căn bản chính là tràn ngập ưu sầu thôn, hết thảy hết thảy, thật sự là quá mức kỳ quái. Bất quá, Hàng Tam Thiên có một điểm có thể khẳng định là, thôn trưởng càng phải bọn hắn mau chóng rời đi nơi này hắn lại vẫn cứ không nên rời đi nơi này. Nơi này là hắn duy nhất mở ra bàn cổ phủ địa phương, không gặp được đáp án, hàng tam thiên vĩnh viễn sẽ không đi. Trở về hướng khách sạn trên đường, vương tư mẫn bị bên đường đường bày trọn vẹn hấp dẫn, hàng tam thiên cùng tần thanh phong suy nghĩ vô ưu thôn cổ quái thời điểm, ngược lại cũng không chú ý vương tư mẫn không gặp. Đến trong khách sạn, tiểu đào điểm mấy đồ ăn, đang chờ mang thức ăn lên, đầu kia vương tư mẫn mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đi đến, vừa đến bên cạnh bàn, vương tư mẫn đông một tiếng liền đem đồ vật đặt ở trên bàn. Uy, các ngươi hai người nằm có hay không có chút phong độ a? À, để ta một người xách theo nhiều đồ như vậy trở về, cũng không biết giúp đỡ. Hàng tam thiên kỳ quái nhìn nàng một cái, mặc kệ nàng. Vương tư mẫn lắc lắc hơi tê tê cánh tay. Thái độ gì nha, ta cái này giúp các ngươi mua quần áo đây. Quần áo. Hàng tam thiên bỗng nhiên nhướng mày, cặp mắt gắt gao nhìn trong khách sạn mỗi cái khách nhân. Chương 1774. Thế nào sự việc? Nguồn. Mê truyện audio.com trong khách sạn mỗi người cơ hồ đều thân mang là mùa hạ hóa trang mà hàng tam thiên mấy người mặc cũng là mùa đông quần áo bốn người cùng trong tiệm tất cả mọi người ăn mặc nhìn kỹ một thoáng quả thực là không hợp nhau như là bốn cái quái gì tần thanh phong cũng nghe đi vào sợ lấy chính mình quần áo dày lúng túng cười một tiếng nói đến chúng ta ăn mặc dường như chính xác hơi quái tiểu đao cũng gật gật đầu có chút xấu hổ đúng vậy a à, chúng ta mặc có phải hay không quá dày một chút tần thanh phong hướng vương tư mẫn cười một tiếng nói. Vẫn là tư mẫn tiểu thư nghĩ đến chu đáo. Vương tư mẫn đắc ý hướng hàng tam thiên nhìn một chút, tự hào nói. Đó là đương nhiên, bản tiểu thư cũng không giống như có người. Hàng tam thiên mỉm cười. Vậy các ngươi trước lên lầu đi thay quần áo a, à, ta chờ ở đây các ngươi, đi nhanh về nhanh. Nghe được hàng tam thiên lời nói, vương tư mẫn một cái hừ lạnh. Đổi liền đổi, chúng ta đi. Nói xong, vương tư mẫn kéo lấy tiểu đào cùng tần thanh phong liền đi lên lầu thay quần áo. Không đến chốc lát, hai nữ một lão đầu đổi lại đẹp mắt quần áo mới xuống lầu vương tư mẫn cùng tiểu đào đều là mỹ nữ càng đơn bạc trang phục hè đưa các nàng vóc dáng hiển lộ càng hoàn mỹ nhìn thấy hàng tam thiên vương tư mẫn đem đầu quay đi trong mũi không khỏi hừ lạnh một tiếng hàng tam thiên cũng là không tức giận chờ bọn hắn ba người đến trước bàn ngồi xuống thời điểm cười nói các ngươi cảm thấy ra sao đương nhiên là đẹp mắt a à, ngươi cho rằng đều giống như ngươi a à, như thế tốt ngay, mặc cùng cái bánh bao vương tư mẫn không phục nói chỉ là nàng cố giả bộ dáng dấp tại trong mắt hàng tam thiên, lại thấy rõ toàn bộ rõ ràng. Tần Thanh Phong cùng tiểu đào vẫn không khỏi ông chặt thân thể của mình, không tốt chen vào nói. Hàng tam thiên cười cười, hắn biết ba người lạnh vô cùng, chỉ là vương tư mẫn một mực ở trước mặt mình cứng rắn chống đỡ mà thôi. Các ngươi cảm thấy, thân thể bọn họ như thế nào? Hàng tam thiên chỉ chỉ xa xa trên một cái bàn, cái kia trên bàn, một đôi vợ chồng trung niên chính giữa mang theo cha mình cùng hài tử ngồi tại nơi đó ăn đồ vật. Lão đại gia dường như thân thể không ra sao? Tiểu đào có chút trung trung nói, hàng tam thiên gật gật đầu. Vậy các ngươi lại cảm thấy thân thể các ngươi như thế nào, nhất là vương tiểu thư ngươi? Ba người hai mặt nhìn nhau, không hiểu hàng tam thiên như thế hỏi nguyên nhân, bất quá, tần thanh phong vẫn là trả lời hàng tam thiên vấn đề. Ta thân thể này khẳng định đồng dạng, nhưng tư mẫn tiểu thư thân thể lại không tệ. Cũng không biết ngươi hỏi như thế nhàm chán vấn đề làm gì không? Vương tư mẫn lầu bầu một câu. Hàng tam thiên cười một tiếng. Thân thể các ngươi kém cỏi nhất cũng so lão nhân kia cùng tiểu hài tốt. Nhưng ngươi nhìn bọn hắn, quần áo so với các ngươi hiện tại mặc còn muốn đơn bạc, nhưng sắc mặt như đỏ, mà ba các ngươi, liền thân thể tốt nhất Vương tiểu thư, cũng đã lạnh không được, cái này không kỳ quái sao? Nghe được hàng Tam Thiên lời nói, Tần Thanh Phong lúc này cũng phản ứng tới, những mày. Ngươi như thế nói một chút, còn giống như thật là dạng này a. À? Vương Tư mẫn mặc dù không có nói chuyện, nhưng lấy nạn tính tình, không có phản bác hàng Tam Thiên lời nói, liền đã nói rõ vấn đề. Nguyên cớ cũng không phải là chúng ta trách, mà là bọn hắn Hàng Tam Thiên nói, kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu, Hàng Tam Thiên nghe được Vương Tư Mẫn nói quần áo sau này, vô ý thức cũng cho rằng chính mình ăn mặc dường như cùng người khác khác biệt cực lớn, phi thường kỳ quái. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Nhưng rất nhanh, Hàng Tam Thiên phủ định ý nghĩ này, bởi vì tuy là thông thường nói với chính mình, chính mình là cổ quái cái kia, nhưng thân thể lại nói với chính mình, cổ quái là người khác. Bên ngoài tuyết lớn ngập núi, cho dù đến cái vô ưu thôn này, ánh nắng tươi sáng không ít nhưng vẫn như cũ có từng tia từng tia hàng ý, ăn mặc những cái này lệch dày trang phục mùa đông, hàng tam thiên thậm chí cũng còn cảm thấy mình còn có chút lạnh, người con mắt sẽ nói nói dối, lỗ tai sẽ nói nói dối, thế nhưng thân thể, nhưng căn bản sẽ không nói dối. Phía trước nguyên cớ cảm thấy là chính mình kỳ quái, đơn giản là một loại vô ý thức hành động mà thôi, thật giống như từ nhỏ đến lớn có người nói cho ngươi thứ này có độc thời điểm, ngươi liền tự nhiên sẽ vô ý thức cho rằng nó có độc, cho dù hắn thật không có độc. Nguyên cớ, hàng tam thiên muốn làm, liền là chính mình thí nghiệm có hay không có độc, Tần Thanh Phong ba người thân thể biểu hiện đã cho mình đáp án. Hàng công tử, đây là thế nào sự việc? Chẳng lẽ, bọn hắn cũng không sợ lạnh không? Tiểu đào căng thẳng hỏi. Hàng tam thiên lắc đầu, những người này nói nói cười cười, mảy may cảm giác không thấy bọn hắn lạnh, đây cũng chính là hắn phi thường kỳ quái địa phương. Liếc nhìn vương tư mẫn, hàng tam thiên cười cười. Có hứng thú hay không ra ngoài dạo phố? Hoà! Wow. Ngươi đột nhiên ăn sai đồ vật. Vương tư mẫn có chút không tin nói nơi này bốn phía đều lộ ra một loại nói không rõ ràng cổ quái hàng tam thiên muốn đi xem cũng mặc kệ vương tư mẫn có đáp ứng hay không hàng tam thiên đứng dậy liền hướng về bên ngoài đi đến tần thanh phong tự nhiên biết hàng tam thiên tuyệt không phải là đơn thuần ra ngoài dạo phố ra ngoài khắp nơi thăm thú cũng là cái lựa chọn tốt một nhóm bốn người rất nhanh lại một lần nữa vòng ngược đến trên đường cái hàng tam thiên liếc nhìn vương tư mẫn nói khẽ vương tiểu thư là vương phủ thiên kim có lẽ đủ loại đồ vật cũng đến qua không ít a à vương tư mẫn nghe được cái này lập tức kiêu ngạo nói đó là dĩ nhiên bản tiểu thư theo sinh ra đến hiện tại ăn khắp phương thế giới liền không có bản tiểu thư không có ăn xong hàng tam thiên vừa ý gật gật đầu tiếp theo chỉ chỉ hôm qua bán dưa gian hàng nói khẽ cái kia vương tiểu thư ngài nhận thức cái này linh qua sao tiên đạo linh qua vậy cái này đây ngọc thủy lê cái này đây vương tư mẫn hừ lạnh một tiếng thế nào kiểm tra ta à cái này còn không đơn giản sao linh quả chi vương hồng tâm, hàng tam thiên cười cười, vương tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, đối cái gì đồ vật cũng đủ số gia bảo a. À. đó là vương tư mẫn kiêu ngạo nhướng mày, vậy ta muốn hỏi ngươi, những cái này trái cây đều là cái gì thời kỳ sinh? hàng tam thiên đột nhiên mắt sáng như đuốc hỏi, vương tư mẫn không cần nghĩ ngợi đáp một câu, mùa hạ. nhưng đáp xong sau đó, nàng cả người liền đột nhiên tại chỗ ngây ngẩn cả người, mùa hạ. bọn hắn lúc tới rõ ràng tuyết lớn đầy trời, đã là bắt đầu mùa đông thời kỳ, tuy nói vô ưu thôn này vị trí là thế ngoại đào nguyên, nhưng chung quy là tại cái này trong thiên hồ thành, cho dù nó môi trường đặc biệt, thế nhưng không nên cùng ngoại giới thời kỳ kém, có thể kém sơ sơ hai cái thời kỳ A, đồng dạng sửng sốt còn có tầng thanh phong cùng tiểu đào. Cuối cùng là thế nào sự việc? Tiểu đào thậm chí cảm thấy đến chính mình đầu óc đều nhanh không đủ dùng, mới đến một ngày, nhưng vậy bên trong cổ cổ quái quái thật sự là quá nhiều. Rất nhiều sự tình, trọn vẹn vượt ra khỏi nàng đại não có thể suy nghĩ phạm vi, liền luôn luôn rất có kinh nghiệm tần thanh phong, lúc này cũng hơi có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chẳng lẽ, nơi này là mùa hạ sao? Tiểu đào hỏi. Hàng tam thiên lắc đầu, nhìn tất cả mọi người phi thường tự tin cười cười, kiên định lại lạnh nhạt nói. Nơi này, nhất định là mùa đông. Chương 1775 Cố làm ra vẻ huyền bí. Nguồn Mê truyện audio.com Mùa đông vậy những thứ này mùa hạ linh quả ngươi lại thế nào giải thích ngươi cũng thấy đấy đây đều là cực kỳ mới mẻ linh quả tuyệt không phải muốn đi năm ngắt lấy cất giữ đến hiện tại vương tư mẫn phản bác đúng vậy a à, nếu như nơi này là mùa đông lời nói ngươi xem một chút nơi này tất cả mọi người bọn hắn ăn mặc đều là mùa hạ a à. tần thanh phong cũng câu mày nói vậy các ngươi còn nhớ đến chúng ta mới từ cái kia trong khe đá chui ra ngoài thời điểm nơi này là cái gì thời tiết sao hàng tam thiên nói vương tư mẫn nhướng mày mới đi vào thời điểm nơi này tuy là non xanh nước biếc ánh nắng tươi sáng nhưng xung quanh sơn mạch y nguyên tuyết trắng mênh mang hàng tam thiên gật gật đầu nói không sai nguyên cớ nơi này thời kỳ cũng chỉ có thể là mùa đông mà các ngươi mặc những y phục này nguyên cớ cảm thấy lạnh cũng là bởi vì như vậy nhưng bọn hắn tiểu đào buồn bực nhìn xem đi tất cả người qua đường bọn hắn tất cả mọi người thân mang trang phục hè chẳng lẽ bọn hắn liền không lạnh sao hàng tam thiên nói bọn hắn tất nhiên không lạnh kỳ thực vừa tiến vào cái thôn này thời điểm ta liền cảm giác phi thường cổ quái thế nhưng trong thời gian ngắn còn nói không lên nơi nào kỳ quái thẳng đến vương tiểu thư nói một câu nói đánh thức ta vương tư mẫn ngạc nhiên nói ta đánh thức ngươi chính nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng câu nào nhắc nhở hàng tam thiên lúc này một mặt kỳ quái nhìn hàng tam thiên hàng tam thiên mỉm cười không sai quần áo chúng ta ăn mặc cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt thông thường nói cho chúng ta biết chúng ta dường như rất kỳ quái nhưng thân thể nhưng lại thành thật nói cho chúng ta biết bọn hắn rất kỳ quái như thế đến cùng ai kỳ quái hơn đây ai nha cái gì hắn kỳ quái ta kỳ quái ngươi cũng nhanh đem ta cuốn choáng vương tư mẫn buồn bực nói đúng vậy a à, tam thiên đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi ngược lại nói a à. hàng tam thiên liếc nhìn ba người chậm rãi nói kỳ thực chúng ta ai cũng không kỳ quái bởi vì chúng ta cùng bọn hắn là hai thế giới người lời này vừa nói ra ba người càng là không hiểu cái gì gọi là hai thế giới người? Các ngươi rất ngạc nhiên phải không? Ba người gà con mổ thóc gật gật đầu. Được rồi, buổi tối hôm nay, chúng ta liền có thể biết đáp án. Hàng Tam Thiên cười thần bí. Tiếp theo, cũng mặc kệ ba cái ngây ngốc tại chỗ người, hắn trực tiếp đứng dậy trở về khách sạn. Ba người truy hồi khách sạn thời điểm, hàng Tam Thiên đã đem cửa phòng khóa trái, ba người cũng không có cách nào, chỉ có thể mỗi trở về mỗi phòng chờ đợi. Đang lúc hoàng hôn, hàng Tam Thiên cửa phòng mở ra, lúc này, ba người nghe được động tĩnh, tranh thủ thời gian xong ra gian phòng của mình chạy đến trước cửa hàng Tam Thiên hàng Tam Thiên khoát khoát tay ra hiệu bọn hắn đi vào chính mình trong phòng vào trong phòng phía sau Vương Tư Mẫn gấp không thể làm sao nói bệnh gà ngay lập tức liền muốn đen đáp án này đến tột cùng là cái gì a à? Tiểu Đào cũng khó được lên tiếng hỏi đúng vậy a à hàng công tử cuối cùng đều là chuyện gì xảy ra a à? hàng Tam Thiên không có nói chuyện mở cửa sau đó liền tự mình nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần gặp hàng Tam Thiên không nói lời nào vương tư mẫn thầm nói sẽ không phải ngươi cái gì cũng không biết tại cái này cố làm ra vẻ huyền bí a à. nói xong vương tư mẫn len lén liếc một chút hàng tam thiên muốn nhìn một chút hàng tam thiên có hay không có phản ứng nhưng để nàng có chút thất vọng cùng tức giận là hàng tam thiên vẫn không có nửa điểm động tĩnh. cái này chết tiệt gia hỏa khó chơi sao lại đợi mười mấy phút vương tư mẫn tính khí thật sự là đè nén không được nàng đến trưa đều trong phòng muốn hàng tam thiên lời nói đến tột cùng là có ý gì cái gì gọi là hai thế giới người hơn nữa lại là dạng gì hai thế giới người, có thể cùng vô ưu thôn dính liếu quan hệ. Cùng, coi như nhấc lên những cái này quan tâm, lại cùng trong thôn gặp được quái sự, có cái gì liên hệ. Vương Tư Mẫn nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ sơ sơ một cái buổi chiều, cũng không nghĩ minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nguyên cớ chỉ có thể đặt hy vọng ở hàng tam thiên buổi tối hôm nay cho đáp án. Đã tới lâu như vậy, loại trừ làm ngồi chờ ở đây, hàng tam thiên lời gì cũng không nói. Khiến Vương Tư Mẫn thế nào chịu được? Âm. Một tiếng, vương tư mẫn cả cuộc đời tức giận vỗ bàn một cái đứng lên ta nói chết bệnh gà ngươi đến cùng ý tứ gì à đùa chúng ta chơi rất vui phải không tần thanh phong vội và đứng lên khuyên nhủ tư mẫn tiểu thư an tâm chớ vội ta muốn tam thiên đã nói buổi tối có đáp án vậy chúng ta liền lại chờ một chút dù sau này lại thái dương mới vừa vặn xuống núi đi vương tư mẫn sắc mặt lạnh lẽo ta nhìn hắn rõ ràng liền là đang đùa chúng ta ngay tại lúc này hàng tam thiên đột nhiên ngồi dậy con mắt hơi hơi vừa mở liếc nhìn ba người hiện tại không sai biệt lắm tiếp theo tay hắn đặt ở trên môi làm một cái hư thanh động tác ba người lập tức im tiếng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng vương tư mẫn đem lỗ tai đều nhanh dựng thẳng đến đỉnh đầu cố gắng muốn nghe một thoáng đến cùng có tiếng gì đó nhưng nghe tới nghe qua không có cái gì a à, quy chết bệnh gà người đến cùng đang dở trò quỷ gì vương tư mẫn nhíu mày bất mãn lên nghe được cái gì sao hàng tam thiên hỏi ba người nói tiểu đào lắc đầu hàng công tử, tuy là vừa mới bỗng nhiên một thoáng liền thật yên tĩnh, nhưng mà... Nhưng mà ta cái gì cũng không nghe thấy a à? Đúng rồi, liền là đột nhiên thật yên tĩnh. Hàng Tam Thiên cười một tiếng, trực tiếp bước nhanh đi ra gian nhà. Chương 1776 Bọn hắn đều đã chết. Nguồn Mê truyện audio com Ba người đuổi theo sát hàng Tam Thiên, một đường từ lầu 2 đi tới lầu một đại sảnh, lầu một đại sảnh loại trường ngay ngắn bày ra tốt bàn ghế bên ngoài, không có một ai, hơn nữa một mảnh đen kịt toàn bộ đại sảnh yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, lại có chút ít để người rùng mình. Theo trong khách sạn đi ra, bốn người tới trên đường cái. Gió đêm rì rào, lá rụng bay tán loạn, toàn bộ phố lớn trọn vẹn bao phủ tại dưới bóng đêm, không nhìn thấy cửa vào, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Một trận gió lạnh thổi qua, vương tư mẫn bị đông lạnh cả người không khỏi khẽ run rẩy. ông cánh tay, kỳ quái nói. Chết bệnh gà, ngươi dẫn chúng ta bên trên trên đường cái làm gì? Làm gì, dạo phố A, bất quá, ngượng ngùng người ta đều thu quán, chúng ta nhanh đi về a à, lạnh chết người tìm người hàng tam thiên cười một tiếng tiếp theo bước nhanh đi đến một gia đình cửa ra vào tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía vương tư mẫn vương tư mẫn sững sờ nhìn hàng tam thiên ý tứ là để chính mình đi gõ cửa gõ a à, trong phòng này chủ nhân sẽ nói cho người biết đáp án hàng tam thiên cười nói vương tư mẫn nhìn một chút hàng tam thiên bán tính bán nghi đi tới trước cửa nàng có loại bị hàng tam thiên đùa nghịch cảm giác nhưng nghĩ tới gõ cửa tìm tới chủ nhân liền có thể biết trong lòng muốn đáp án, cuối cùng, nàng vẫn là gõ gõ. Vương tư mẫn tay càng đụng phải trên cửa, cả người liền kết một tiếng nhẹ nhàng mở ra, phòng trong là một cái không đại viện cùng tam gian cực nhỏ nhà, trong sân một mảnh đen kịt, không có chút nào bất luận cái gì đèn đuốc, đứng cửa nhìn tới, có chút âm trầm, vương tư mẫn liếc nhìn hàng tam thiên. Không có người. Người cũng không tiến vào nhìn, liền biết không có người. Sợ. Hàng tam thiên cố tình cười nói. Vương tư mẫn lập tức hừ lạnh một tiếng, Thôi đi, bản tiểu thư sẽ biết sợ. Nói xong, mấy bước liền đi đi vào. Chỉ là, càng đi bên trong đi, vương tư mẫn càng cảm giác sợ hãi, nàng hoàn toàn là bị hàng tam thiên chỗ kích, kiên trì đi tới, càng chạy nàng càng sợ hãi, trong viện tử này thực tế quá an tĩnh, yên tĩnh người hải đến sợ. Kỳ thực, nàng cũng là người tu đạo, trên lý luận là không sợ quỷ, nhưng chẳng biết tại sao, đến địa phương này, nhưng dù sao cảm thấy trong lòng đặc biệt chột dạ. Thật vất vả đến ba gian phòng ốc trước cửa, vương tư mẫn ở trước cửa đứng đầy lâu cuối cùng mới đưa vừa nhắm mắt, trực tiếp gõ cửa, nhưng cùng bên ngoài cửa chính đồng dạng, bên trong cửa cũng không có khóa lên, tay vừa đụng, cửa phòng liền mở ra. Có ai không? Vương Tư Mẫn kêu một tiếng, tiếp lấy quay người liền hướng đi trở về. Đến cửa ra vào, trên mặt Vương Tư Mẫn lại khôi phục phía trước phách lối, đối hàng Tam Thiên nói. Không có người. Hàng Tam Thiên gật gật đầu, mang theo ba người lại xoay người lại đến bên cạnh một gian phòng, ánh mắt lại nhìn tại trên mình Vương Tư Mẫn. Lại là ta vương tư mẫn kinh ngạc chỉ chỉ chính mình ta nói cho ngươi chết bệnh gà tốt nhất đừng có đồ bản tiểu thư nếu không lời nói để ngươi chịu không nổi vương tư mẫn thở phì phì hét lên một tiếng có lần trước kinh nghiệm lần này vương tư mẫn gan lớn nhiều trực tiếp liền hướng bên trong đi đến không đến chốc lát nàng đi ra lắc đầu vẫn là không có người liên tiếp tiếp lấy lại là mấy gian phòng nhưng kết quả cùng thứ nhất gian phòng bên trong kết quả cơ hồ là không có sai biệt cửa phòng không khóa rung một cái liền mở nhưng trong phòng nhưng căn bản không có người Vương Tư Mẫn tại tra xong cuối cùng một gian phòng thời điểm, cuối cùng nhịn không được, phẫn nộ trừng mắt hàng Tam Thiên, tức giận hai tay chống nạnh. Chết bệnh gà, ta nói cho ngươi, ngươi chớ quá mức, bản tiểu thư khoan nhượng là có hạn độ. Ngươi cả đêm để ta tìm nhiều ít gian phòng, mỗi gian phòng phòng ngươi cũng nói có đáp án, đáp án đây. Hàng Tam Thiên cười một tiếng. Kỳ thực, bọn chúng đã cho ngươi đáp án. Vương Tư Mẫn sững sờ, đáp án, cái gì đáp án? Tần Thanh Phong lúc này kỳ quái nói. Tam Thiên, đây cũng quá kỳ quái a à, vì cái gì mỗi gian phòng trong phòng đều không có người đây theo lý thuyết trên đường cái đã không có người a à, bọn hắn cũng hẳn là về nhà nhưng vì cái gì mỗi cái trong phòng đều không người đâu hàng tam thiên nói cái này tại ta trong dự liệu cùng ta đi một chỗ các ngươi liền biết vì cái gì trong phòng sẽ không có người vương tư mẫn vừa nghe thấy lời ấy lập tức tức giận nghiến răng nghiến lợi hàng tam thiên ngươi rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì a à? hàng tam thiên không để ý tới nàng mang theo ba người hướng về trong thôn bên trong cùng đi đến làm ba người dừng đến một tòa đại kiến trúc trước cửa thời điểm vương tư mẫn lập tức không hiểu hàng tam thiên ngươi phải chết a à, chúng ta tới cái này làm gì hàng tam thiên cười một tiếng đứng dậy đem cửa chính đẩy ra tiếp lấy nhanh chân trực tiếp đi vào trong phòng lớn mà đỉnh đầu hắn phòng lớn trên tấm bảng bất ngờ viết từ đường hai chữ hàng tam thiên mạnh đến một đạo pháp thuật lập tức đem trọn cái từ đường chiếu sáng nhất thời toàn bộ từ đường tận hiện bốn người trong mắt biết vừa mới ngươi tìm người đều đi đâu không Hàng Tam Thiên nhìn Vương Tư Mẫn nói, Vương Tư Mẫn cau mày lắc đầu. Đi đâu rồi? Hàng Tam Thiên cười một tiếng, ngón tay lấy trong điện một hàng kia xếp hàng lít nha lít nhít thần vị, mắt sáng như đuốc, lạnh giọng mà nói. Bọn hắn, đều tại cái kia. Nghe được Hàng Tam Thiên lời nói, Vương Tư Mẫn mảnh nhìn tới, cả người nhất thời cực kỳ hoảng sợ, sợ hãi nhìn những cái kia lít nha lít nhít thần vị, trong lúc nhất thời hù dọa trọn vẹn nói không ra lời. Bọn hắn. Hắn. Bọn hắn đều đã chết. Chương 1777 Vô ưu thôn vong linh Nguồn Mê truyện audio com Cái này sao có thể Rõ ràng ban ngày thời điểm Chính mình còn tận mắt nhìn qua bọn hắn Thế nào sẽ chết đây Tần Thanh Phong cùng tiểu đào lúc này cũng là đã sợ hãi Lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Hàng công tử Ngài không muốn cầm cái này nói đùa Tiểu đào có chút sợ hãi nói Đúng vậy a à, Tam Thiên Ban ngày thời điểm những người kia cũng còn thật tốt Chúng ta cũng đều gặp qua cũng đều có thể khẳng định, bọn hắn là người, không giống quỷ A. À. Tận Thanh Phong cũng nói. Hàng Tam Thiên cười một tiếng, đứng dậy đi đến linh vị trước mặt, tiếp theo, không nói một lời quét mắt linh vị. Ba người không hiểu nhìn xem hắn, đây là muốn làm gì. Rất nhanh, hàng Tam Thiên liền sắc mặt lạnh lẽo, tiếp lấy chỉ chỉ thứ bảy xếp hàng nhất xó xỉnh một cái linh vị, ba người tiện tay nhìn tới, nhất thời trong lòng kinh hãi. Vô ưu thôn, trình ngưu chi linh vị. Cái này. Đây là điếm tiểu nhị kia tại sao có thể như vậy? Sắc mặt hàng tam thiên xanh chìm, hắn quả nhiên đoán không sai. Tối nay đáp án, hàng tam thiên cũng không xác định, hết thảy đều chỉ là suy đoán, hắn cũng cần sự thật để chứng minh, theo đêm qua nhập định sau đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy là thường yên tĩnh liền đã phát giác được không đúng, nhất là vương tư mẫn từng nói qua, các nàng lên lầu thời điểm, tiểu nhị còn có một nửa đồ vật không thu thập xong, nhưng chỉ là mấy câu thời gian, dưới lầu cũng đã lặng yên không tiếng động. Lại thêm hôm nay một loạt sự tình, đều để hàng tam thiên mơ hồ cảm thấy, nơi này quái lại quái, thẳng đến vương tư mẫn nhắc nhở chính mình quần áo một chuyện để hàng tam thiên bỗng nhiên nghĩ đến có lẽ hai bên người căn bản cũng không phải là một cái thế giới cũng chỉ có loại giải thích này mới có thể đem những cái này quái lại quái sự tình hoàng mỹ giải thích mà ủng hộ những giải thích này còn có một chút đó chính là tần thanh phong năm đó thế nhưng đồ sát qua nơi này thời gian ba năm nơi này lại phố xá sầm uất như đường phố phồn hoa gấm cái này căn bản liền không có khả năng nguyên cớ hết thảy đều là ảo tưởng hoặc là bọn hắn vào một cái khác hư cấu tiểu thế giới mùa hạ quần áo mùa hạ dưa thậm chí tất cả mọi người không biết tiểu đào nhưng tiểu đào lại rõ ràng tồn tại ở nơi này những cái này đều đã đang nói rõ chúng ta cùng bọn hắn cũng không ở vào một cái thế giới chỉ là ở vào cùng một cái không gian mà thôi hàng tam thiên nói liền như là hai cái đường thẳng song song bỗng nhiên đang xen ở cùng nhau loại trừ điểm tụ hai bên có cùng liên hệ bên ngoài địa phương khác vẫn là mỗi thế giới ngươi là ý nói vô ưu thôn liền là cái này điểm tụ chỗ tồn tại tần thanh phong câu mày nói hàng tam thiên gật gật đầu vương tư mẫn hình như cũng nghe minh bạch nguyên cớ ở cái địa phương này chúng ta cùng bọn hắn đều là không hợp nhau nhưng nhiều khi lại hai bên có chỗ cùng liên hệ để chúng ta cảm thấy hai bên có chút không khớp có chút lại đối mà đến đây cũng là để chúng ta cảm thấy phi thường kỳ quái địa phương hàng tam thiên gật gật đầu không sai nguyên cớ ta vẫn luôn đang suy đoán bọn hắn thế giới là thế nào liên hệ đến đêm qua không bình thường cùng chúng ta tại từ đường tìm đến thôn trưởng thời điểm, nhìn đến đây linh vị nhiều như vậy, đều để ta hoài nghi, bọn hắn cái gọi thế giới, kỳ thực khả năng là cái oan hồn thế giới. Tần Thanh Phong trùng điệp gật gật đầu, đến hiện tại, hắn cũng đồng ý hàng tam thiên thuyết pháp, bởi vì tuy là ba năm trước đây, hắn không xác định có hay không có đem trong thôn người đồ sát lười biến tận, nhưng có một điểm có thể khẳng định là, hắn giết không ít người. Hàng tam thiên lời nói, là phù hợp nhất đoạn lịch sử kia tất cả giải thích, vô ưu thôn căn bản không có phùng hoa, ngược lại là bị đồ phía sau hướng đi càng tàn lụi cục diện. Thậm chí, bọn hắn không ai sống sót, ngược lại là tụ tập tại nơi này, trở thành một cái oán niệm trại tập trung. Nghĩ tới đây, Tần Thanh Phong cả người không khỏi cúi đầu, mới tới nơi này, nhìn đến đây phi thường náo nhiệt, hắn còn tưởng rằng nơi này đã khôi phục như ban đầu, trong lòng ấy nấy cũng liền giảm thiểu rất nhiều. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không càng nặng nề. Bởi vì hiển nhiên, hắn nghiệt nợ nặng hơn. Tiểu đào mừng rỡ nhìn hàng tam thiên, hàng công tử, ngươi thật thông minh a, à, ngươi đây cũng có thể nghĩ đến. Nghe được tiểu đào khích lệ, vương tư mẫn ghét bỏ nhìn một cái hàng tam thiên. Chó ngáp phải rùi mà thôi. Tư mẫn tiểu thư, hàng công tử có thể đem nhỏ nhặt sự tình muốn như vậy thấu triệt, lại thế nào khả năng chỉ là chó ngáp phải rùi đây? Cái này hoàn toàn là hàng công tử thông minh mới đúng. Tiểu đào luôn luôn không thích cùng người tranh cái gì, nhưng chuyện này, nàng nhất thiết phải muốn kiên định đứng ở hàng tam thiên bên này. Bởi vì hàng tam thiên có thể đem đủ loại nhỏ nhặt mảnh vỡ nhỏ, cuối cùng chấp vá thành một cái vô cùng to lớn hoàn chỉnh sự kiện, chỉ dựa vào phần này sức quan sát cùng cường đại năng lực suy tính, liền không thể không khiến người cảm thán ngàn vạn. Vương Tư Mẫn đang muốn nói chuyện, lúc này, toàn bộ từ đường bỗng nhiên đất trung núi chuyển, ngay sau đó, từ đường sụp đổ, nóc phòng sụp đổ. Hàng Tam Thiên tranh thủ thời gian vận lên năng lượng, bao lại bốn người, lạnh lùng nhìn bảo hộ bên ngoài hết thảy. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ từ đường trọn vẹn rùa nhưng mà ngược lại, khói bụi nhất thời dân lên, chỉ chốc lát sau, cho bụi tan hết, hàng tam thiên bốn người trước mặt, nơi nào còn có cái gì từ đường, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh là một vùng tăm tối, bốn người ở tại địa phương, càng là một mảnh đất hoang. Lúc này âm phong thổi qua, để người không rét mà run. Vương Tư Mẫn vô ý thức dùng nhẹ tay khẽ bóp lại hàng tam thiên cánh tay tay áo, kinh hoảng nhìn bốn phía. Nhưng cùng Vương Tư Mẫn không giống nhau, là Tần Thanh Phong. Cùng bọn hắn so sánh, Tần Thanh Phong lúc này sợ hãi, mới là chân chính viết lên mặt, khắc vào trong lòng. Bởi vì nơi này, thật sự là hắn trong ác mộng vung đi không được địa phương. Nhìn thấy sắc mặt Tần Thanh Phong tái nhợt, thân thể phát run, hàng tam thiên hầu như không cần hỏi, cũng biết nơi này nhất định là năm đó Tần Thanh Phong đồ sát thôn dân địa phương, nguyên cớ, hắn mới sẽ như vậy sợ hãi cùng sợ hãi. Ô, bỗng nhiên, ngay tại lúc này, trong đêm đột nhiên truyền ra một tiếng thê thảm gầm rú, xa xa đất hoang bên trên, một cái bóng người chậm chậm theo trong đất bò lên đi ra. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều, tại hàng tam thiên làm trung tâm bốn phương tám hướng vô số bóng người theo trong đất bò lên đi ra bọn hắn còng lưng thân ảnh xách theo búa đại đao các loại trong miệng tản ra ô ô ô quái khiếu hướng về bốn người chậm chậm tới gần cái này vương tư mẫn kinh hãi vô cùng là vô ưu thôn vong linh hàng tam thiên nghiêm mặt nói nói xong hắn liếc nhìn vương tư mẫn ta phụ trách chính diện ngươi phụ trách đằng sau vương tư mẫn gật gật đầu rút ra chính mình trên lưng trường kiếm quay người tựa ở trên lưng hàng tam thiên không. theo phía trước nhất một cái vong linh gầm lên giận dữ mấy trăm tên vong linh bỗng nhiên gia tốc đánh thẳng mà đi vương tư mẫn rút kiếm nghênh địch hàng tam thiên bên này cũng trực tiếp rút ra ngọc kiếm nhắm ngay vong linh làm ra công kích đại chiến hết sức căng thẳng nhưng những cái này vong linh đại quân hình như vĩnh viễn không sinh bất tử mỗi một đao xuống dưới bọn hắn liền nháy mắt vỡ nát nhưng lại nháy mắt gây dựng lại theo thời gian chuyển dời hai người không chỉ không có giết chết dù cho một cái vong linh, ngược lại để vong linh trọn vẹn đẩy mạnh, đem bốn người trọn vẹn trùng điệp bao vây. Chương 1778 Bàn cổ di chí Nguồn Mê truyện audio com Chết bệnh gà, tiếp tục như vậy nữa không được a à? Vương Tư Mẫn lo lắng kêu một tiếng. Trăm tên vong linh trọn vẹn chen thành một cái vòng vây cực lớn, đem trong bốn người ba tầng ba tầng ngoại gắt gao bao vây. Hàng Tam Thiên cắn răng một cái, trong thân thể long tộc chi tâm lực lượng thực tế bần cùng biện pháp duy nhất liền là dùng hôn mê phía trước cổ kia lực lượng thần bí nhưng nó một mực tạm thời an tại hàng tam thiên vùng đan điền hàng tam thiên cũng không biết tùy tiện dùng nó lời nói đến tộc cùng sẽ phát sinh như thế nào hậu quả nếu như nó vẫn là mạnh mẽ đâm tới lời nói hàng tam thiên không thể nghi ngờ đối mặt là hai mặt thù địch nguy hiểm vạn phần nhưng vậy là duy nhất cơ hội tránh ra sắc mặt hàng tam thiên lạnh lẽo ngay sau đó cưỡng ép thôi động thể nội cổ kia lực lượng thần bí, không khỏi đêm dài lắm mộng, hàng Tam Thiên nếu là nhất kích tất sát. Nguyên cớ, hắn trực tiếp thôi động lực lượng thần bí, đem bàn cổ phủ đánh thức, ngay sau đó, hàng Tam Thiên chỗ trắng, đột nhiên bàn cổ phủ kim ấn quang mang đại thịnh, cả người thân thể cũng nháy mắt thêm cổ màu vàng khí tức trực tiếp nổ tung. Oanh. Kim quang như chỉ đồng dạng đảo qua, vòng linh đụng chi tắt nháy mắt tan thành mây khói, trở thành bột mịn. Vương Tư Mẫn không dám tư nghị nhìn lúc này một thân kim quan hàng tam thiên, lúc này hàng tam thiên, nơi nào còn có nửa điểm bệnh gà dáng dấp, ngược lại càng giống là một tôn chiến thần, người khoác kim quan, bể nghệ bốn phương. Nhìn những cái kia đều nhanh đem chính mình tươi sống mệt chết cũng không thể giết chết vong linh, lại tại trước mặt hàng tam thiên như là sâu kiến, Vương Tư Mẫn sắc mặt bỗng nhiên ửng đỏ một mảnh. Nhớ tới chính mình phía trước đối với hắn xem thường, hiện nay hắn lại ngăn cơn sóng giữ cứu vãn tất cả mọi người, Vương Tư Mẫn nhớ tới đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào hiện tại xem ra, hàng tam thiên không phải bệnh gà thời điểm, rất có năm nhân khí khái, hơn nữa, hắn trưởng thành cũng còn không tệ. Nhưng ngay tại vương tư mẫn phương tâm ban đầu động thời điểm, lúc này hàng tam thiên lại cho mày, trong lòng hắn đã xúc động lại phi thường sốt ruột, xúc động là, bàn cổ phủ đến hiện tại chính mình yên nguyên không biết dùng, nhưng nó chỉ là hơi chút thức tỉnh phát tán năng lượng đã là như thế vô địch, cái này làm sao không để người xúc động. Nếu như mình sẽ dùng hắn lời nói, này sẽ là uy lực gì? Nhưng sốt ruột là, cổ kia cuộc cường lực lượng thần bí như là bị đánh thức trâu rừng đồng dạng, lại một lần nữa trọng vẹn không nhận khống chế tại thể nội điên cùng loạn thoang. Còn như vậy làm xuống dưới, hàng tam thiên thực sẽ bị nó tươi sống đánh chết. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hàng tam thiên nhưng lại không thể không ý lại tại nó. Dừng tay. Bỗng nhiên, vào thời khắc này, trong bóng tối đột nhiên một tiếng kinh hô, ngay sau đó, hắn mạnh mẽ cái tung người, chậm chậm đi ra, mà cơ hồ tại hắn đi ra một khắc này, vừa mới hung mảnh vô cùng vong linh, cũng bỗng nhiên quan ảnh một hóa, biến mất không thấy gì nữa. Hàng Tam Thiên tranh thủ thời gian thu tất cả năng lượng, ráng chống đỡ lấy thể nội loạn nhảy, lạnh lùng nhìn trước mắt người tới. Người tới một thân miếng vải đen cuốn thân, nhìn không ra thân hình là như thế nào, cũng nhìn không ra hắn trưởng thành là bộ dáng gì. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, trên người ngươi đạo kim quan kia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người tới âm thanh lạnh lùng nói. Hàng Tam Thiên nhướng mày. Ngươi là ai? Ta. Ngươi đây không quản được, ta chỉ hỏi ngươi, trên người ngươi đến cùng có cái gì thần binh? Người tới nói, hàng tam thiên không phân biệt được đối phương là địch hay bạn, nhưng đại bộ phận hắn vẫn là cho rằng là cái trước, bởi vì cực kỳ hiển nhiên, hắn khả năng liền là những vong linh này quân đoàn thủ lĩnh. Cái này mắc mới gì tới ngươi? Tất nhiên quản ta sự tình. Hắn gấp giọng mà nói, tiếp theo, hắn suy nghĩ một chút, xem như trả lời hàng tam thiên vấn đề. Ta gọi từ hải. Từ hải. Hàng tam thiên nhìn một chút tiểu đào, gặp nàng ánh mắt bàng hoàng, biết nàng cũng không quen biết, lúc này, Tần Thanh Phong chật cao mày nói. Phụ thân ngươi liền là vô ưu thôn thôn trưởng, từ Phúc Vinh. Nghe được Tần Thanh Phong lời nói, người tới rõ ràng có chút bối rối lui một bước, kinh hãi mà nói. Làm sao ngươi biết phụ thân ta? Ngươi? Ngươi là ai? Trên mặt Tần Thanh Phong lập tức hối hận cúi đầu, hắn thực tế không biết trả lời như thế nào. Hàng Tam Thiên lúc này nói. Nói như vậy, ngươi cũng là vô ưu thôn thôn dân. Tốt, vậy ta trả lời ngươi, trên tay của ta thần binh, liền là ngươi cho rằng đồ vật ban cổ phủ. Người tới lập tức mạnh mẽ ngẩng đầu, kỳ thực nhìn thấy Tần Thanh Phong phản ứng thời gian, hắn đã toàn thân tràn ngập sát khí, nguyên cớ hàng tam thiên tại xác nhận thân phận đối phương phía sau, cũng liền dứt khoát thừa nhận, vừa đến là đi thẳng vào vấn đề, thứ hai, cũng là tạm thời hóa giải Tần Thanh Phong nguy cơ. Hàng tam thiên không có trả lời, nhưng hắn thái độ đã nói rõ hết thảy. Âm. Người tới bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, đỉnh đầu miếng vải đen che chắn lấy bộ mặt hắn, hắn chống lên thân thể hai tay run nhẹ nhẹ, trong miệng càng là phát ra có chút trên rỉ nhưng rất nhỏ giọng nỉ non. Cha, bàn cổ di chí, hài nhi cuối cùng hoàn thành. Nói xong, hắn mảnh ngẩng đầu, đỉnh đầu miếng vải đen cũng vì vậy mà nháy mắt rơi xuống, dưới ánh trăng, miếng vải đen phía dưới là một cái không có mặt, chỉ là một tầng da bôi ở phía trên đầu, nhìn lên kinh dị vạn phần. Vương Tư Mẫn cùng Tiểu Đào lập tức bị hắn dáng dấp hù dọa, thân thể không khỏi lui lại mấy bước, nắm chắc hàng tam thiên phận lưng quần áo. Đều đi ra a. À. Hắn hô to một tiếng. Bỗng nhiên ở giữa, vô số vong linh lại một lần nữa theo mặt đất bò lên, nhưng cùng lúc trước khác biệt là, bọn hắn chậm chậm tại trước mặt hàng tam thiên, quỳ xuống. Chương 1779 Không vui một tràng Nguồn Mê truyện audio com Cái này Hàng tam thiên không hiểu nhìn từ hải Có bàn cổ phủ người, liền vĩnh sinh là ta bàn cổ tộc chân thần, ta bàn cổ tộc vô luận sống hay chết, là người hay quỷ, đều muốn có lẽ nghe thì bái, gặp thì quỳ. Nói xong, hắn dẫn đầu dẫn dắt vài trăm vong hồn hướng lấy hàng tam thiên chậm chậm đập một cái khấu đầu hàng tam thiên gật gật đầu nhưng ta cũng sẽ không dùng kỳ thực lần này tới bàn cổ thôn cũng là hy vọng các ngươi có thể chỉ bảo ta như thế nào sử dụng nó bàn cổ đại thần khai thiên phía sau thân hóa bảy tinh làm bác phương thế giới hóa ra vạn vật mà cùng kệ vai chiến đấu mà khai thiên sắm xét bàn cổ phủ thì rơi vào trạng thái ngủ say làm trợ giúp chính mình ngày trước chiến hữu tìm tới một cái tân chủ nhân bàn cổ đại thần tại cuối cùng thời khắc hấp hối dùng chính mình cuối cùng tinh huyết hóa thành chúng ta bàn cổ nhất tộc chúng ta bàn cổ nhất tộc theo sinh ra lên liền gánh vác làm bàn cổ phủ tìm kiếm chủ nhân số mệnh vạn năm phía trước bác phương thế giới người bỗng nhiên tập kích ta bàn cổ nhất tộc năm đó tộc trưởng không khỏi bàn cổ phủ rơi vào người xấu trong tay bởi vậy khởi động bàn cổ nhất tộc truyền tống trận pháp đem bàn cổ phủ truyền tống ra bác phương thế giới từ nay về sau, tộc ta liền không còn có gặp qua bàn cổ phủ. Nhưng chúng ta cũng hy vọng, có một ngày, bàn cổ phủ có thể lần nữa tìm kiếm được lương chủ, trọng hội bát phương thế giới, lại không nghĩ rằng, cái này vừa chờ, liền là vạn năm. Bây giờ bàn cổ phủ tuy là trở về, nhưng ta bàn cổ nhất tộc lại đã sớm vận mệnh mất hết, lại không người sống, chân thần, ta không giúp được ngươi a. À. Từ Hải vô cùng bi ai nói, hàng tam thiên nhướng mày. Vì cái gì? Từ Hải đau khổ nói, bàn cổ nhất tộc bí mật, là thủ hộ bàn cổ phủ cùng nắm giữ để bàn cổ phủ thức tỉnh bí quyết nhưng những cái này bí quyết cũng không phải là cái bàn cổ người liền biết bàn cổ nhất tộc bí mật từ trước đến giờ chỉ có bàn cổ tộc người lãnh đạo mới có thể nắm giữ phụ thân ta mặc dù là bàn cổ tộc đời cuối cùng thôn trưởng nhưng nhưng ta cũng không phải là người nối nghiệp a à. nghe nói như thế hàng tam thiên lập tức trong lòng mát lạnh thật vất vả tìm tới nơi này tới kết quả lại là không vui một trang nếu như bàn cổ phủ không thể sử dụng lời nói cái kia cùng một đống sát vụn có cái gì dùng nhìn thấy hàng tam thiên mặt xám như tro, từ hải nói. Bởi vì, ta cũng không phải là thôn trưởng con ruột. Năm đó, bàn cổ nhất tộc thảm tao đồ sát thời gian, may mà chi này còn sót lại bàn cổ nhất tộc ra ngoài may mắn thoát khỏi tại khó, đồng thời, bọn hắn lại vừa vặn có một vị bàn cổ tộc tộc trưởng nhi tử tại trong đội ngũ, cái này mới miễn cưỡng bảo trụ bàn cổ nhất tộc bí mật, định cư nơi này phía sau, làm không cho bàn cổ nhất tộc bí mật mất đi, trong thôn liền có quy củ, mỗi một đời tộc trưởng, lại hoặc là thôn trưởng. Bọn hắn dòng dõi sẽ đưa nuôi ở trong tộc ngẫu nhiên gia đình, tới cái con báo. Đổi thái tử. Trình độ lớn nhất có thể để cho đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế, miễn ở quá mức bạo lộ. Từ hải, chính là trao đổi sau đó đứa bé kia. Mà chân chính có dấu bàn cổ bí mật đứa bé kia, bất quá chỉ là tại bình thường trong gia đình mà thôi. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi thôn trưởng đời tiếp theo người thừa kế, có phải hay không một cái nữ hài? Hàng Tam Thiên bỗng nhiên gấp giọng hỏi. Từ hải sững sờ. Chân thần, làm sao ngươi biết? Hàng Tam Thiên thở dài ra một hơi, đem ánh mắt đặt ở trên mình tiểu đào, Tần Thanh Phong lập tức hiểu Hàng Tam Thiên ý tứ. Tam Thiên, ngươi ý là, tiểu đào liền là từ thôn trưởng chân chính nữ nhi. Hàng Tam Thiên một chút suy tư, nghiêm túc gật gật đầu. Hắn nguyên cớ lúc ấy sẽ đem vấn đề muốn tại trên mình tiểu đào, hoàn toàn là bởi vì trên tay của tiểu đào thanh ấn, hắn phía trước tại trong từ đường nhìn qua thôn trưởng thanh ấn, cũng nhìn qua tiểu nhị thanh ấn, hắn phát hiện thôn trưởng thanh ấn rõ ràng muốn khác biệt với tiểu nhị, mà tiểu đào cùng thôn trưởng thanh ấn lại cơ hồ giống nhau khác biệt duy nhất là tiểu đào thanh ấn muốn càng thêm có lòng lẫy điểm có lẽ hẳn là thôn trưởng bất quá là vong linh mà tiểu đào là người từ hải nghe nói như thế lập tức căng thẳng nhìn về tiểu đào ngươi có phải hay không gọi lục mị kiều tiểu đào có chút bối rối vô thần trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ trong mong nhìn hàng tam thiên tiếp theo lắc đầu ta ta không biết rõ nàng mất trí nhớ hàng tam thiên nói nói xong hắn đi đến bên cạnh tiểu đào tiếp theo nhẹ nhàng đem tiểu đào cánh tay kéo, đem thanh ấn lộ ra, để Từ Hải nhìn thấy minh bạch. Từ Hải mặc dù không có biểu tình, nhưng làm hắn nhìn về trên tay của tiểu đào thanh ấn thời điểm, thân thể rõ ràng hơi hơi rung lên, tiếp lấy mãnh liệt dập một đầu. Từ Hải gặp qua tộc trưởng. Hàng Tam Thiên cả người cuối cùng không khỏi thở vào một cái, chỉ cần xác nhận tiểu đào thân phận, đây cũng là mang ý nghĩa hy vọng cuối cùng vẫn còn ở đó. Hắn thật lo lắng, bàn cổ nhất tộc đến đây trọn vẹn biến mất, không có người lại biết như thế nào giải khai bàn cổ phủ. Tiếp theo, từ hải lễ xong, chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về hàng tam thiên. Chân thần, đã tộc ta tộc trưởng vẫn còn, như thế ngài bàn cổ phủ bí quyết, liền tại trên người nàng. Có đáp án này, trong lòng hàng tam thiên tảng đá lớn, cuối cùng là an ổn rơi xuống. Nhưng vấn đề là, nàng cái gì đều không nhớ rõ, lần này tới nơi này, cũng là muốn giúp nàng khôi phục ký ức, ngươi có biện pháp nào sao? Thần tiên lệ, tộc ta bí bảo, ăn phía sau, nàng liền sẽ quên đi liên quan tới nơi này hết thảy. Chương 1780 Phá trận Nguồn Mê truyện audio com Thần tiên lệ Hàng tam thiên cao mày nói Từ hải điểm điểm gật đầu Tin tưởng hẳn là ba năm trước đây Tộc ta đột ngột tao một bọn người áo đen tập kích Tại trận kia hỗn chiến bên trong Lão tộc trưởng nhất định là đem tân tộc trưởng đưa đến bổn thôn chạy trốn trong bí đạo để nàng rời đi nơi này Làm không bạo lộ thân phận nàng Cho nàng ăn thần tiên lệ Đã quên nơi này thống khổ hồi ức Lại có thể trọn vẹn che giấu mình Vậy cái này loại đồ vật nhưng có giải dược Có, từ Hải nói. Bàn cổ nhất tộc tất cả cơ mật, theo bàn cổ phủ lớn đến chuyện nhỏ. Đều có chỗ ghi chép, nhưng phần này ghi chép, đều tại tộc trưởng nơi đó. Nhưng nàng mặc dù là tân tộc trưởng, nhưng rất rõ ràng nàng cũng không có qua bất luận cái gì lên ngôi nghi thức, nguyên cớ khẳng định không có đạt được những truyền thừa khác, nguyên cớ tất cả mọi thứ, đều còn tại lão tộc trưởng nơi đó. Nhưng lão tộc trưởng, đã chết. Vương Tư Mẫn nói. Vậy rất đơn giản a à, đợi ngày mai ban ngày, chúng ta hỏi một chút lão tộc trưởng quỷ hồn chẳng phải có thể sao? Hàng Tam Thiên nhướng mày, rất rõ ràng, Hàng Tam Thiên cảm thấy. Cái này cũng không khả năng. Từ hải đau khổ thở dài một tiếng nói. Đám người áo đen kia thủ lĩnh, đồ sát thôn xóm sau đó, một phương diện vẫn chưa theo chúng ta nơi này đạt được kho báu, nguyên cớ thẹn quá hóa giận, một phương diện cũng muốn che giấu tội ác, nguyên cớ tại nơi này bày ra một cái điện ngục đại trận, đem có chết đi bàn cổ tộc nhân vong hồn vây ở nơi này, vĩnh viễn tại nơi này ngày đêm chịu hắn dày vò. Tần Thanh Phong châu mày, gặp hàng Tam Thiên nhìn về phía mình, hắn lắc đầu, ra hiệu chính mình vẫn chưa làm qua. Địa ngục đại trận là phương thế giới bên trong một loại luyện hồn quỷ thuật, có thể sẽ bị khốn vong hồn tốt đẹp ký ức toàn bộ rút ra đi ra, để vong hồn vĩnh viễn đắm chìm tại chỉ có thống khổ trong hồi ức, lâu dần, vong hồn oán khí sẽ càng lúc càng lớn, làm trận giả liền có thể hấp thụ những oán khí này tăng cường chính mình thực lực. Vương Tư mẫn nhướng mày. Trên đời còn có loại này đáng giận tà thuật. Cái này đồ thông nhân. Thật là có lẽ thiên đao vạn quả, không được chết tốt. Từ Hải gật gật đầu, bởi vì ta mặt ngoài thân phận là thôn trưởng con trai, những lưu manh kia liền cho là ta là đời tiếp theo tộc trưởng, bởi vậy. Bọn hắn đem tính mạng của ta lưu lại xuống, cũng đem ta vây ở địa ngục đại trận bên trong, mỗi đêm nhìn xem tộc ta loại tại thống khổ trong thâm uyên dãy cột, bức ta nói ra bàn cổ nhất tộc bí bảo. Trong ba năm này, Tư Hải mỗi ngày trơ mắt nhìn xem bên trong tộc mình như vậy, cả người gần như sụp đổ, nguyên cớ, ban ngày thời điểm, hắn sẽ thừa dịp địa ngục đại trận tạm dừng vận chuyển thời điểm, đem những cái kia bị trận pháp rút ra tốt đẹp ký ức lần nữa thành lập ra vô ưu thôn ngày trước cảnh trí. Một phương diện, đây là tự hải tự an ủi mình phương thức cao nhất, lưu manh cũng không phải là không có chú ý tới những thứ này. Bọn hắn cũng không ngăn cản, bởi vì vô ưu thôn giả tạo, có thể lừa gạt một ít xong đến nơi này người, che giấu chân tướng sự thật, đồng thời, tự hải cũng cần một cái phát tiết điểm, bức tử tự hải, đối bọn hắn tới nói, cũng không có cái gì chỗ tốt. Hàng tam thiên sau đó răng hơi cắn, những cái này lưu manh, giết người hành hung thì cũng thôi đi, lại còn giống như cái này ác độc lại tàn nhẫn phương pháp tới hãm hại vô ưu thôn thôn dân. Giết người tiên thi, cũng bất quá như vậy mà thôi. Nhưng những cái này ký ức tàn niệm, chủ yếu cũng không phải là hoàn chỉnh, thậm chí rất nhiều chỉ có như vậy mấy nháy mắt, nguyên cớ, đại bộ phận thời điểm, bọn hắn lưu lại đều là tại cái kia một đoạn thời gian ngắn bên trong. Từ hải nói, hàng tam thiên gật gật đầu. Nguyên cớ, tiểu nhị cùng thôn trưởng, cũng không nhận ra tiểu đào, cũng không phải là bọn hắn đang nói láo, mà là trên thực tế bọn hắn tàn niệm trong trí nhớ, thậm chí chỉ có như vậy mấy ngày, thậm chí rõ ràng chỉ có một ngày ký ức. Nhìn xem từ hải gật gật đầu. Hàng tam thiên cuối cùng minh bạch, tại sao lúc trước hỏi tiểu nhị cùng thôn trưởng thời điểm, bọn hắn rõ ràng nhiều khi trả lời căn bản là để người cảm thấy phi thường kỳ quái, nhưng hàng tam thiên nhưng lại nghiêm túc quan sát qua bọn hắn lúc nói chuyện biểu tình, bộ dáng kia, rõ ràng liền không giống như là đang nói láo. Hiện tại, hàng tam thiên bình thường trở lại, bọn hắn chính xác không có nói láo đó là bọn họ đối rất nhiều người và sự việc những ký ức khác, căn bản không có. Thậm chí ngươi hỏi cha mẹ của hắn là ai, hoặc là ngươi hỏi hắn vượt qua hắn đoạn kia ký ức phạm vi bất cứ chuyện gì, hắn đều không biết. Chỉ là, người bình thường ai lại sẽ hướng vậy đi hỏi đây? Không sai. Từ hải xác nhận nói. Chân chính thôn trưởng vong hồn, cùng ta xung quanh vong linh đại quân, không có khác biệt, tại ba năm địa ngục đại trận hủy hoại phía dưới, hắn cùng đi thi đi thịt không có gì khác nhau. Vậy ngươi ý là, thần tiên lệ giải dược, cũng không có người đã biết. Vương Tư Mẫn kinh ngạc nói. Từ hải gật gật đầu. Chí ít, trước mắt là như vậy. Móa. Hàng Tam Thiên cắn răng, cả người phi thường không cam tâm, làm nửa ngày, mất như thế đại công phu, kết quả lại là công giả tràn sao. Lúc này, một mực không có lên tiếng Tần thanh phong lại đứng dậy. Ta có biện pháp. Ba người liên cùng từ hải mừng rỡ lại không thể tưởng tượng nổi nhìn về Tần thanh phong. Ngươi có biện pháp. Tần Thanh Phong gật gật đầu, nhìn Từ Hải nói. Không sai, bất quá, cái này muốn ngươi hy sinh một thoáng. Từ hải cơ hồ không cần nghĩ ngợi, vô cùng kiên định nói. Chỉ cần có thể giúp tân tộc trưởng cùng chân thần, coi như muốn từ hải lên núi đao xuống vạt dầu, từ hải cũng sẽ không nói nữa chữ không. Âm tà đồ vật, sợ nhất liền là vật dơ bẩn, mà một cái trận trung tâm nhất điểm, liền là trận nhãn. Từ hải đã có thể khống chế những vong linh này, nói rõ hắn liền là trận nhãn chỗ tồn tại, nguyên cớ. Biện pháp ngược lại cũng không khó. Tần Thanh Phong nói xong, đem ánh mắt đặt ở vương tư mẫn cùng tiểu đào trên thân hai người vương tư mẫn sững sờ xảy ra chuyện gì tần thanh phong cười thần bí kéo lấy hạng tam thiên liền bắt đầu hành động muốn loại bỏ địa ngục chi trận tuy là chính xác cực kỳ khó cuối cùng tìm không được trận pháp mệnh môn phá trận liền là nói suông nhưng hư vô tông là dùng trận cao thủ tần thanh phong thân là hư vô tông thất trưởng lão tự nhiên đối mỗi trận rất có nghiên cứu trận pháp cho dù lại cổ quái lại hiếm có và kỳ lạ cũng bất quá biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, nguyên cớ Tần Thanh Phong muốn làm, liền là tại tông bên trên làm đủ động tác. Tây Nam Bạch Hổ Sát, Phương Đông Thanh Long Môn, đây là đại bộ phận trận pháp yếu kém nhất phân đoạn, Tần Thanh Phong tại hai địa phương này cắm vào hai môn lệnh kỳ, hắn sau đó, mệnh vương tư mẫn cùng tiểu đào gỡ xuống bản thân tháng sự tình mang, phân đưa hai mặt cờ nhỏ phía dưới. Tần Thanh Phong cầm trong tay mặt khác hai mặt cờ nhỏ, trong tay vung lên. Cắm tại hai vị trí nhỏ cờ lập tức bạo tạc. Mà gần như đồng thời, từ hải cả người trên mình cũng lập tức nổ ra hai cái lỗ máu. Mà gần như đồng thời, toàn bộ bầu trời phong vân biến sắc, vô ưu thôn thôn trang, cũng bao phủ tại một mảnh đỏ tươi bên trong. Phá trận chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ, từ hải, mau đem thôn trưởng tìm ra. Từ hải cố nén trên mình kịch liệt đau nhất, gật gật đầu, ngay sau đó nhắm mắt nhất niệm, xa xa đỏ tươi bên trong, lúc này một thân ảnh, loạn choa loạn choạn đi ra. Mà cùng lúc đó, trong thiên hồ thành một cái trong phủ đệ, một người trung niên, bỗng nhiên nhướng mày có người phá ta trận pháp đi vô ưu thôn